Lâm Thiên, hiện tại ta đã không còn cách nào đạt được đại cơ duyên. Không biết ngươi còn muốn nhận được đại cơ duyên hay không, không nói trước muốn đạt được đại cơ duyên kia vạn lần chết chỉ có một lần sống, huống chi hiện tại đối phó với Minh Viêm này cũng là cửu tử nhất sinh. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, muốn đạt được đại cơ duyên cũng là vạn lần chết một lần sống, mặc dù hắn không buông được kiều thê và người thân, thế nhưng con đường cường giả vẫn là thứ mà hắn muốn truy cầu. Bản thân hắn một đường đi tới đây đã gặp vô số hiểm cảnh, mà lựa chọn lúc này cũng là lựa chọn gian nan nhất. Chỉ là tình cảnh hiện tại lại không phải là thứ mà hắn muốn. Nhạc phụ, chẳng lẽ nhạc phụ còn biện pháp đối phó với Minh Viêm sao? Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Ngạo Vũ hỏi, hiện tại ngọc giản kia đã rơi vào trong tay Minh Viêm, muốn đoạt lại ngọc giản từ tay hắn không phải là một chuyện dễ dàng. Không có. Độc Cô Ngạo Vũ lắc đầu, nói với Lục Lâm Thiên. Ta và ngươi hẳn là hai người rõ thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm này nhất, thứ này vô cùng khó dây vào. Muốn đối phó với nó rất khó khăn, đặc biệt là hiện tại thực lực của hắn lại mạnh mẽ hơn không ít. Lục Lâm Thiên gật đầu, Thái Cổ U Viêm Hỏa cũng đã đủ khủng bố, lúc này lại là Thái Cổ U Minh Viêm nguyên vẹn, tự nhiên sẽ càng thêm kinh khủng. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Mặc dù ta không có biện pháp đối phó với hắn, thế nhưng mà lại có biện pháp giúp ngươi. Linh hồn phân thân của ngươi có lẽ còn không hoàn toàn bị Thái Cổ Minh Viêm hỏa luyện hóa, bởi vậy hắn còn chưa chính thức được coi là Thái Cổ U Minh Viêm nguyên vẹn. Mà ta vốn đã luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ Minh Viêm hỏa, tuy rằng lúc này đã bị hắn ta phản luyện hóa lại, thế nhưng trước khi linh hồn phân thân ta bị hắn luyện hóa ta đã để lại một đạo bí pháp linh hồn. Đạo bí pháp linh hồn này ở trong linh hồn bổn nguyên của hắn, ta chỉ cần đi vào là có thể thúc dục linh hồn bí pháp. Mặc dù không thể nói chắc chắn thế nhưng có thể tranh thủ một ít thời gian cho ngươi. Ta vây khốn linh hồn bổn nguyên của hắn, để cho linh hồn bổn nguyên Thái Cổ U Viêm Hỏa của ngươi có cơ hội chuyển bại thành thắng, luyện hóa linh hồn bổn nguyên Thái Cổ Minh Viêm Hỏa kia. Lục Lâm Thiên nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời, đây quả thực là một cơ hội, nếu như là nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ có thể tranh thủ một ít thời gian, vây khốn linh hồn bổn nguyên Thái Cổ Minh Viêm Hỏa một hồi, vậy thì cũng không phải hắn hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng mà hiện tại linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa đã ở trong thế giới của Thái Cổ U Viêm Hỏa của ngươi, muốn chuyển bại thành thắng cũng phải tiến vào trong đó mới được. Sợ rằng Minh Viêm sẽ không cho ngươi cơ hội tiến vào trong đó, nhất định nó sẽ ngăn cản. Ngươi không sợ Thái Cổ U Viêm Hỏa, thế nhưng không nhất định không sợ Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, cho nên ngươi phải nghĩ biện pháp đi vào bên trong mới được. Bỏ qua Thái Cổ Minh Viêm Hỏa thì ngươi mới có thể tiến vào trong thế giới của Thái Cổ U Viêm Hỏa. Cùng với linh hồn bổn nguyên của linh hồn phân thân ngươi hội tụ, cuối cùng mới có chút phần thắng. Độc Cô Ngạo Vũ lần nữa nói với Lục Lâm Thiên. Nhạc phụ, vậy còn người? Minh Viêm này có lẽ sẽ không tùy tiện để cho người đi vào trong cơ thể đâu đúng không? Trong lòng Lục Lâm Thiên do dự, hắn không sợ Thái Cổ U Viêm Hỏa, thân thể đi vào trong sẽ không có việc gì. Thế nhưng Thái Cổ Minh Viêm Hỏa này lại không giống. Có hắn ta ngăn cản trước mặt. Bây giờ ngay cả đi vào trong thế giới của linh hồn phân thân cũng không được. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, nếu như Thái Cổ Minh Viêm Hỏa dung hợp với Thái Cổ U Viêm Hỏa làm một thể, trình độ kinh khủng có lẽ không kém lúc trước bao nhiêu. Lúc trước Thái Cổ U Viêm Hỏa kinh khủng ra sao trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Cho nên hắn cũng đang do dự. Ta tự có biện pháp của ta, ngươi chỉ cần có thể đi vào là được. Ta đoán ta có đủ khả năng làm ảnh hưởng tới hắn, chỉ là thời gian không quá dài. Cho nên ngươi phải cam đoan nhanh chóng đi vào, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Sợ rằng hiện tại cũng khó có thể đi vào. Lục Lâm Thiên nhìn Minh Viêm trên không trung, có Minh Viêm khủng bố này ở đây, hai người muốn đi vào trong thế giới của linh hồn phân thân hắn quá khó khăn, hầu như không có khả năng. Tuy rằng thực lực của Minh Viêm lần nữa mạnh hơn một ít, bất quá ta thấy thực lực còn chưa mạnh bằng Chí Thánh Đại Đế. Ta thấy nếu như Chí Thánh Đại Đế toàn lực ra tay, muốn ngăn chặn Minh Viêm một hồi không phải là một chuyện không làm được. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn về phía Chí Thánh Đại Đế. Dưới tình huống ta dùng toàn lực muốn ngăn chặn Minh Viêm này một hồi thì không thành vấn đề. Con thấy thế nào? Chí Thánh Đại Đế hỏi Lục Lâm Thiên, khí tức mênh mông quanh thân khiến cho gợn sóng trong không gian có cảm giác loạn, khí tức mênh mông luôn tập trung vào người Minh Viêm. Hắn vừa mới đi ra. Đối với một ít chuyện bên ngoài cũng không quá rõ ràng, quan hệ phức tạp trong đó cũng khiến cho hắn đau đầu. Thế nhưng hắn lại hiểu rõ,
Muốn đạt được đại cơ duyên trong thiên chủng thì phải đối phó với Minh Viêm này mới được. Bởi vậy cho nên trước tiên hắn phải hỏi ý kiến của Đồ Nhi mình. Cái này, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, vấn đề mấu chốt này dường như nằm ở chỗ hắn có thể chống lại thái cổ Minh Viêm hỏa hay không. Mà lại nói, Lục Lâm Thiên cũng có chút bận tâm, không biết lời của nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ nói có thể tin tưởng hay không. Ngươi không cần phải hoài nghi lời nói của ta, đến lúc đó ta sẽ khiến cho ngươi tin tưởng ta. Độc Cô Ngạo Vũ dường như cũng biết sự lo lắng trong lòng Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp làm sao có thể chống lại thái cổ Minh Viêm hỏa kia là được rồi. Hừ, muốn đối phó với ta, thật sự nực cười, chỉ bằng vào các ngươi sao, chỉ tiếc hiện tại ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi. Đợi sau khi ta nhận được đại cơ duyên kia ta sẽ đối phó với từng người các ngươi, khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là con sâu cái kiến. Ánh mắt Minh Viêm trầm xuống, hắn nghe rõ hai người Lục Lâm Thiên và Độc Cô Ngạo Vũ nói chuyện với nhau, ánh mắt âm hàn khôn cùng, trong tay lập tức xuất hiện khối ngọc giản mà vốn Lục Lâm Thiên ném cho linh hồn phân thân của Độc Cô Ngạo Vũ. Ngọc giản trong tay Minh Viêm cũng là do Thiên Đế lưu lại. Ai có thể có được ngọc giản này chỉ cần rót linh hồn lực vào là có thể tiến vào trong không gian phía trước. Sư phụ, mau ngăn cản Minh Viêm này, không thể để cho hắn rót linh hồn lực vào trong ngọc giản. Lục Lâm Thiên nhìn thấy Minh Viêm xuất ra ngọc giản, sắc mặt lập tức đại biến nói. Có ta ở đây ngươi nên thành thật một chút thì hơn. Khi Lục Lâm còn chưa nói xong, Chí Thánh Đại Đế kết thủ ấn, cỗ gợn sóng quanh thân khiến cho người ta có cảm giác loạn lập tức lan tràn ra chung quanh. Dùng tốc độ khủng bố bao phủ Minh Viêm vào bên trong. Nhân loại đáng chết, ta chính là linh vật trời sinh, được Thượng Thiên bảo hộ. Ngươi há có thể làm gì được ta, cũng không thể nào ngăn cản được ta. Minh Viêm âm hàn quát, khí tức âm hàn ngập trời quanh thân lập tức tuôn ra tạo thành chấn động khủng bố, muốn tránh thoát sự trói buộc của Chí Thánh Đại Đế. Hừ, linh vật trời sinh thì như thế nào? Chọc ta giận dữ, nói không cho ngươi đi là không cho ngươi đi, ngươi cắn ta sao? Chí Thánh Đại Đế hét lớn một tiếng, bước ra một bước, năng lượng mênh mông phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra. Năng lượng lập tức bao phủ không gian chung quanh. Oanh! Cùng lúc, cả phiến thiên địa hung hăng run lên, gợn sóng loạn kinh khủng lấy thân thể Chí Thánh Đại Đế làm trung tâm lan tràn ra chung quanh, cuối cùng dưới thanh thế khủng bố mang theo khí thức quỷ dị trong hái mắt ba ẩn phủ Minh Viêm một lần nữa. Giờ phút này, dưới sự bao phủ này cả không gian run rẩy không ngớt. Minh Viêm cũng không biết tại sao lại bị ảnh hưởng, mỗi một lần muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của không gian quỷ dị này, thế nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ, hoàn toàn không có cách nào dẫy dụa thoát ra ngoài. Nhân loại đáng chết. Trên khuôn mặt Minh Viêm hiện lên sự lạnh lẽo, khí tức âm hàn ngập trời lập tức cuồn cuộn tuôn ra. Cả thiên địa dưới cỗ khí tức này bắt đầu run rẩy, cùng lúc, trên người Minh Viêm có một vòng quang mang màu xanh ra trời mang theo khí tức âm hàn mênh mông giống như hồng thủy tuôn ra. Siêu siêu, một mảnh hỏa diễm màu xanh ra trời che khuất bầu trời lan tràn ra. Khí tức âm hàn mênh mông chấn động, lạnh lẽo thấu xương có thể thẩm thấu ra vạn vật trong không gian. Khí tức âm hàn quỷ dị lập tức khiến cho người ta có cảm giác đang ở cửu địa ngục, toàn thân rùng mình. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian chung quanh Minh Viêm đã tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn, khí tức này khiến cho linh hồn người ta phát run. Bên trong xen lẫn khí tức nóng bỏng khiến cho linh hồn người ta cực kỳ không thoải mái. Ầm ầm, hỏa diễm âm hàn khủng bố lan tràn ra, đồng thời Minh Viêm phất tay một cái, hỏa diễm âm hàn giống như sóng biển lan tràn, va chạm với không gian quỷ dị của Chí Thánh Đại Đế, hỏa diễm cuồn cuộn thẩm thấu trong không gian. Khí tức âm hàn này chỉ là của thái cổ Minh Viêm hỏa mà thôi, bởi vì Minh Viêm còn chưa triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên thái cổ U Viêm hỏa của Lục Lâm Thiên cho nên cũng còn chưa thực sự trở thành thái cổ U Minh Viêm, đồng thời còn chưa thúc dục được năng lượng thái cổ U Viêm hỏa. Hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn khủng bố này trong khoảng thời gian ngắn lập tức hình thành một biển lửa âm hàn màu xanh ra trời chen không chung. Chỉ là biển lửa màu xanh ra trời này có khuếch tán, cuồn cuộn tới đâu thì không gian quỷ dị của Chí Thánh Đại Đế vẫn tồn tại, bất quá dường như cũng bị ảnh hưởng không ít. Ha ha, ngươi là linh vật trời sinh thì thế nào? Còn chưa khôi phục tới đỉnh phong thì không có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Chí Thánh Đại Đế hét lớn một tiếng, lập tức phất tay một cái, trên thân thể to lớn đột nhiên có một đạo quang cháo giống như thời khôn loạn, trong nháy mắt hóa thành một hư ảnh phi điểu khổng lồ trên không trung, giống như phi ưng.
năng lượng kinh người từ trong hư ảnh lan tràn ra, hỏa diễm âm hàn màu xanh ra trời chung quanh cuồn cuộn, hư ảnh phi điểu lập tức phóng về phía Minh Viêm. Nhân loại đáng chết, nếu như là trước kia ngươi ở trước mặt ta chỉ là con sâu cái kiến. Minh Viêm giận dữ ngập trời, lúc này hắn còn không hoàn toàn khôi phục, mà ngay cả thái cổ u viêm hỏa hắn còn chưa dung hợp, thực lực giảm một mảng lớn. Dứt lời, Minh Viêm phất tay đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, lập tức bành trướng ra tới vài trăm thước. Năng lượng âm hàn cùng với nóng bỏng từ khiến cho linh hồn run rẩy từ trong quang trụ tràn ra, lập tức nghênh đón hư ảnh cực lớn của Chí Thánh Đại Đế. Phanh phanh. Cứ như vậy hai đạo công kích hung hăng va chạm vào một chỗ, trong chốc lát, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Biển lửa màu xanh ra trời chung quanh hung hăng bị xé rách, dung nham âm hàn trực tiếp bị hút vào trong vết nứt không gian, hư không bị phá hủy. Thực lực thật mạnh, thực lực của hai người hiện tại cũng là tồn tại đỉnh phong trên đại lục này. Chúng đế ngẩng đầu, khiếp sợ không thôi, thực lực khủng bố giao phong như vậy, bọn họ thân là cường giả đỉnh cấp trên đại lục này. Thế nhưng bây giờ lại phải hít sâu một ngụm khí lạnh. Cấp độ đế giả mỗi một tầng đều cách xa nhau giống như một cái hào rộng, mà lúc này hai người Chí Thánh Đại Đế, Minh Viêm giao thủ ngay cả bọn họ cũng không có thực lực chống lại. Vô sỉ, ta không để yên cho ngươi. Dường như ăn chút thiệt thòi, có lẽ là hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi nào, Minh Viêm giận dữ không thôi, hỏa diễm màu xanh ra trời lan âm hàn tiếp tục lan tràn, hỏa diễm cuồn cuộn, hai mắt Minh Viêm lạnh lẽo mang theo âm mang nhảy lên. Dưới tình huống nổi giận, hai tay huy vũ, hai đầu cự long bằng hỏa diễm trực tiếp được ngưng tụ ra. Ngao! Hai đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời rít gào giống như vật còn sống, năng lượng chấn động khủng bố từ trong cơ thể lan tràn ra. Lập tức hai đầu cự long một trái một phải lao thẳng tới Chí Thánh Đại Đế. Hỏa diễm màu xanh ra trời ven đường giống như pháo hoa bắn tứ tung. Phá! Chí Thánh Đại Đế hét lớn một tiếng, trong thân ảnh to lớn bộc phát ra khí thế nguy nga giống như đảo hoang trên biển. Tuy rằng nhìn qua có chút nhỏ nhoi, thế nhưng ở dưới biển lửa màu xanh ra trời này lại giống như bàn thạch không thể dung chuyển. Hai đạo trưởng ấn trong tay phá không mà ra, không gian bị phá hủy, dùng tốc độ kinh người xẹt qua phía chân trời, cuối cùng ầm ầm va chạm với hai đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời kia. Phanh phanh! Trên không trung! Hai đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cùng với trưởng ấn va chạm, lấy chỗ va chạm làm trung tâm, năng lượng khủng bố cùng với hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố khuếch tán ra ngoài không gian mấy vạn thước, giống như là năng lượng hủy diệt lan tràn, khiến cho đế giả chung quanh không thể không lùi lại một chút. Nhân loại, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta hay sao? Ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ. Trong biển lửa màu xanh ra trời, ánh mắt Minh Viêm chớp động. Không có cách nào làm gì được nhân loại này khiến cho hắn chật vật không có cách nào thoát thân, chuyện này khiến cho trong đôi mắt màu xanh của hắn lén lút hiện lên vẻ ngưng trọng. Chọc lão tử nổi giận thì đừng trách, có bản lĩnh thì cứ tiếp tục hung hăng càn quấy, cắn ta đi. Chí Thánh Đại Đế quát, quanh thân lúc này có một cỗ năng lượng mênh mông không có cách nào hình dung lan tràn ra, khiến cho hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn một khi tới gần Chí Thánh Đại Đế lại nhanh chóng tan rã. Ở trong biển lửa màu xanh ra trời này, Chí Thánh Đại Đế đạp không mà đứng, thủ ấn biến hóa, trên không trung đột nhiên có một mảng lớn mây đen hội tụ. Ầm ầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, mây đen ngập trời, thiên địa lờ mờ, một cỗ năng lượng thiên địa mang theo áp lực mênh mông bao phủ Chí Thánh Đại Đế, tiếng sấm chớp vang vọng không ngừng. Cỗ uy thế khủng bố này khiến cho không ít đế giả phải hoảng sợ. Các ngươi muốn đối phó với hắn thế nào thì nên chuẩn bị đi. Hiện tại ta sẽ toàn lực ra tay áp chế hắn một lát. Chí Thánh Đại Đế quát một tiếng, thủ ấn lần nữa biến đổi, từng đạo thủ ấn vẽ ra bí văn huyền ảo, lập tức rơi vào không gian trước người Chí Thánh Đại Đế. Trong sát na, bí văn rơi xuống, mây đen bao phủ không di na. Chỉ có quang mang năng lượng và hỏa diễm màu xanh ra trời trên không trung chiếu rọi mặt đất, khí tức tựa như hủy diệt bài sơn hải đảo lan tràn ra. Ầm ầm, dưới uy áp như vậy, cả không gian run rẩy, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Cùng lúc này trên không trung đột nhiên có vô số năng lượng tuôn ra, sau đó phóng xuống biển lửa màu xanh ra trời ở phía dưới. Vô số đạo năng lượng tựa như ánh trăng, vô thanh vô tức phóng xuống mang theo một cỗ thiên uy. Phía xa xa, chúng đế quay mắt nhìn về phía từng đạo năng lượng kia đều không nhịn được mà trong lòng run run, trong linh hồn trực tiếp có xúc động muốn phủ phục, quỳ xuống. Không, sẽ không. Ngươi sao lại có khả năng đạt tới một bước này,
đây là chuyện không có khả năng. Dưới uy áp khủng bố như vậy, trong biển lửa màu xanh da trời, ánh mắt Minh Viêm đột nhiên kinh hãi, sắc mặt khiếp sợ, không có cách nào bình tĩnh được. Nhìn cảnh này, ánh mắt Độc Cô Việt không run run không ngớt, hít sâu một hơi rồi mới lẩm bẩm nói. Đồn rằng cực hạn của Linh Vũ là có thể điều động lực lượng thiên địa, thiên uy xuất hiện. Cực hạn của linh đạo phá hư không, tiếu ngạo chúng sinh. Chí Thánh Đại Đế đã thoát khỏi đế giả, đặt chân tới cấp độ siêu việt đế giả. Chúng đế giả chung quanh nghe vậy run sợ không thôi. Dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn, càng ngày bọn họ càng khó có thể trèo chống. Độc Cô Việt không là người đầu tiên đột nhiên quỳ gối giữa không trung. Dưới thiên uy không ai dám không theo, không có cách nào dám phản kháng. Chẳng lẽ sư phụ đã đột phá khỏi đế giả? Thế nhưng khí tức này rõ ràng chỉ là linh đế cửu trọng a. Lúc này Lục Lâm Thiên ở dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn này thân thể cũng có chút kích động, run rẩy. Ầm ầm, vô số năng lượng trong thiên địa giống như cơn mưa xuyên thủng không gian, tiếp đó rơi vào trong biển lửa màu xanh da trời. Mỗi một đạo năng lượng rơi xuống đều giống như có bom nổ dưới biển lửa màu xanh da trời, khiến cho tiếng nổ vang vọng ầm ầm không dứt bên tai, hỏa diễm màu xanh da trời bắn tứ tung. Trên không trung, giờ phút này Chí Thánh Đại Đế đạp không mà đứng, trường bào tung bay, thân thể hùng vĩ được năng lượng thiên địa mênh mông bảo phủ giống như thần tích. Đôi mắt mênh mông giống như trăng sáng, nhất cử nhất động đã hoàn toàn dung hợp làm một với thiên địa. Không ngờ ngươi lại đột phá, ngươi đột phá được, điều này sao có thể? Cho dù là thập đại lão tổ của 10 hoàng tộc khi trước cũng không đột phá được a. Trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, Minh Viêm dường như hoàn toàn bị ngăn cản. Không có cách nào nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Chí Thánh Đại Đế trên không trung. Cho nên ta mới nói ngươi ở trước mặt ta không có bao nhiêu tư cách hung hăng càn quấy, nếu không phải thân thể hiện tại của ta không có cách nào thừa nhận được linh hồn, thì ngươi há có thể hung hăng càn quấy được trước mặt ta. Ta vô cùng nóng tính đó. Chí Thánh Đại Đế tựa như một vị thần, thế nhưng tính tính vẫn vậy, ánh mắt nhìn qua không trung rồi khẽ phất tay một cái. Năng lượng mênh mông bàng bạc tức thì hung hăng đánh xuống âm minh. Ầm ầm ầm. Năng lượng thiên địa khủng bố như vậy hội tụ rồi đánh xuống, thiên địa như muốn nứt ra, tiếng nổ trầm thấp vang vọng không ngừng. Hừ, ta là linh vật trời sinh, có lão thiên bảo hộ, coi như là ngươi hiện tại cũng không có cách nào làm gì được ta. Đợi sau khi ta thu được đại cơ duyên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Minh Viêm hét lớn. Khuôn mặt vốn tuấn lãng kia lúc này đã bắt đầu trở nên dữ tợn, toàn thân có hỏa diễm màu xanh da trời nhảy lên, thân thể lập tức hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời âm hàn tới cực điểm, trực tiếp tiến vào rồi dung hợp vào trong biển lửa màu xanh da trời. Ầm ầm. Trong sát na này, cả thiên địa rung rẩy kịch liệt, từng đạo hỏa diễm màu xanh da trời từ trong hư không thiên địa trút xuống. Nhân loại, đợi sau khi ta nhận được đại cơ duyên, khi đó ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong biển lửa màu xanh da trời âm hàn kia truyền đến thanh âm nổi giận của Minh Viêm, cả biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, nổi lên sóng to gió lớn. Giờ phút này hắn biết mình phải mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Nhân loại trước mắt này không ngờ lại đột phá tầng thứ kia, hắn đã không có cách nào làm gì được nhân loại này. Cảnh Văn, nhớ kỹ lời ta nói, Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều là đệ đệ và muội muội của con, là ta có lỗi với con, có lỗi với đệ đệ và muội muội của con. Về sau con thay ta chiếu cố cho chúng nó. Độc Cô Ngạo Vũ đạp không mà đứng, quay đầu lại nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên vẻ hiền lành, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn chúng đế trong không trung đang bị chúng đế uy áp, ánh mắt lại nhìn vào Nam Thúc nói. Ca ca cùng cha khác mẹ của ta, lúc trước ta đối phó với huynh cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại huynh đã hiểu được cho ta chưa? Ai? Nam Thúc ngẩng đầu thở dài nói. Tất cả những thứ ngươi làm vì Độc Cô Hoàng tộc. Giống như ngươi nói, nếu như ngươi thực sự muốn giết ta, sợ rằng ta cũng không còn sống tới bây giờ. Ta lại là đại bá của Cảnh Văn, trên người ta cũng có dòng máu của Độc Cô Hoàng tộc. Vì giải khúc mắc trong lòng ta ngươi còn cố ý để cho ta giết nghịch đồ, bây giờ ta có thể làm gì được nữa cơ chứ? Ha ha, đại ca, về sau Độc Cô gia tộc chúng ta giao cho đại ca. Nếu như Độc Cô gia tộc chúng ta mà dựa vào mấy lão gia hỏa kia thì sớm muộn cũng bị loại bỏ. Giao cho đại ca là ta yên tâm rồi. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Nam Thúc cười cười, ánh mắt run run, quanh thân đột nhiên có một cỗ năng lượng cùng với thần hoàng khí mênh mông lan tràn ra. Khí tức khủng bố trong nháy mắt phun trào. Linh đế nhất trọng,
linh đế nhị trọng, linh đế thất trọng, thực lực chân chính của Độc Cô Ngạo Vũ không ngờ lại là linh đế thất trọng. Khí tức trên người Độc Cô Ngạo Vũ lan tràn, lúc này chúng đế mới kinh hãi phát hiện ra, khí tức trên người Độc Cô Ngạo Vũ không ngờ lại tới linh đế thất trọng, loại cấp độ này ngay cả Độc Cô Việt Không cũng phải thua kém. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lúc này hắn cũng cảm nhận được khí tức trên bản thể nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ, cho nên Lục Lâm Thiên cảm thấy rất bất ngờ, thực lực tới mức này quả thực vô cùng khủng bố. Độc Cô Ngạo Vũ đạp không mà đứng, năng lượng mênh mông cuồn cuộn chung quanh lan tràn, trường bào tung bay, khí thế bế nghễ thiên hạ, ánh mắt nhìn chúng đế chung quanh nói. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, tất cả chuyện ta làm không có liên quan tới Độc Cô gia tộc, không có liên quan tới các con của ta. Ở nơi này có rất nhiều người có ân oán với ta, nếu như ta còn sống đương nhiên không sợ các ngươi. Ngay cả tư cách liên thủ báo thù ta các ngươi cũng không có. Hôm nay ta đi, ân oán với tất cả mọi người coi như tan thành mây khói, đi vào hư vô. Dứt lời, Độc Cô Ngạo Vũ đạp mạnh hư không, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, thân thể hóa thành cầu vồng, trực tiếp lướt về phía hỏa diễm màu xanh da trời, trực tiếp xông vào trong biển lửa màu xanh da trời. Ta chính là linh vật trời sinh, khi đại lục này tồn tại ta đã tồn tại, sinh ra cùng lúc với thiên địa. Nhân loại nhỏ bé như các ngươi há có thể làm gì được ta? Chờ ta đi ra, ta sẽ không bỏ qua tất cả các ngươi. Đạo lưu quang màu xanh ra trời kia khi Minh Viêm vừa mới dứt lời đã tiến vào trong không gian tản ra khí tức cổ xưa, man hoang, mục tiêu là ngọn núi cự lớn dưới hư không mênh mông kia. Lúc này Chí Thánh Đại Đế muốn ngăn cản cũng không được. Có người tiến tới, người còn lại có thể đi ra ngoài. Trên không trung, mây mù cuồn cuộn, thanh âm của Thiên Đế vang lên, mọi người nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng ngập trời cuốn tới. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này bao phủ, quanh thân mọi người lập tức xuất hiện vết nứt không gian, thân thể tiến vào trong vết nứt không gian. Giữa không trung lúc này cũng chỉ còn Chí Thánh Đại Đế, nhìn về phía xương trắng cuồn cuộn trên không trung, ánh mắt ngạc nhiên nói. Lại là ngươi, rốt cuộc ngươi là người nào? Kỳ thực tất cả mọi chuyện sau lưng đều là do ngươi sắp xếp a. Ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngươi có thể đột phá cấp độ đế giả đã chứng minh thiên phú của ngươi không bình thường. Mà nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ngươi đạt được truyền thừa trong Thiên Trụ Giới. Chủ nhân Thiên Trụ Giới có chút quan hệ với ta, ngươi đạt được Thiên Trụ Giới coi như là truyền nhân của hắn, cho nên ta mới phá lệ để cho ngươi ở lại. Hiện tại ngươi cũng nên đi thôi. Tu vi của ngươi bây giờ cũng không phải là cuối cùng. Nếu như có cơ hội có lẽ có thể tiếp tục cố gắng, có lẽ một ngày kia có thể xưng bá chúng giới. Thiên Đế dứt lời, xương trắng trên không trung cuồn cuộn, trước người Chí Thánh Đại Đế lập tức xuất hiện vết nứt không gian. Còn đệ tử của ta thì sao? Nó có gặp nguy hiểm hay không? Ngươi và sư phụ ta có giao tình, vậy nể mặt sư phụ của ta, cũng đừng để cho nó gặp nguy hiểm nha, này. Chỉ tiếng Chí Thánh Đại Đế còn chưa nói xong, thân thể đã bị vết nứt không gian bao phủ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà khi thân thể Chí Thánh Đại Đế xuất hiện một lần nữa thì thân ảnh của hắn đã ở một sơn mạch bao la. Chí Thánh Đại Đế quét mắt qua chung quanh, núi non trùng điệp tạo thành một thể giống như một đầu cự long uốn lượn. Phía trước là xương trắng liên miên giống như kết nối giữa trời và đất, cắt ngang thế giới. Mà chúng đế vừa mới bị trục xuất ra khỏi thiên trùng lúc này cũng xuất hiện ở chung quanh hắn. Đi ra rồi, chúng ta đi ra rồi. Rốt cuộc cũng rời khỏi thiên trùng. Không ít đế giả nhìn chung quanh lập tức kinh hỉ nói. Đây đã là sơn mạch vũ đô, bọn họ đã rời khỏi thiên trùng, nhặt được về một cái mạng. Tiếng long ngâm trong miệng Lục Lâm Thiên vang vọng, thân thể kim long khổng lồ xuất hiện trong hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn, chỉ là dưới hỏa diễm cuồn cuộn. Bằng vào lực phòng ngự của thân thể Kim Long cũng có thể ngăn cản được hỏa diễm âm hàn này. Lúc này Lục Lâm Thiên thúc dục địa linh biến, thúc dục ra bản thể Tiểu Long, có thể nói hắn là người hiểu rõ nhất bản thể của Tiểu Long, thế nhưng lúc này hắn mới hiểu rõ thân thể Tiểu Long cường hãn tới mức nào. Có thể nói là gần như miễn dịch tất cả công kích linh hồn, công kích vật chất cũng đạt tới tình trạng miễn dịch. Dưới sự bao phủ của hư ảnh huyền vũ giống như vật còn sống. Nhiệt độ âm hàn của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa cũng bị chôn vùi không thấy, trực tiếp bị Lục Lâm Thiên ngăn cản ở bên ngoài, có lực phòng ngự cường hãn bực này, hắn nhẹ nhõm hơn không ít. Có linh hồn phân thân của hắn ở bên trong, lúc này ở trong hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn,
Lục Lâm Thiên nhanh chóng biết rõ linh hồn bổn nguyên và thế giới của Thái Cổ U Viêm Hỏa ở nơi nào, cho nên hắn lập tức xuyên qua một mảnh hỏa diễm màu xanh ra trời giống như dung nham cuồn cuộn, thân thể kim long khổng lồ trực tiếp xuyên qua. Xuyên qua bức bình chướng bằng hỏa diễm âm hàn màu xanh ra trời, Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn cũng lập tức không có cách nào chống đỡ được, thúc dục địa linh biến, tiêu hao của hắn cực lớn. Vừa rồi xuyên qua không gian của Thái Cổ Viêm Minh Hỏa đã là cực hạn của Lục Lâm Thiên. Thân thể kim long của Lục Lâm Thiên lập tức biến mất, lần nữa hóa thành bản thể, thân thể của hắn xuất hiện trong biển lửa màu xanh ra trời cuồn cuộn. Chỉ là biển lửa này lại không hề âm hàn mà là nóng bỏng vô cùng. Biển lửa màu xanh ra trời này lan tràn giống như phá hủy tất cả không gian hư vô bên trong. Sóng lửa màu xanh ra trời cuồn cuộn, sóng to gió lớn nổi lên, giống như biển gầm. Khí tức hủy diệt trực tiếp tràn ngập trong không gian. Mà lúc này dưới nhiệt độ khủng bố này, khóe miệng Lục Lâm Thiên lại mỉm cười. Đây đã là thế giới của Thái Cổ U Viêm Hỏa. Nơi này hắn coi như là một nửa chủ nhân, thân thể bản thể của hắn trước đây cũng từng ở nơi này rèn luyện qua. Bởi vậy nhiệt độ cao trong này đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Lão đại! Trong chớp mắt ngắn ngủi này, một tiếng hét lớn vang vọng. Bản thể kim long khổng lồ của tiểu long cũng xé rách bức bình chướng bằng hỏa diễm cuồn cuộn, bản thể khổng lồ xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Sao đệ cũng tới đây? Lục Lâm Thiên biết rõ tiểu long không cam lòng để mình lại cho nên mới đuổi theo, ngoài cảm động ra trong mắt Lục Lâm Thiên cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nếu như hắn thất bại sợ rằng tiểu long sẽ gặp phiền toái lớn. Đệ lo lắng huynh tới đây một mình, đã lâu rồi chúng ta không chiến đấu cùng nhau. Cho nên lần này huynh không có lý do gì bỏ lại đệ. Tiểu Long mở miệng nói, trong khi nói chuyện Long tức phun ra trực tiếp đánh bay hỏa diễm màu xanh ra trời trong không gian này. Thế nhưng nhiệt độ cao khủng bố trong không gian này khiến cho thân thể và máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Tiểu Long như bị thiêu đốt thành cho bụi. May mà trước đó thân thể hắn xảy ra dị biến, bằng không không có cách nào ngăn cản được nhiệt độ khủng bố này. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong biển lửa, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn. Hỏa diễm màu xanh ra trời này so với hỏa diễm trước đó có chỗ tương tự lại có chỗ bất đồng. Hỏa diễm màu xanh này cũng lóng lánh, thế nhưng nhiệt độ lại cường hãn hơn không ít. Cả không gian bị hỏa diễm màu xanh ra trời giống như dung nham bao phủ, không có cách nào hình dung ra được nhiệt độ khủng bố đang tràn ngập không gian này. Trong không gian này vạn vật đều hóa thành tro tàn. Nhiệt độ càng cao hơn. Hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ. Lúc này Tiểu Long giống như bị một quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ vậy, nhiệt độ cao khủng bố vô hình xâm nhập vào trong cơ thể, toàn thân trong khoảnh khắc có hỏa diễm từ trong thoát ra ngoài, khiến cho hắn khó có thể ngăn cản. Tiểu Long, cẩn thận một chút. Cùng lúc, ở trong hỏa diễm màu xanh ra trời, một đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên từ trong đó nhảy ra, đây chính là linh hồn phân thân đang chật vật chống đỡ. Lúc này linh hồn phân thân cũng cực kỳ suy yếu. Thoạt nhìn khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Ngao! Mà cách đó không xa, trong không gian bằng hỏa diễm này có một đầu cự long bằng hỏa diễm lớn chừng 10 thước đang xoay quanh giữa không trung. Đầu cự long bằng lửa này toàn thân màu xanh, sáng long lanh, tràn ngập khí tức nóng bỏng và âm hàn. Mà thân thể đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh này giờ phút này đang kịch liệt cuồn cuộn, có một cỗ năng lượng quỷ dị trong người xung động. Mơ hồ có bí văn như ẩn như hiện từ trên thân thể nó lan tràn ra, giống như đang giam cầm nó lại. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh cũng đang giãy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát khỏi sự áp chế của bí văn. Linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ Viêm Minh Hỏa đang bị bí pháp linh hồn ngăn chặn, phải lập tức ra tay. Lục Lâm Thiên nhíu mày, động tĩnh của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa như vậy sợ rằng là do nhạc phụ hắn thi triển bí pháp linh hồn phát huy ra tác dụng. Bây giờ hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa, bằng không tới lúc đó hắn và Tiểu Long nhất định sẽ chết. Luyện hóa. Không có một chút do dự nào, tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, linh hồn phân thân đang suy yếu trực tiếp đánh ra, thân thể hóa thành khổng lồ, chừng hơn trăm thước, trong miệng có hỏa diễm màu xanh ra trời trút xuống. Một cỗ lực lượng cắn nuốt cực lớn lập tức lan tràn về phía đầu cự long bằng hỏa diễm kia. Muốn đối phó với Thái Cổ Minh Viêm Hỏa này thì chỉ có phản luyện hóa hắn, khi đó cũng coi như hắn dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, nguy cơ cực lớn đương nhiên cũng tự động bị giải trừ. Lực cắn nuốt cực lớn lan tràn, lập tức bao phủ đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh kia. Phanh phanh,
Thế nhưng lúc này bí văn trên thân thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh kia lại ầm ầm nứt vỡ, hỏa diễm màu xanh ra trời chung quanh trong nháy mắt liên tiếp nổ tung, giống như núi lửa bộc phát, chấn động không ngừng. Siêu! Hỏa diễm màu xanh ra trời phun trào mang theo một cỗ khí tức âm hàn giống như hủy diệt, lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức âm hàn khủng bố tràn ngập, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy đầu mình mê muội. Bản thể khổng lồ của tiểu long lúc này cũng lung la lung lay, giống như đã bị ảnh hưởng không ít. Ngao, nhân loại đáng chết, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một thủ đoạn nhỏ là có thể đối phó được với linh hồn của ta sao? Một tiếng long ngâm giống như gầm gừ vang vọng, cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời trực tiếp giãy giụa ra khỏi lực thôn phệ của linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên. Thân thể hơn 10 thước trong giây lát biến hóa, trong nháy mắt hóa thành hơn 2.000 thước, thân thể khổng lồ cuồn cuộn trên không trung biển lửa. Thân thể khổng lồ này so với bản thể kim long cực lớn của tiểu long lúc này còn lớn hơn một nửa. Toàn thân là màu xanh da trời lóng lánh, toàn thân có khí tức âm hàn như hủy diệt lan tràn. Hừ, hiện tại không có nhân loại kia tương trợ, các ngươi còn dám đi vào, quả thực là muốn chết. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực lớn há mồm nói, khí tức âm hàn phun trào. Thân thể khổng lồ cuồn cuộn bay lên. Một cỗ khí tức giống như hủy diệt từ trong cơ thể cự long lan tràn ra kéo theo cả biển lửa màu xanh ra trời bên trong không gian cuồn cuộn. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, Lục Lâm Thiên có cảm giác trong đầu mê muội, linh hồn bỡ ngỡ, càng ngày càng không có cách nào chống lại. Giờ phút này thân thể khổng lồ của tiểu long cũng đang không ngừng run rẩy, bị một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn bao phủ khiến cho thân thể của hắn muốn di chuyển một bước cũng khó khăn. Lão đại! Tên này quá mạnh mẽ, để muốn động cũng không động đậy được, chúng ta phiền phức lớn rồi. Thanh âm của tiểu long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Ngao! Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cực lớn rít gào, cái miệng lớn dữ tợn mở ra mang theo khí tức âm hàn như hủy diệt. Lập tức rít lên giận dữ phóng về phía Lục Lâm Thiên. Trong cái miệng dữ tợn kia có hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn phóng ra, muốn bao phủ Lục Lâm Thiên. Sợ rằng một khi Lục Lâm Thiên bị cái miệng của hắn nuốt vào thì sẽ bị luyện hóa thành tro tàn, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn khôi phục thực lực. Rốt cuộc cũng phải chết sao? Linh hồn Lục Lâm Thiên run lên, dưới cỗ khí tức tựa như hủy diệt này hắn khó có thể chống lại, đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Còn bà ngươi, cho dù lão tử chết cũng phải nhổ răng ngươi, cho ngươi sống không dễ chịu. Đột nhiên trong mắt Lục Lâm Thiên có tinh quang bắn ra, trong đôi mắt đen kịt bỗng nhiên tràn ngập hàn mang. Cho dù là phải chết thì hắn cũng phải tự bảo hồn anh, không để cho Minh Viêm này sống khá giải, chung quy so với việc cứ như vậy bị Minh Viêm thôn vệ còn đỡ uất ức hơn nhiều. Mà trong sát na khi Lục Lâm Thiên muốn tự bảo hồn anh thì trong đầu bỗng nhiên có chấn động. Lần này Lục Lâm Thiên cảm nhận được kim đao màu vàng trong đầu có động tĩnh, kim đao có động tĩnh, cả không gian trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên tràn ngập kim quang. Bên trong kim quang tràn ngập một cỗ sát khí ngập trời. Lúc này kim đao màu vàng không chỉ có động tĩnh như bình thường, mà trực tiếp từ trong đầu Lục Lâm Thiên nhảy ra. Siêu! Kim đao màu vàng trực tiếp từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên nhảy ra, sau đó hóa thành một đạo kim quang màu vàng xuất hiện trong biển lửa. Chỉ một thoáng kim quang chiếu rọi cả không gian, bên trong xen lẫn một cỗ sát khí ngập trời. Kim quang đại thịnh, kim quang bỗng nhiên bao phủ Lục Lâm Thiên và linh hồn phân thân của hắn vào bên trong, thậm chí ngay cả tiểu long cũng được bao phủ. Đây là... Nhìn thấy kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ Lục Lâm Thiên và tiểu long, đôi mắt lớn của cự long trực tiếp sững sờ, ánh mắt đại biến, một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh, khiến cho hắn không có cách nào phản kháng lan tràn ra. Đây là... Trước mặt khí tức mà kim quang chói mắt này lan tràn ra, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức cảm thấy mình nhỏ bé như con sâu cái kiến, cỗ khí tức này quá mức khủng bố, cường hãn, thậm chí còn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nhân loại, trên người ngươi sao lại có bảo vật như vậy? Trong miệng cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời truyền ra thanh âm kinh hãi của Minh Viêm, ánh mắt đại biến, thân thể khổng lồ nhanh chóng lùi ra, muốn chạy trốn, căn bản không dám chống lại. Ông, chỉ là tất cả dường như đã quá muộn, trong kim quang rực rỡ đột nhiên có một tiếng sấm vang vọng, trong kim quang chói mắt đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình giam cầm hắn vào bên trong. Dưới cỗ năng lượng vô hình này, thân thể khổng lồ của cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời kia căn bản không thể động đậy, kim quang chói mắt bao phủ, một cỗ năng lượng vô hình vây khốn hắn ở bên trong.
khí tức trong kim quang mang theo uy áp và sát khí ngập trời khiến cho hắn cảm giác được mình như con sâu cái kiến, loại cảm giác này hắn chỉ cảm nhận được trên người cường giả khủng bố ở thời viễn cổ kia mà thôi. Siêu! Trong kim quang màu vàng có một thanh đại đao màu vàng xuất hiện mang theo khí thế bá đạo, hung hăng xuất hiện trên đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, một cỗ khí tức nhanh chóng lan tràn ra. Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này kinh hãi, ngay trong đôi mắt cực lớn đang kinh hãi, hắn nhìn thấy một thanh đại đao màu vàng giống như đao trời, trực tiếp đánh vào trong mi tâm hắn, một đạo đao mang màu vàng trực tiếp đánh xuống mi tâm hắn. Siêu! Dưới đao mang màu vàng này có khí tức khiến cho Minh Viêm cảm nhận được sự hủy diệt, đao mang màu vàng kia mang theo một cỗ khí thế cực kỳ bá đạo, dễ dàng tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng Minh Viêm có thể cảm giác được linh hồn lập tức bị phá hủy, mãi đến khi hoàn toàn bị diệt sát hắn cũng triệt để biến mất trên đời này. Trong sát na ngắn ngủi, kim đao màu vàng đánh ra một đao vào trong mi tâm của đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Một cỗ quang mang màu vàng quỷ dị đột nhiên từ trong mi tâm Minh Viêm lan tràn ra chung quanh. Quang mang kéo dài từ đầu tới đuôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những nơi quang mang màu vàng này đi qua, thân thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này nứt vỡ từng khúc. Minh Viêm khủng bố, cường hãn, linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm hỏa dưới một đao của kim đao màu vàng lập tức hóa thành mảnh vỡ, vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không có lực chống lại. Phanh phanh. Cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bị phá hủy, cả thiên địa kịch liệt run rẩy, thanh âm hung hãn giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung. Hỏa diễm cuồn cuộn ở trên không trung chút xuống biển lửa màu xanh phía dưới tạo thành cơn sóng cuồn cuộn, hư không đen kịt xuất hiện. Tên thổ phỉ này quá trâu bò a. Trong sát na này ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngờ, trong lòng tuôn ra kinh hỉ, tên thổ phỉ linh hồn này lúc trước một đao cũng bổ nát linh hồn phân thân của thái cổ U Viêm Hỏa. Lúc này ngay cả linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa khủng bố cũng bị một đao của nó giải quyết sạch sẽ. Qua, thứ này nhất định là bảo vật a. Tiểu Long cũng há hốc mồm, lập tức kinh hỉ thu hồi bản thể hóa thành hình người. Siêu. Sau khi kim đao màu vàng đánh xuống một đao cũng trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên, tất cả mọi chuyện không giống như Lục Lâm Thiên làm chủ mà dường như trong đầu Lục Lâm Thiên mới là nhà của nó mới chính là chủ nhân vậy. Lục Lâm Thiên cũng mặc kệ kim đao màu vàng làm gì thì làm, thậm chí còn mong nó chủ động như vậy nhiều hơn. Kim đao màu vàng này quá trâu bò, thái cổ Minh Viêm Hỏa mà tất cả mọi người không làm gì được không ngờ lại trực tiếp bị nó diệt sát. Lâm Thiên cũng biết chuyện này đại biểu cho việc gì, kim đao màu vàng này, tên thổ phỉ trong linh hồn của hắn tuyệt đối là bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật siêu việt cấp độ thần khí thượng cổ ở trước mặt nó sợ rằng ngay cả cái rắm cũng không phải. Ồ. Không có hoàn toàn bị diệt, phát tài rồi. Trong khi Lục Lâm Thiên đang vỗ mông ngựa tên thổ phỉ trong linh hồn hắn thì hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngay khi linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời kia bị diệt thì trong hư không có một quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời xuất hiện. Lục Lâm Thiên kinh hỉ nhìn xuống, quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này cũng không quá lớn, chỉ lớn chừng 2-3 thước mà thôi, tựa như một ngôi sao nho nhỏ bằng hỏa diễm vậy. Quả cầu ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời không ngừng xoay tròn, phóng ra một cỗ năng lượng âm hàn tinh thuần tới cực điểm. Linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa. Lục Lâm Thiên nhìn qua quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này, trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này phóng ra chấn động, tựa như tiếng tim trẻ con đập vậy, loại chấn động này cũng khiến cho trái tim Lục Lâm Thiên nhảy lên. Linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa đối với Lục Lâm Thiên mà nói. Tự nhiên hắn biết rõ đây là vật gì, đây chính là linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa, cũng chính là một nửa linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ kinh hỉ, vốn hắn còn tưởng rằng kim đao màu vàng đã hoàn toàn phá hủy linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa, hiện tại xem ra kim đao màu vàng chỉ phá hủy linh trí và trí nhớ trong linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm mà thôi. Thế nhưng lại lưu lại một nửa linh hồn bổn nguyên nguyên vẹn của thái cổ U Minh Viêm. Thân thể Lục Lâm Thiên lập tức kích động tới run rẩy, lúc này cảm nhận chấn động trên quả cầu màu xanh này, linh hồn bổn nguyên của thái cổ Minh Viêm Hỏa đã không còn bất luận dấu vết nào của Minh Viêm, chỉ còn lại linh hồn bổn nguyên tinh khiết mà thôi. Phát tài rồi! Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, Lục Lâm Thiên cố nén sự kinh hỉ trong lòng, lúc này đối với người đã dung hợp, luyện hóa thái cổ U Viêm Hỏa như hắn mà nói, dung hợp,
luyện hóa một nửa còn lại của thái cổ U Minh Viêm chính là một chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có bao nhiêu khó khăn. Một khi dung hợp với thái cổ Minh Viêm Hỏa, tăng thêm hắn đã dung hợp với thái cổ U Viêm Hỏa từ trước, sau khi luyện hóa sẽ trở thành thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn. Thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn, Lục Lâm Thiên biết rõ điều này đại biểu cho việc gì. Chỉ riêng thái cổ U Viêm Hỏa và thái cổ Minh Viêm Hỏa đã cường hãn như vậy, thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn thì khủng bố tới trình độ nào a? Dung hợp thái cổ Minh Viêm Hỏa. Lục Lâm Thiên không chút do dự, linh hồn phân thân khẽ động, thân thể khổng lồ hơn trăm thước há mồm nuốt quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh vào trong miệng. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời hoàn toàn không có tâm tư bài xích, ngược lại còn thân mật chủ động đi tới. Lão đại, trong này quá nóng, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên, không biết từ khi nào trên trán của hắn đã nhễ nhại mồ hôi, toàn thân run rẩy, không có bản thể chống đỡ, lực phòng ngự của Tiểu Long cũng không bằng lúc đỉnh phong. Mà nhiệt độ cao khủng bố cũng khiến cho trong lòng hắn phát run. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, thái cổ Minh Viêm Hỏa bị diệt, quyền điều khiển không gian này lần nữa nằm ở trong tay hắn, về sau cũng không còn ai có thể đoạt được của hắn nữa. Thân ảnh lóe lên, Lục Lâm Thiên mang theo Tiểu Long rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Khi thân ảnh hai người xuất hiện lần nữa, thì Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đã ở trên ngọn núi khổng lồ mênh mông kia. Đứng trên ngọn núi khổng lồ mênh mông, trên đỉnh đầu là tinh không mênh mông giống như gần trong gang tấc. Từng ngôi sao sáng ngời giống như đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, bên trên có quang mang nhu hòa lan tràn ra, khí thế của nó trong lúc vô hình tạo thành áp lực khiến cho tim hai người đập nhanh lên, hô hấp cũng có chút khó khăn. Trên ngọn núi khổng lồ, nguy nga, một cỗ khí tức năng lượng nồng đậm tuôn ra, trình độ nồng đậm của năng lượng khiến cho bản thân Lục Lâm Thiên cũng phải sợ hãi than. Trình độ nồng đậm của năng lượng khiến cho người ta kinh hãi, thậm chí trong thiên địa này nơi nào cũng có năng lượng nồng đậm như vậy. Mà khi Lục Lâm Thiên ở bên ngoài dò xét vào bên trong, hắn chỉ cho rằng bên trong này chỉ có ngọn núi khổng lồ mênh mông này mà thôi, thế nhưng lúc này đứng trên ngọn núi này Lục Lâm Thiên mới biết được đằng sau ngọn núi này còn có một ngọn núi khác giống ngọn núi này như đúc. Hai ngọn núi này đều khổng lồ vô cùng, đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, cao ngất như xuyên thủng mây mù. Hai ngọn núi này đối diện ở phía xa, một cỗ khí thức mờ mịt mênh mông bao phủ trong không gian, thậm chí còn mang theo khí thức man hoang. Ồ, tại sao lại ở đây? Nhìn hai ngọn núi ở phía xa, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngọn núi này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác quen thuộc, đây chính là một mật địa trước khi hắn tiến vào vụ tinh hải, ở nơi đó hắn đã đạt được vô số vũ linh thánh quả cùng một bản vô tự thiên thư. Ánh mắt khẽ đảo không ngừng, Lục Lâm Thiên nhìn về phía giữa hai ngọn núi, cái hồ nước màu trắng bằng năng lượng quen thuộc kia vẫn ở đó, hai đầu ngọn núi này một đầu toàn thân tràn ngập lưu quang màu xanh, đây là một dây mây đường kính hơn trăm thước, cực lớn đang kéo dài qua ngọn núi, bên trên tràn ngập khí tức cổ xưa, bên trên có từng mảnh lá xanh lớn nhỏ hơn trăm thước khuếch tán. Vũ linh thánh quả, đều là vũ linh thánh quả. Trên dây mây khổng lồ kia Lục Lâm Thiên lần nữa nhìn thấy vũ linh thánh quả. Vô số vũ linh thánh quả nhỏ bằng nắm tay trẻ con, rậm rạp, chằng chịt. Một cỗ năng lượng nồng đậm từ bên trên tràn ra. Chỉ là dùng tu vi của Lục Lâm Thiên lúc này hắn cũng không quá rung động vì vũ linh thánh quả như trước nữa. Mà thứ Lục Lâm Thiên rung động chính là nơi này là nơi hắn đã từng tới. Qua bốn cửa ải khảo nghiệm ngươi có thể lần nữa tới được nơi này, xem như vận khí ngươi không tồi, cũng phải chúc mừng ngươi. Vào đi. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang kinh ngạc. Một đạo thanh âm già nua quen thuộc vang lên, không gian trước người Lục Lâm Thiên lóe lên, thân thể lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Lão đại! Tiểu Long sững sờ, lão đại vô thanh vô tức biến mất, mà bản thân hắn lại không phát hiện được ra, chỉ trong nháy mắt đã mất đi dấu vết của lão đại. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trong một gian thạch thất cực kỳ cổ xưa. Gian thạch thất này cực kỳ đơn giản thậm chí đến mức ngay cả bàn ghế đá cũng không có. Cho nên Lục Lâm Thiên chỉ có thể đứng mà thôi. Trong thạch thất có một cỗ khí tức thê lương, man hoang lan tràn ra. Giống như nơi này đã lâu không có ai tới, thậm chí từ thời điểm thiên địa sơ khai đã có bộ dáng như vậy, đã tồn tại ngàn vạn năm, thậm chí là trăm triệu năm. Ai? Lục Lâm Thiên cảnh giác nhìn bốn phía, vừa rồi rõ ràng có người đã đem hắn tới đây, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lực chống lại nào, chỉ có thể mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Ta là ai? Nói rất dài dòng,
các ngươi đều thích gọi ta là thiên đế, nếu như ngươi không muốn gọi như vậy thì có thể gọi ta là lão ảnh a. Một đạo thanh âm vang lên, gợn sóng trong không gian nổi lên, trước người Lục Lâm Thiên xuất hiện một đạo thân ảnh này vô thanh vô tức, không có bất kỳ chấn động nào, cứ như vậy xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, mắt nhìn thân ảnh vừa mới vô thanh vô tức xuất hiện, đây là một lão giả tập tễnh, mặc một kiện trường bào mộc mạc, giống như vạn năm rồi chưa từng giặt rũ qua, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhiễm một hạt bụi nào. Lão giả này tuổi chừng 60, có nếp nhăn trên mặt, thế nhưng lại cực kỳ minh mẫn, thân thể tuy rằng tập tễnh thế nhưng ánh mắt trong sáng giống như mặt nước, trong lúc bất chi bất giác khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thoải mái. Trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, lão giả trước mắt này chính là thiên đế, người giống như khống chế thiên địa, khống chế đại lục, khiến cho tất cả đế giả khác kính trọng như thần. Có thể giơ tay nhấc chân đánh chết đế giả khác như con sâu cái kiến. Ngươi chính là thiên đế. Đánh giá lão giả này, người này so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên khác biệt quá lớn, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. Trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, thiên đế khống chế thiên địa nhất định phải có khí phách, khí thế bệ nghệ thiên hạ, thế nhưng trên người lão giả này thậm chí còn không có bất kỳ khí tức nào, bộ dáng tập tễnh khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Ngươi có thể gọi ta là lão ảnh, thiên đế chỉ là danh xưng mà bọn chúng gọi mà thôi. Lão giả này nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt đánh giá Lục Lâm Thiên không ngừng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lão ảnh, khóe miệng Lục Lâm Thiên giật giật, giờ phút này rốt cuộc hắn đã cảm giác được lão giả này bất phàm. Đôi mắt kia rơi vào trên người hắn giống như có thể xuyên thấu linh hồn của hắn vậy, thậm chí Lục Lâm Thiên còn có thể cảm giác được bí mật ở sâu trong linh hồn hắn lúc này cũng bị người gọi là lão ảnh này nhìn rõ ràng. Có thể chất hơn người, dùng thân thể nhân tộc lại có thể tu luyện tới cấp độ như hiện tại, thân thể đạt tới tình trạng này thật không dễ dàng, miễn cưỡng coi như hợp cách, xem như vượt qua kiểm tra. Cường độ linh hồn so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn gấp 20 lần, coi như miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Từ viễn cổ tới nay, nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có một người xem như miễn cưỡng thông qua kiểm tra, không dễ một chút nào a. Lão giả tập tính tự xưng là lão ảnh này nhìn Lục Lâm Thiên dò xét một phen rồi mới chậm rãi nói, thân thể tập tính khẽ duỗi người một cái. Lục Lâm Thiên nhìn lão ảnh này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trong lòng hắn có rất nhiều điều nghi vấn và khó hiểu. Thế nhưng lúc này trước mặt lão ảnh không có bất kỳ một chút khí tức nào, hắn lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình, thời gian càng lâu, áp lực vô hình này càng lúc càng lớn. Có phải có rất nhiều chuyện ngươi không rõ, có phải có rất nhiều vấn đề còn nghi hoặc hay không? Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ hỏi, đôi mắt giống như chính là một hố nước sâu, khi đôi mắt chuyển động, trong đôi mắt giống như có vầng trăng sáng mênh mông, trong lúc mơ hồ tràn ra một cỗ khí tức mênh mông. Đúng vậy. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mong tiền bối chỉ giáo. Lục Lâm Thiên hành lễ nói, tất cả mọi chuyện trong thiên trùng, còn có rất nhiều vấn đề Lục Lâm Thiên biết chỉ có lão ảnh trước mắt mới có thể nói ra đáp án cho hắn. Từ thái độ của đối phương với hắn dường như cũng không có ác ý. Không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là lão ảnh là được rồi. Lão ảnh liếc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nói đơn giản một chút mà nói. Ngươi đã trải qua bốn quan cho nên mới có thể tới được nơi này, có thể nhìn thấy ta ở bên trong này. Bốn quan? Lục Lâm Thiên không hiểu gì, có chút nghi hoặc. Ta nhớ lúc trước ngươi cũng đã từng tới nơi này đúng không? Ngươi thông qua một mật thất tràn ngập năng lượng thiên địa, ngươi còn lấy đi một bản vô tự thiên thư, cuối cùng cơ hồ còn đem tất cả vũ linh thánh quả đi. Lão ảnh nói với Lục Lâm Thiên. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên kinh ngạc gật đầu. Chuyện kia làm sao hắn có thể quên được, lúc trước ở dưới vũ linh thánh quả kia hắn đột phá thành vũ xuất và linh xuất, không nghĩ tất cả chuyện này lại ở trong tầm mắt của thiên đế gọi là lão ảnh này. Đó là cửa thứ nhất, ngươi xông qua tử vong thâm uyên, sau khi dùng một khỏa linh quả chính là cửa thứ hai, cửa thứ ba là hư không bí cảnh, dung hợp một nửa thái cổ u viêm hỏa, đó là cửa thứ ba. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên cười nói, hóa ra đây đều là cửa sao, trong tử vong thâm uyên. Sau khi dùng khỏa linh quả kia cũng xem như một cửa sao. Lục Lâm Thiên nghi hoặc vuốt vuốt mũi, xem ra rất nhiều chuyện đều do lão ảnh trước mắt khống chế a. Khỏa linh quả kia ngươi cho rằng ai dùng cũng được sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi đem cả đại lục ra trao đổi với người có khỏa linh quả kia người ta cũng không thèm nhìn mặt ngươi. Về phần sau khi phục dụng có tác dụng gì về sau ngươi sẽ biết.
Tóm lại thứ đồ chơi kia càng ăn sớm tác dụng càng lớn. Không ít đại chủng tộc bên ngoài, hậu nhân của các thế lực lớn cũng không nhất định có thể dùng lúc tu vi thấp bằng ngươi. Thậm chí có một ít chủng tộc còn không mua nổi, người đang ở trong phúc mà không biết phúc, cũng may của cải của lão nhân gia phong phú a, cho nên mới có thể cấp cho ngươi nhiều như vậy. Nếu không phải lão đầu tử ta đã quá thời kỳ phục dụng tốt nhất thì ta cũng không nỡ đưa cho một tên tiểu tử gà mờ như ngươi. Vạn nhất ngươi không cẩn thận lại cho kẻ khác thì quá lãng phí. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói tới cái linh quả kia dường như trong đó còn có ẩn tình, khiến cho hắn không thể nào quên được, ngẫu nhiên còn cảm thoáng một câu. Mắt như vậy sao, cả đại lục linh vũ cũng không thể so sánh. Hai mắt Lục Lâm Thiên sáng lên, cũng bắt đầu kinh ngạc. Đương nhiên, vô cùng quý trọng, nhưng mà cũng chỉ là so sánh mà thôi, kỳ thật đại lục linh vũ cũng có chút đặc biệt, trừ những vật kia ra tự nhiên không thứ nào có thể so sánh được với khỏa linh quả kia. Thế nhưng so với những thứ kia, cho dù có đổi lấy linh quả cũng có không ít lợi nhuận. Lão ảnh cười cười, dường như nói tới chuyện này hắn lại thất thố một chút, bởi vì đại lục linh vũ này có chút bất phàm. Cửa thứ ba là dung hợp một nửa thái cổ U Minh Viêm. Chẳng lẽ thái cổ U Minh Viêm kia là do ngươi bắt? Lục Lâm Thiên giật mình, thái cổ U Minh Viêm cũng là một cửa, xem ra ngay từ đầu hắn đã bị người này giám thị chặt chẽ. Cũng không tính là ta bắt, thái cổ U Minh Viêm kia chính là do lão nhân gia vây khốn, áp chế, cũng là lão nhân gia chia lìa chúng. Lão ảnh lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên, vừa vặn giảm bớt một chút xấu hổ khi nãy. Lục Lâm Thiên sững sờ vuốt chóp mũi mình, lão nhân gia trong lời lão ảnh là ai? Vì cái gì lại tách thái cổ U Minh Viêm ra làm hai? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Lão nhân gia là ai? Sao lại vừa bắt thái cổ U Minh Viêm rồi lại chia lìa bọn chúng? Lão nhân gia là một đại năng mà ngươi có lẽ nên tôn trọng. Nói tới lão nhân gia, sắc mặt lão ảnh lập tức đứng đắn, vẻ mặt cung kính, trong mắt tuyệt đối cũng tràn ngập vẻ tôn kính. Quanh thân tự nhiên có một cỗ khí tức lan tràn khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy áp lực. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, lập tức nói. Lão nhân gia là ai về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Tóm lại lão nhân gia là một người mà ngươi nên tôn trọng, tuy rằng ngươi còn chưa gặp qua lão nhân gia, thậm chí về sau cũng không gặp được lão nhân gia, thế nhưng lão nhân gia người đã tốn không ít tâm huyết trên người ngươi. Những tâm huyết này đủ để cho chủng tộc ở những nơi khác và các thế lực lớn khác cũng phải đỏ mắt. Về phần thái cổ U Minh Viêm. Cũng là lão nhân gia tự mình bắt rồi tách ra. Chính là vì muốn để cho ngươi dung hợp luyện hóa, bởi vì bằng vào tu vi của người như ngươi, muốn dung hợp nó căn bản không có khả năng. Cho nên lão nhân gia mới không thể không làm như vậy, chỉ có thể tách thái cổ U Minh Viêm ra thì ngươi mới có cơ hội. Thậm chí cơ hội cũng chỉ có một phần ngàn vạn, tên độc cô ngạo vũ kia chính là ví dụ. Thậm chí lúc trước khi lão nhân gia nhìn thấy thái cổ U Minh Viêm cũng đã có sắp xếp. Nếu như không thể luyện hóa được nó thì người hôm nay đứng trước mặt ta không phải là ngươi mà chính là nó. Từ phương diện nào đó mà nói, thái cổ U Minh Viêm cũng là do lão nhân gia lựa chọn, nếu không phải bởi vì có một ít nguyên nhân, ngươi so với thái cổ U Minh Viêm thì tuyệt đối thái cổ U Minh Viêm còn có tư cách hơn so với ngươi. Lão ảnh ngừng một lát rồi nói tiếp với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sững sờ, rất nhiều chuyện cho tới bây giờ hắn nghe mà vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng. Giống như là rơi vào trong sương mù vậy. Đúng rồi, người vừa mới nói đại chủng tộc bên ngoài, rồi các thế lực lớn, rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện mà lão ảnh vừa nói, các đại chủng tộc và thế lực lớn bên ngoài, mấy chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên hơi run lên. Sao nào, có vấn đề gì sao? Lão ảnh hỏi lại Lục Lâm Thiên. Thiên, lão ảnh tiền bối, ý của người là ngoài đại lục linh vũ còn có thế giới khác? Hoặc gọi là đại lục khác hay sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào lão ảnh rồi hỏi. Lão ảnh là lão ảnh, không cần thêm tiền bối làm gì. Thân thể tập tễnh của lão ảnh nhẹ nhàng đi đi lại lại hai bước, đồng thời nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong trời đất mênh mông này chỉ có một đại lục linh vũ nho nhỏ hay sao? Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, đến từ kiếp trước cho nên khiến cho Lục Lâm Thiên biết rõ, trong kiếp trước, ở trong vũ trụ mênh mông, ngoài địa cầu còn có vô số những tinh cầu khác. Cho dù là ai cũng không có cách nào khẳng định được trên những tinh cầu này có sinh mạng hay không, thế nhưng đối với tình huống ở nơi này Lục Lâm Thiên đã âm thầm suy đoán từ trước rồi. Người đã nói như vậy đương nhiên ta sẽ tin,
ngoài đại lục linh vũ còn có đại lục khác hoặc là thế giới khác. Thậm chí trên đế giả còn có tồn tại rất cao. Lục Lâm Thiên nói với lão ảnh, là người tới từ kiếp trước, đối với gần như tất cả mọi chuyện trên đời này Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không có cảm giác kinh ngạc quá lớn. Trên phương diện tu vi hắn cũng chứng kiến được thực lực siêu việt đế giả của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, còn chứng kiến thiên đế lão ảnh này, Lục Lâm Thiên đã tin, ngoài đế giả ra còn có cường giả cấp bậc cao hơn nữa. Không ngờ ngươi lại có thể từ một suy ra ba, cũng không tính là ếch ngồi đáy giếng. Lão ảnh nhìn qua ánh mắt Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, tiếp tục nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đã đi tới nơi này ta có cho ngươi biết cũng không sao. Xin chỉ giáo. Lục Lâm Thiên tôn kính thi lễ, trước mặt lão ảnh này hắn không dám vô lễ một chút nào, hắn cũng có thể cảm giác được lão ảnh hoàn toàn không có ác ý với hắn. Thân thể tập tễnh của lão ảnh tiến lên, vỗ bả vãi hắn, giống như đôi vai này đã lâu chưa từng hoạt động, sau đó mới nhìn Lục Lâm Thiên chậm rãi nói. Nói tới cũng dài, cũng không biết ngươi hiểu hay không hiểu. Lão ảnh cứ nói đừng ngại, ta nghe, có thể hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Lục Lâm Thiên cung kính gật đầu. Thế nhưng trong lòng lại phiền muộn, chẳng lẽ lại không hiểu được một chút gì sao? Trong tinh không này mênh mông vô biên vô hạn, vô lượng, khôn cùng, cũng không chỉ có mình đại lục linh vũ nho nhỏ này. Nếu xét theo đại lục linh vũ mà nói, trong vũ trụ mênh mông thì đại lục linh vũ cũng chỉ là một giọt nước nhỏ mà thôi. Tương đương với một hạt cát nhỏ trong sa mạc, trong thiên địa mênh mông. Trong thiên địa này có 3.000 đại thế giới tồn tại. Dưới 3.000 đại thế giới còn có 1.000 trung thế giới và 1.000 tiểu thế giới. 3.000 đại thế giới a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên giật mình, quả thực đã bị khiếp sợ không nhẹ. 3.000 đại thế giới a, ở kiếp trước hắn đã nghe nói qua, Chí Giả Phật giáo đã từng nói một câu mà hắn tưởng không có thực, không ngờ ở nơi này lại nói tới, 1.000 tiểu thế giới tương đương 10.000 trung thế giới. 1.000 trung thế giới mới bằng một đại thế giới. Mà ở trong thiên địa mênh mông này lại có 3.000 đại thế giới. Đại lục linh vũ chỉ là một tiểu thế giới nho nhỏ mà thôi, nếu như so sánh quả thực vẫn chỉ là một giọt nước trong biển rộng, một hạt cát trong sa mạch. Trong trời đất mênh mông này, 1.000 tiểu thế giới như đại lục linh vũ, mà 3.000 tiểu thế giới mới được coi là 10.000 trung thế giới, đổi lại, 10.000 trung thế giới đương đương với 300 vạn thế giới như đại lục linh vũ. Mà nếu là một đại thế giới thì tương đương với 3.000 trung thế giới, cứ như vậy tính ra là 9 tỷ A. Một đại thế giới có 9 tỷ tiểu thế giới như đại lục linh vũ, mà nếu như tính 3.000 đại thế giới một lượt mà nói, Lục Lâm Thiên đã choáng váng đầu óc. Nếu cứ như vậy, tính ra đại lục linh vũ nho nhỏ quả thực chỉ là một cái rắm, thế giới bên ngoài mới là mênh mông nhất. Thế nào, nghe hiểu không vậy? Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên cười nói. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lục Lâm Thiên hắn khẽ mỉm cười, dường như hắn rất nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc, khiếp sợ của Lục Lâm Thiên. Hiểu, trong thiên địa mênh mông này thì đại lục linh vũ chỉ là cát bụi mà thôi. Lục Lâm Thiên cảm thán, khẽ lắc đầu, thế nhưng trong lòng kỳ thật cũng không quá khiếp sợ. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, cái gì hắn cũng đã trải qua, cho nên có một chút chuyện khiếp sợ ở trước mặt Lục Lâm Thiên cũng đã giả đi rất nhiều. 3.000 đại thế giới vô lượng khôn cùng, đại lục linh vũ chỉ là cho bụi, như hạt cát trong sa mạc thiên địa mênh mông, vô biên vô hạn, không thể hạn lượng. Trong không gian vô hạn này có vô số thế giới lớn gọi là 3.000 đại thế giới. Lão ảnh lần nữa nói. Lão ảnh vô số tiểu thế giới này đều tương liên với nhau hay sao? Hay là phải xuyên thủng không gian đi tới không gian bên ngoài? Lục Lâm Thiên hỏi. Lĩnh ngộ được lực lượng không gian khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu về sự tồn tại của 3.000 đại thế giới trong miệng lão ảnh. Lòng hiếu kỳ của tiểu tử nhà ngươi quả thực không ít, cũng được, ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một ít. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, về sau vạn nhất ngươi đi ra ngoài thì cũng hiểu rõ được, tiểu thế giới này chỉ thấy được, có cách mà không cách, không cách mà cách. Lão ảnh khoát tay nói, tiếp tục giảng giải cho Lục Lâm Thiên. Dưới sự giảng giải của lão ảnh, Lục Lâm Thiên mới biết được 1.000 tiểu thế giới chính là một tiểu thiên thế giới, mà 1.000 tiểu thiên thế giới này tương liên với nhau, thế nhưng cách mà không cách, không cách mà cách. 1.000 tiểu thế giới dưới lực lượng không gian, trong lúc vô hình hình thành trong không trung. Dưới đủ loại lực lượng trong thiên địa khiến chi tiểu thế giới có cùng một trung tâm, thế nhưng lại hoàn toàn bị cách ly. Mà tất cả các tiểu thế giới đều tương liên với trung tâm này, chỉ là lại mênh mông bao la vô cùng. Mà một cách mà không cách, không cách mà cách tiểu thế giới,
tạo thành một tiểu thiên thế giới, mà một cách mà không cách, không cách mà cách tiểu thiên thế giới, lại tạo thành lớp 10.000 thế giới, mà một cách mà không cách, không cách mà cách trong ngàn thế giới, lại là tạo thành một đại thế giới, cơ hồ tất cả thế giới, đều là cách mà không cách, không cách mà cách. Đương nhiên lão ảnh thiên đế cũng cố ý nói cho Lục Lâm Thiên biết, 3.000 tiểu thiên thế giới, trong 3.000 trung thiên thế giới cùng với 3.000 đại thiên thế giới cũng chỉ là ước lượng mà thôi chứ không phải là số lượng thực tế, chỉ có thể ví von tương đối. Cũng không phải ở trong thiên địa mênh mông này có nhiều thế giới tồn tại như vậy, điểm này tất cả mọi người cũng không nói rõ ràng được. Lục Lâm Thiên nghe lời lão ảnh nói, cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng cũng hiểu được, chuyện này không dễ giải thích tí nào. Lão ảnh, thực lực của cường giả thế giới bên ngoài thế nào? So với cường giả trên đại lục Linh Vũ thì sao? Lục Lâm Thiên lại càng quan tâm tới vấn đề này nhiều hơn, ngoài đại lục Linh Vũ không ngờ lại còn có nhiều thế giới như vậy. Vậy thì thực lực của những cường giả kia tới cấp độ nào rồi? Có phải giống như trên đại lục Linh Vũ hay không, hay là thấp hơn đại lục Linh Vũ, hoặc giả cường hãn hơn nhiều? Nực cười, bằng vào thực lực của đế giả trên đại lục Linh Vũ sao? Coi như là cường giả A, nói ra sợ rằng khiến cho người ta cười rất răng hàm. Người mạnh nhất trong các ngươi nếu đi ra ngoài còn chưa đủ để người ta tát một cái. Lão ảnh trực tiếp khinh thường nói với Lục Lâm Thiên. Cái gì? Nói đùa sao? Lục Lâm Thiên trực tiếp sững sờ, nhìn lão ảnh hỏi, quả thực chuyện này khiến cho hắn có chút không tin. Chuyện này quá mức kinh người a, thực lực đế giả ngay cả một cái tát của người ta cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ người ở bên ngoài đều là thần sao? Thế nào, ngươi không tin sao? Vậy thì ta cũng đành phải nói với ngươi vậy. Lão ảnh vẫn khinh thường liếc nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi đã tin trên đế giả còn có cấp độ khác thì cũng giảm bớt chút ít nước bọt của ta. Trên đế giả phân biệt gọi là phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, cuối cùng là tử mông cảnh. Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh. Trên đế giả còn có nhiều cấp độ như vậy sao? Lục Lâm Thiên vốn đang vô cùng ngạo khí, thế nhưng nghe lão ảnh một hơi nói ra nhiều cảnh giới như vậy lập tức cảm thấy bị đả kích. Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh. Bên trong 9 cảnh giới này mỗi một cảnh giới đều có phân chia một chút. Cũng có thể nói chia làm sơ giai, trung giai và cao giai. Lão ảnh tiếp lời Lục Lâm Thiên nói. Tuy rằng chỉ có 3 giai vị. Thế nhưng mỗi một giai vị cách nhau giống như trời và đất. Có người mấy chục vạn năm, trăm vạn năm đứng dậm chân tại một giai vị, mãi tới khi đại nạn tạo hóa. Loại người này chỗ nào cũng có, khắp nơi đều có. Không ngờ lại kinh khủng như vậy. Lục Lâm Thiên rung động, đồng thời ngạo khí trong lòng không tự chủ lại bị ký. Càng cao thì càng kích phát chiến ý trong lòng hắn. Mặc dù nói phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh. Mỗi một giai vị khác biệt cực lớn. Thế nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào vượt qua. Xem ra ngươi không phục, ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi thế nào? Lão ảnh dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lục Lâm Thiên nói. Coi như miễn cưỡng không kém a. Lục Lâm Thiên theo thói quen vuốt mũi mình, ngoài miệng có chút khiêm tốn thế nhưng trong lòng lại thầm nói nhỏ, thiên phú của hắn ở trong toàn bộ đại lục Linh Vũ tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong, tuyệt đối không có ai bằng. Linh Vũ song tu, vũ giả toàn hệ. Linh hồn lực và chân khí đều rất mạnh, lĩnh ngộ thuộc tính không tệ, còn lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp, thậm chí còn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Lão ảnh liên tiếp nói với Lục Lâm Thiên, giống như tự bản thân Lục Lâm Thiên nói ra vậy, hắn thuộc như lòng bàn tay khiến cho Lục Lâm Thiên bắt đầu có chút kinh ngạc. Lão ảnh nhìn thấy Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lại nói. Ta nói cho ngươi biết, bằng vào thiên phú của ngươi ở trong 3.000 đại thiên thế giới không đáng khoe khoang một chút nào. Người có thiên phú giống như ngươi quả thực quá nhiều. Lão ảnh, không có nhiều như vậy chứ. Ngươi nói quả thực đả kích người nha. Ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, hư vinh nho nhỏ trong lòng đã bị lão ảnh không chút khách khí đánh nát. Không có nhiều như vậy, vậy thì ta tính cho ngươi xem một chút. Cho dù là một tiểu thế giới một tu luyện giả có chút bất phàm giống như ngươi thì 1.000 tiểu thế giới chính là 1.000. Mà một trung thiên thế giới là 300 vạn. Đổi lại nếu như là một đại thiên thế giới chính là 3 tỷ. 3.000 đại thiên thế giới là bao nhiêu a? Ngươi có cái gì mà dám vỗ ngực bảo mình bất phàm?
Lão Ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, không chút lưu tình mà đả kích. Cái này, Lục Lâm Thiên quả thực đã bị đả kích không nhỏ, một đường tu luyện tới đây, trải qua vô số hiểm cảnh, rốt cuộc hắn có thể coi như là tồn tại đỉnh phong trên đại lục này. Thế nhưng đó là trước khi biết được có sự tồn tại của các đại thế giới. Bằng vào tu vi của hắn hiện tại coi như là cái rắm. Mà thiên phú của hắn một đường tích lũy được, nếu dựa theo phép tính của Lão Ảnh mà nói, cho dù một tiểu thế giới chỉ có một thì cũng là mấy chục tỷ a, còn nói gì là bất phàm nữa. Còn nữa, ta quên không nói với ngươi một chuyện. Lão Ảnh khe khẽ thở dài nói. Đại lục chính là một tiểu thế giới mới, thời gian còn chưa quá dài, cho nên. Cho nên cái gì, sẽ không phải là chuyện không tốt đó chứ. Lục Lâm Thiên có chút sụp đổ nói. Cho nên nói dễ nghe một chút thì đại lục Linh Vũ chính là địa phương chưa khai phá. Nói khó nghe một chút thì nhân tộc và thú tộc trên đại lục Linh Vũ các ngươi ở trong 3.000 đại thiên thế giới chính là thổ dân mà thôi. Đừng nói là tiểu thế giới, ít nhất bọn chúng cũng có vài phá giới cảnh. Cao hơn chút, ngộ chân cảnh cũng có, phá giới cảnh thì càng nhiều. Cao cấp nhất còn có thông thiên cảnh tọa chấn. Tiểu thế giới như vậy ở trong tiểu thiên thế giới mới được xem như tồn tại đỉnh cấp. Về phần trong trung thiên thế giới mà nói, tu vi vô cùng cao, ta cũng lười đả kích ngươi. Như vậy đế giả các ngươi chỉ là chó má mà thôi, ngay cả phá giới cảnh cũng không có. Các ngươi ở trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông mà nói chính là thổ dân. Ai? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hôm nay xem như hắn đã biết được thế giới này rốt cuộc rộng lớn thế nào. Tính ra đại lục Linh Vũ không được coi là thứ gì cả. Dường như cảm thấy đả kích Lục Lâm Thiên quá tay, Lão Ảnh nhìn Lục Lâm Thiên nói tiếp. Ngươi cũng không cần thở dài, thiên phú của ngươi tuy rằng miễn cưỡng hợp cách, thế nhưng lại có thể lĩnh ngộ phát triển thuộc tính mới, còn có thể dung hợp linh vật trời sinh như Thái Cổ U Minh Viêm, như vậy đã coi như không tồi rồi. Dù sao ngươi còn trẻ, ngươi chưa tu luyện lâu. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng là được rồi. Đúng rồi, ta còn trẻ, ta sợ cái gì chứ? Hai mắt Lục Lâm Thiên sáng lên, trong lòng vừa mới bị đả kích lúc này bị quét sạch. Đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Lâm Thiên đứng thẳng, bản thân hắn còn trẻ, còn có thời gian tu luyện. Ban đầu ở Trấn Thanh Vân khi 16-17 tuổi hắn mới tu luyện, từng bước một đi tới hôm nay. Đến trong thiên chủng được thì sau này hắn cũng có thể từng bước một đặt chân vào 3.000 đại thiên thế giới, đi tới cấp độ thuộc về mình. Coi như là một gia hỏa có tâm cảnh không tệ. Trong mắt Lão Ảnh chợt xuất hiện vẻ tán thưởng, vốn hắn nghĩ ít nhất Lục Lâm Thiên cũng phải bị đả kích vài ngày, thế nhưng không ngờ tiểu tử này chỉ ngây người một lát, còn chưa bị đả kích mà ngược lại ý chí chiến đấu lại sục sôi. Kỳ thật ngươi cũng có chút ít ưu thế, cũng không phải quá kém. Lão Ảnh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới, điều này cũng vượt quá dự kiến của ta. Trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông, ngươi có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính hậu thiên không ít, thế nhưng cũng không nhiều. Thuộc tính hậu thiên. Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ khi trước trong Thác Bạt gia tộc từng có người nói tới tiên thiên hoàng tộc, chẳng lẽ có quan hệ với chuyện này sao? Lão Ảnh nói. Đồn rằng khi thiên địa sơ khai. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà 3.000 đại thiên thế giới chỉ có 4 loại thuộc tính như thổ, thủy, phong, hỏa. Những thuộc tính sau này được người khác lĩnh ngộ ra đều là thuộc tính hậu thiên. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên gật đầu, tuy rằng có một ít chuyện hắn không quá hiểu, thế nhưng coi như cũng biết đại khái, sau này tìm hiểu kỹ cũng không muộn. Quan trọng nhất, người so với vô số người có thiên phú bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, ngươi còn có một ưu thế này là thứ mà tuyệt đại bộ phận người đều không có. Lão Ảnh nói. Lục Lâm Thiên nhìn Lão Ảnh, mong chờ câu nói kế tiếp của Lão Ảnh, cuối cùng thì hắn cũng không kém, có ưu thế hơn người là tốt rồi. Lão Ảnh nói. Ngươi có tất cả mọi thứ do lão nhân gia lưu lại, sắp xếp con đường cho ngươi đi. Đây là thứ mà tuyệt đại bộ phận người khác không có. Cho nên coi như so sánh với đám người có thiên phú bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, ngươi cũng không phải không có ưu thế. Lão Ảnh, lão nhân gia lưu lại cho ta thứ gì? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lòng đối với người được gọi là lão nhân gia trong miệng Lão Ảnh không khỏi tôn kính thêm mấy phần. Dường như tất cả mọi thứ mà hắn có được ngày hôm nay đều là lão nhân gia sắp xếp cho. Âm Dương Linh Vũ Quyết ngươi tu luyện chính là công pháp của lão nhân gia. Tứ thần quyết ngươi tu luyện cũng là thứ mà lão nhân gia lĩnh ngộ, sáng chế cuối cùng.
ánh mắt lão ảnh có chút kích động, nghiêm mặt nói. Lúc trước lão nhân gia tung hoành đại thế giới, là người uy vũ bá tuyệt thiên hạ, uy danh hiển hách, có mấy người dám trêu vào lão nhân gia cơ chứ? Vậy bây giờ lão nhân gia ở đâu? Lục Lâm Thiên yếu ớt hỏi, giờ phút này trong lòng hắn lần nữa khiếp sợ không ít, không ngờ âm dương linh vũ quyết và tứ thần quyết đều là của lão nhân gia đưa cho. Lão thiên không có mắt, người có sớm có tối, có họa có phúc. Việc này về sau ta sẽ nói cùng ngươi, hiện tại nói cho ngươi biết đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói. Lục Lâm Thiên, hiện tại ta cần ngươi quyết định, ngươi có bằng lòng nhận y bát, truyền thừa của lão nhân gia lưu lại hay không? Ta, Lục Lâm Thiên không chút do dự nói bằng lòng, chuyện này ai không muốn chính là kẻ ngu a. Nghe lời nói của lão ảnh này, vị lão nhân gia kia ở đại thế giới tuyệt đối là một tồn tại khủng bố, có thể có được y bát của ngươi này, chỗ tốt không cần phải nói. Ngươi không cần đáp ứng nhanh như vậy, cứ nghĩ kỹ đi. Khi Lục Lâm Thiên đang định đáp ứng, lão ảnh đã ngắt lời Lục Lâm Thiên nói. Đạt được y bát của lão nhân gia cũng không phải là một chuyện tốt. Khi ngươi nhận được y bát của lão nhân gia đồng thời ta cũng có chuyện ta cần nói với ngươi. Lúc trước lão nhân gia tung hoành đại thế giới, bá đạo vô song, uy danh hiển hách, thế nhưng lại gây thù hằn vô số. Nếu như ngươi đạt được y bát của lão nhân gia cũng chẳng khác gì có vô số cường địch trong 3000 đại thiên thế giới. Một khi ngươi bị phát hiện, đám người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Không cần cân nhắc, ta đã nghĩ kỹ rồi. Y bát của lão nhân gia ta muốn, cường định thì sao chứ, ta một đường đi tới đây thứ không thiếu chính là cường địch. Nếu không có cường địch thì ta cũng không bước được tới ngày hôm nay. Đường cường giả vĩnh viễn không có điểm cuối, mà cường địch chính là đá đặt chân, chỉ có càng nhiều đá đặt chân thì mới có thể bước lên càng cao được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, trong mắt có tinh quang nhàn nhạt bắn ra. 3000 đại thiên thế giới, vô số cường giả mọc lên san sát như rừng, thiên tài chỉ giống như hạt cát. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ngập ngạo khí, hắn đi tới đây không sợ hãi một chút nào, cho nên về sau cũng vậy. Ai, tính cách cũng giống vậy, ngạo khí cũng vậy, giống như lão nhân gia lúc trẻ như đúc a. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lão ảnh lạnh nhạt liếc nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức cười nói. Ngươi đi theo ta, lão nhân gia còn có nhiều thứ lưu lại cho ngươi. Dứt lời, lão ảnh phất tay quét qua, khí tức man hoan trong thạch thất bắt đầu run run. Ầm ầm, thạch thất run run, phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa đá mang theo phong cách cổ xưa. Từng tầng cho bụi rớt xuống, sau khi một tiếng ầm ầm vang lên, một cỗ khí tức man hoang giống như phô thiên cái địa vọt về phía Lục Lâm Thiên. Dưới cỗ khí tức man hoang này thân thể Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Dưới khí tức man hoang này có một cỗ khí tức xông vào đầu Lục Lâm Thiên, khiến cho trong lòng hắn rung động. Trong lòng ngươi có lẽ còn có nghi vấn. Mà thôi, cứ vào trước đi, bên trong có đồ vật lão nhân gia lưu lại cho ngươi. Sau khi ngươi dung hợp nó thì mới có tư cách để ta giải thích cặn kẽ cho ngươi. Nếu như ngươi không ra được thì cũng chỉ trách vận khí ngươi quá kém, không có cách nào đạt được cơ duyên lớn nhất này. Lão ảnh nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Lão ảnh, trong đó có vật gì? Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức man hoang đập vào mặt, cánh cửa này giống như đi thông tới hỗn độn vậy, khiến cho người ta cảm thấy áp lực, run sợ dị thường. Người biết nó, trước tiên người không nên hỏi cái gì, đi vào dung hợp nó là được rồi. Đến khi người đi ra ta sẽ giải thích cho ngươi. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta cần bao lâu thời gian? Lục Lâm Thiên nhìn vào cánh cửa đá rồi nói, nếu như thời gian quá dài, đám người vô song, Bạch Linh, Cảnh Văn nhất định sẽ lo lắng cho hắn. Vài năm, vài thập niên, mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định. Trên người ngươi có thiên trụ giới, chỉ là nếu như muốn dung hợp với vật kia ngươi không nên động tới thiên trụ giới, làm như vậy không có lợi với ngươi. Lão ảnh nói, lâu như vậy sao? Lục Lâm Thiên sững sờ, vài thập niên. Mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên trực tiếp sững sờ. Thời gian quá lâu a, đặc biệt là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, quá dọa người. Hắn tu luyện tới hiện tại mới có bao lâu chứ? Lâu sao, không lâu a. Sắc mặt lão ảnh khẽ đổi, lập tức nói. Chuyện này phải xem vào bản thân ngươi, nhớ kỹ, muốn dung hợp nó thì phải có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh.
đây cũng là cơ duyên lớn nhất trong thiên chủng, muốn đạt được cái cơ duyên này thì phải nhớ kỹ năm điều này. Đa tạ lão ảnh nhắc nhở. Lục Lâm Thiên cung kính thi lễ, trước kia Lục Lâm Thiên thật không ngờ đường đường là thiên đế đại nhân nhưng lại đối tốt với mình như vậy, ánh mắt hắn lập tức biến đổi, nói. Lão ảnh, Tiểu Long đi cùng ta. Thiên phú của tiểu gia hỏa kia cũng không tệ khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta sẽ sắp xếp nó cho tốt, những chuyện này không cần ngươi lo lắng. Người nhà của ngươi bên ngoài ta cũng sẽ giúp ngươi nhìn qua. Ngươi cứ tính tâm dung hợp vật kia là được rồi, chuyện khác không cần ngươi lo. Lão ảnh phất phất tay, thúc giục Lục Lâm Thiên đi vào bên trong. Vậy đa tạ lão ảnh. Lục Lâm Thiên gật đầu, có thiên đế chú ý tới người thân hắn, hắn còn có gì không thể yên tâm được chứ? Đi thôi, chỉ cần ngươi dung hợp được vật kia thì ở trong thiên địa mênh mông, thì sau này bên trong 3000 đại thiên thế giới này ngươi sẽ có một chỗ cắm rùi. Nhớ kỹ, tất cả ở một chữ ngộ. Lão ảnh dứt lời, phất tay một cái, Lục Lâm Thiên trực tiếp được một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ, thân thể không nằm trong sự khống chế mà tiến vào trong cánh cửa đá. Ầm ầm. Tiếp đó, khi Lục Lâm Thiên quay đầu lại thì cánh cửa sau lưng đã đóng. Trong không gian này lờ mờ, chỉ có quang mang nhàn nhạt chiếu rọi bốn phía. Phía trước có một lối đi, trong không gian này có khí tức man hoang cuồn cuộn, giống như nơi này chưa từng có bất kỳ ai đặt chân qua. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên vào trong cánh cửa, lão ảnh chăm chú nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đổi, miệng mỉm cười nói. Nếu những lão gia hỏa kia biết rõ, bảo vật mà lúc trước bọn họ liều chết liều sống, chả một cái giá lớn lúc này lại bị một tiểu tử gà mờ, ngay cả phá giới cảnh cũng không phải dung hợp, có lẽ biểu hiện trên mặt sẽ rất đặc sắc a. Ánh mắt lão ảnh dao động, cảm thán một hồi rồi nói. Cũng chỉ có lão nhân gia mới có phách lực như vậy. Dám đeo bảo vật này giao cho tên thái điểu này, cũng khiến cho ta ghen ghét a. Hy vọng có thể thành công. Dứt lời, thân ảnh tập tính của lão ảnh chậm rãi rơi đi, rõ ràng chỉ mới bước một bước, thế nhưng lại vô thanh vô tức biến mất trong không gian. Trên ngọn núi được năng lượng thiên địa nồng đậm bao phủ, Tiểu Long tìm kiếm trên hai ngọn núi một lần, thế nhưng cũng không gặp được lão đại. Có liên hệ bằng huyết khế trong đầu, Tiểu Long biết rõ lão đại còn an toàn. Thế nhưng hắn lại không cảm giác được hiện tại lão đại ở phương nào. Thiên đế, ngươi giấu lão đại ta ở đâu? Có bản lĩnh cũng đem ta tới đó. Tiểu Long ngẩng đầu, trường bào màu vàng tung bay, mắt nhìn ngôi sao nhàn nhạt trên không trung lớn tiếng nói. Sao nào, ngươi muốn xem bản lĩnh của ta sao? Ngay khi Tiểu Long vừa mới dứt lời, trong không gian xuất hiện chấn động cực nhỏ. Một cỗ mây mù nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Lúc này có một đạo thân ảnh tập tễnh xuất hiện bên cạnh Tiểu Long, người này chính là lão ảnh. Ngươi là ai? Tiểu Long nhìn qua thân ảnh tập tễnh đột nhiên xuất hiện, nghe thấy thanh âm này theo bản năng lập tức lùi về phía sau một bước, ánh mắt mang theo sự cảnh giác và kinh ngạc nhìn về phía lão ảnh, cả kinh nói. Ngươi là thiên đế, đại nhân. Thiên phú của tiểu gia hỏa ngươi không tồi, có thể lĩnh ngộ bên trong nơi này, lại lĩnh ngộ ra con đường thích hợp với bản thân ngươi. Lão ảnh không trả lời Tiểu Long, ánh mắt còn cực kỳ hiếu kỳ đánh giá Tiểu Long. Này, lão đại ta đâu? Ngươi đem lão đại ta đi đâu? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám gây bất lợi với lão đại ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Sau khi khiếp sợ xong, Tiểu Long lập tức nhìn lão ảnh nói, chỉ là dường như lời nói này cũng vô cùng yếu ớt, không có bao nhiêu lực lượng. Ngươi dưới cơ duyên xảo hợp có thể ở đây cũng coi như có duyên. Cũng được. Ta cho ngươi một hồi tạo hóa đi. Lão ảnh dứt lời, thò tay một cái, hai người đồng thời biến mất tại chỗ không thấy. Trong thông đạo ở trong cánh cửa đá, một đường đi thẳng về phía trước, dưới sự bao phủ của khí tức man hoan, mỗi khi tiến về phía trước một bước, áp lực mà Lục Lâm Thiên phải chịu càng lớn, giống như trước ngực có một hòn đá đè nặng, khiến cho người ta cảm thấy áp lực không nói nên lời. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên một đường đi thẳng về phía trước. Phát hiện ánh sáng trong không gian đã sáng ngời hơn không ít, đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt rung động vô cùng, lẩm bẩm nói. Nơi này là địa phương nào? Chỉ thấy lúc này không gian phía trước đột nhiên rộng lớn hắn lên, lộ ra một phiến hư không. Trong hư không lúc này giống như một mảnh hỗn độn, quang mang sáng ngời lan tràn, tựa như một cái túi lớn, một cỗ khí tức man hoang, thê lương, cổ xưa từ bên trong tràn ra. Cái túi này bao la vô cùng. Bao la vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn cái túi lớn này, giống như là nhìn vào trong tinh không bao la trong vũ trụ,
tâm thần căn bản không có cách nào dò xét. Trong lúc mơ hồ bên trong có hư ảnh trăng sao di chuyển, có năng lượng thiên địa hội tụ rồi lan tràn, có quang mang lập lòe, hết lập lòe rồi lại sáng chói mắt. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn qua cái túi bao la khôn cùng kia giống như nhìn vào toàn bộ vũ trụ bao la vậy, cỗ khí tức mênh mông không có cách nào hình dung, nương theo khí tức man hoang khiến cho Lục Lâm Thiên có xúc động muốn phủ phục ngay lập tức. Định! Dưới uy áp cực lớn này, quanh thân Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức tuôn ra, bàn chân đạp mạnh mặt đất, cả không gian run lên, thân thể lập tức đứng vững trên mặt đất. Lục Lâm Thiên chống cự, trong cái túi lớn mênh mông kia dường như có thứ gì đó bị ký. Tiếp đó lực lượng vô hình đè nặng lên trên người Lục Lâm Thiên càng lớn, dường như nhất định phải khiến cho Lục Lâm Thiên phủ phục dưới mặt đất mới thôi. Hừ, chẳng lẽ một đạo khí tức cũng muốn ta phủ phục dưới mặt đất sao? Cả đời này của ta không lạy trời cũng không quỳ xuống đất. Không quỳ quân, không quỳ vương, chỉ quỳ phụ mẫu, cho dù là ai cũng không thể khiến ta quỳ xuống mặt đất. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trong mắt có quang mang bắn ra. Một cỗ chân khí thuộc tính thổ bàng bạc tuôn ra, tương liên với mặt đất, hai chân vững như bàn thạch, đứng mà không ngã. Chỉ bằng một đạo khí tức có thể khiến cho hắn phủ phục, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ngập ngạo khí, hắn muốn đặt chân vào 3000 đại thiên thế giới, nếu như ngay cả một đạo khí tức này cũng không thể chống lại thì hắn dựa vào cái gì mà đặt chân trên 3000 đại thiên thế giới, dựa vào cái gì mà đạt được cơ duyên lớn nhất theo lời lão ảnh nói. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên càng phản kháng, uy áp này lại càng lớn, khí tức man hoang, thê lương, cổ xưa cuồn cuộn vọt tới, tất cả đều tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Dưới loại khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương này, thậm chí còn khiến cho linh hồn, huyết mạch Lục Lâm Thiên cũng kịch liệt run rẩy. Dưới cỗ uy áp cực lớn này Lục Lâm Thiên cảm thấy mình càng ngày càng khó có thể chống lại, giống như hiện tại có tảng đá ngàn cân đè nặng trên lưng hắn, không chỉ như vậy. Còn có uy áp tới từ linh hồn và huyết mạch khiến cho hắn càng ngày càng khó chống đỡ. Trong giây lát, trên trán Lục Lâm Thiên có mồ hôi chảy xuống, thân thể run rẩy, khó có thể chống đỡ được. Hắn có cảm giác xương cốt toàn thân lúc này cũng bị áp lực khiến cho biến dạng, rạn nứt. Hừ! Lục Lâm Thiên hừ một tiếng, thanh âm ngông nghênh vang vọng, tuyệt đối không cúi đầu, chân khí thuộc tính thổ bàng bạc bài sơn hải đảo tuôn ra, liên kết với mặt đất, thân thể vững vàng giống như bàn thạch. Mặc kệ áp lực mạnh mẽ tới bao nhiêu thì hắn cũng tuyệt đối không cúi đầu. Mà trong lòng, dưới cỗ áp lực lớn này linh hồn và huyết mạch hắn cũng run rẩy, đây là thứ khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác không thể chống đỡ được. Uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn càng khó có thể chống lại. Giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng vận dụng tâm cảnh hơn người, ngẩng đầu mà đứng, nhất định thề không cúi đầu, thậm chí trong lòng còn sinh ra sự phản kháng, áp lực càng lớn thì sự phản kháng trong lòng hắn càng mạnh. Siêu. Trong lúc trong lòng Lục Lâm Thiên sinh ra sự phản kháng thì Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện ra cỗ lực lượng áp chế này bắt đầu từ từ phai nhạt, cuối cùng không ngờ lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, toàn thân nhẹ nhõm, so với lúc trước quả thực vô cùng đối lập giống như thiên đường và địa ngục vậy. Siêu. Mà khi Lục Lâm Thiên đang nghi hoặc, trong cái túi phía trước đột nhiên có một đoàn quang mang cực lớn lan tràn ra. Bên trong mơ hồ có thể thấy được bên trong cũng có trăng sao. Có ánh sao rạng rỡ, đạo quang mang này từ trong cái túi mênh mông kia lan tràn ra, giống như là từ sâu trong vũ trụ, từ sâu trong tinh hải mênh mông, vượt qua vô số ức năm ánh sáng mà tới vậy. Cái túi cực lớn kia theo quang mang lan tràn cũng giống như lập tức sống lại, trong đó có một cỗ khí tức man hoang, cổ xưa mênh mông lan tràn ra. Siêu! Giống như đã thật lâu hoặc giả chỉ trong sát na, đạo quang mang này đột nhiên xuyên thủng cái túi kia. Đến lúc này Lục Lâm Thiên mới nhìn rõ đạo quang mang này có hình dạng giống như chữ vạn, trong nháy mắt bao phủ lên trên người Lục Lâm Thiên, một cỗ khí tức man hoang, thê lương, cổ xưa dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Cỗ khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương tụ tập, bao phủ lấy thân thể Lục Lâm Thiên, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Cỗ lực lượng khổng lồ này dũng mãnh tràn vào, Lục Lâm Thiên lập tức có cảm giác bản thân mình bị một cỗ hấp lực bao phủ. Trong nháy mắt thân thể không nằm trong sự khống chế của hắn mà bị cỗ lực lượng này bao phủ ném vào trong cái túi lớn kia. Tất cả chuyện này không tới lượt Lục Lâm Thiên phản kháng, căn bản hắn không thể chống cự được một chút nào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên trực tiếp tiến vào trong cái túi lớn, thân thể ở trong một đoàn mây mù màu trắng cực lớn. Mà ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng nhìn lên trên không trung,
chỉ thấy lúc này trên không trung có một đoàn quang mang chữ vạn lớn mấy thước đang lan tràn tràn ra khí thức cổ xưa, thê lương, man hoang. Chí bản vô tự thiên thư. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, đây chính là đồ án chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư biến thành, lúc trước khi chín bản vô tự thiên thư rời đi Lục Lâm Thiên cũng không biết nó đi tới nơi nào. Lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được hóa ra chín bản vô tự thiên thư lại ở trong này, chỉ là lúc này chín bản vô tự thiên thư hóa thành đoàn quang mang chữ vạn, chỉ lớn mấy thước, mà bên ngoài mới chỉ lớn bằng lòng bàn tay mà thôi. Kinh ngạc một hồi, Lục Lâm Thiên dùng ánh mắt chờ mong nhìn quang mang chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư biến thành phía trước. Trong quang mang chữ vạn này trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng sấm nổ, quang mang chung quanh tách ra, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết nhàn nhạt của mấy chữ linh. Tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiên trong quang mang hình chữ vạn. Theo dấu vết của chín chữ to trong quang mang, khí tức cổ xưa, man hoang, thê lương giống như thiên địa sơ khai chậm rãi từ trong đồ án chữ vạn này lan tràn ra. Giống như trong không gian này tất cả khí tức thê lương, cổ xưa, man hoang đều từ trong quang mang hình chữ vạn khuếch tán ra. Ở trong khí tức này Lục Lâm Thiên càng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Nhìn qua đoàn quang mang hình chữ vạn khiến cho linh hồn, thân thể hắn rung động. Khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy mình nhỏ bé không nói nên lời, chỉ là một hạt cái bụi trong thiên địa mênh mông, một hạt cát bụi trong vũ trụ mà thôi. Siêu! Trong quang mang hình chữ vạn, một cỗ quang mang trực tiếp bao phủ lấy người Lục Lâm Thiên, gợn sóng trong không gian run lên, hai mắt Lục Lâm Thiên tức thì nhắm lại. Trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên có cảm giác mình tới một địa phương vô cùng xa lạ. Nhìn kỹ thì thấy trong này vàng son lộng lẫy, to lớn vô cùng. Cúi đầu xem xét Lục Lâm Thiên phát hiện ra mình mặc một bộ long bào, đầu đội long quan, nghiễm nhiên dường như đã trở thành đế vương trong nhân gian. Đại vương! Từng đạo thanh âm truyền tới, Lục Lâm Thiên lập tức nhìn thấy trước mặt mình có không ít nữ tử thân ảnh mềm mại, hoặc là linh lung động lòng người, hoặc vũ mị mê người, tất cả đang uốn éo không ngừng, đang nịnh nọt xoay xung quanh hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngẩn ngơ. Không biết đây là địa phương nào mà bộ dáng của bản thân lại trở thành thế này. Dường như là khảo nghiệm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lão ảnh đã từng nói qua muốn đạt được đại cơ duyên kia cần phải có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh, xem ra bây giờ hắn thực sự đang ở trong ảo ảnh, đang tiếp nhận khảo nghiệm. Sợ rằng chỉ cần tâm cảnh của hắn hơi dao động một chút là hắn sẽ mất đi đại cơ duyên. Đại vương, sủng hạnh chúng thiếp đi. Chúng thiếp sẽ hầu hạ đại vương cho tốt. Từng nữ tử đều vũ mị, lung linh, cực kỳ xinh đẹp, đôi tay trắng như ngọc đang vuốt ve từ trên xuống dưới. Tục phấn, vật hư ảnh đã muốn làm dao động tâm tình của ta sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, miệng đột nhiên quát, từng chữ vang vọng, thanh âm giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong đại điện vàng son lộng lẫy. Siêu siêu, Lục Lâm Thiên dứt lời, cả đám nữ tử xinh đẹp trước mắt đều hóa thành vật hư ảo. Biến mất không thấy gì nữa. Mà tiếp đó, trước người Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một vách núi đá dựng đứng, trên vách núi đá dựng đứng này không có thông đạo, chỉ có một bậc thang từ trên xuống dưới, cao vê upsilon t trong mây, tựa như muốn lướt qua trời cao vậy. Trên bậc thang có hàn mang bắn ra bốn phía, Lục Lâm Thiên nhìn kỹ vào lập tức nhận ra bậc thang này do vô số lưỡi dao tạo thành, bậc thang này ít nhất cũng có hơn vạn tầng, tất cả đều là lưỡi dao chằng chịt rậm rạp. Điều càng khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là lúc này trong cơ thể hắn không ngờ lại hoàn toàn không có một chút chân khí nào, linh lực, thậm chí là thể chất cũng giống người thường như đúc. Nhìn vách núi đá trước mặt, Lục Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết nhất định hắn vừa mới thoát khỏi ảo cảnh kia đã chạm phải một ảo cảnh khác. Tuy rằng hắn biết rõ đây là ảo cảnh thế nhưng lại không có cách nào đi ra. Ở trong ảo cảnh này tất cả ưu thế của hắn đều không có, giống như người bình thường vậy. Nhìn bậc thang bằng đao, Lục Lâm Thiên không cần suy đoán cũng biết, sợ rằng phải do bản thân hắn tự mình đi tới, bằng không sẽ không có cách nào thoát khỏi ải cảnh này, mà nếu như lui về hắn cũng mất đi đại cơ duyên. Hắn đã không giống như người bình thường, đi tới bậc thang bằng lưỡi đao, trong lòng Lâm Thiên hiểu rõ, sợ rằng cách cái chết cũng không xa. Nếu như chết ở trong ảo cảnh này thì bản thân hắn cũng chết thật. Không phải chỉ là khảo nghiệm thôi sao, đi một lần thì thế nào? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, tiếp đó lập tức đạp chân vào bậc thang. Lục Lâm Thiên giơ chân đạp vào bậc thang, lập tức vô số lưỡi đao sắc bén đâm thủng đế giày, đâm vào bàn chân Lục Lâm Thiên,
vô số lưỡi đao so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn sắc bén hơn nhiều. A hát! Lục Lâm Thiên lập tức kêu to một tiếng, đã lâu hắn không có cảm giác này, lúc này hắn đã là người bình thường, hoàn toàn không còn ưu thế nào khác, tất cả giống như người bình thường, cho nên Lục Lâm Thiên mới biết được loại cảm giác này đau đớn bao nhiêu. Lưỡi đao đâm vào bàn chân, máu tươi lập tức tràn ra, trực tiếp nhuộm đỏ lưỡi đao. A hát! Bàn chân khác của Lục Lâm Thiên đặt xuống, trong miệng lần nữa vang lên tiếng kêu đau đớn, lưỡi đao phía dưới đâm vào chân, máu tươi tràn ra, đau đớn vô cùng. Nhìn qua bậc thang bằng lưỡi đao vạn tầng, Lục Lâm Thiên cắn răng, từng bước đặt chân xuống, mỗi một bước đặt xuống, lưỡi đao trực tiếp đâm vào lòng bàn chân. Lưỡi đao sắc bén vô cùng, loại đau đớn kịch liệt này khiến cho Lục Lâm Thiên khó có thể nhịn được. Sau khi đi được mấy trăm bậc của bậc thang bằng lưỡi đao, đôi chân của Lục Lâm Thiên đã đầm đìa máu tươi, một mảng lớn máu tươi tràn ra, huyết nhục mơ hồ, mỗi một lần lưỡi đao xoẹt qua, máu tươi bắn tứ tung, da thịt bị cắn nát, vô cùng thê thảm. A hát! Lục Lâm Thiên đau đớn kịch liệt kêu lên liên tục, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên thái dương ứa ra, mới mấy trăm bậc thang mà thôi Lục Lâm Thiên đã không có cách nào chịu đựng. Loại đau đớn kịch liệt tới tận tim gan này vốn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Huống chi hiện tại mới có mấy trăm bậc thang mà thôi, bên trên còn có hơn vạn bậc thang bằng lưỡi dao. Tiếp tục, ai cũng không thể ngăn cản được ta. Lục Lâm Thiên cắn răng, bàn chân đã không thể tiếp tục nhấc lên, Lục Lâm Thiên trực tiếp dùng đầu gối quỳ xuống dưới đất, từng bước bước lên, trực tiếp đi lên bậc thang. Đầu gối lập tức cảm thấy đau đớn, cơn đau này còn lớn hơn bàn chân. Thế nhưng Lục Lâm Thiên vẫn cố nén tất cả. Đầu gối da chóc thịt bong, lộ ra xương cốt, sau khi không có cách nào dùng đầu gối đi nữa thì Lục Lâm Thiên mới dừng lại. Mà lúc này hắn mới tổng cộng đi được hơn 1.000 bậc thang bằng lưỡi đao mà thôi, hơn 1.000 bậc thang bằng lưỡi đao sắc bén này đã khiến cho bàn chân và đầu gối Lục Lâm Thiên da chóc thịt bong, máu tươi một đường tràn ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Nếu như là người bình thường có lẽ không thể kiên trì được, sợ rằng đã bị hù dọa chết. Thế nhưng Lục Lâm Thiên vẫn không sợ. Lục Lâm Thiên cắn răng, nhìn bậc thang bằng lưỡi dao sắc bén bên trên, trực tiếp dùng bờ mông ngồi xuống rồi nhảy về phía sau, một đường hướng lên, mỗi một bước đều nhảy lên, máu tươi tràn ra. Mỗi một tầng, mãi đến khi bờ mông chóc ra chóc thịt, Lục Lâm Thiên không thể tiếp tục được nữa mà lại dùng chân, sau đó là đầu gối, tiếp tục là mông, cứ như vậy thay phiên nhau. Cũng không biết qua bao lâu. Hơn 10 thời thần hay là mấy chục thời thần, khi Lục Lâm Thiên đứng trên đỉnh vách núi đá thì nửa người dưới thậm chí chỉ còn lại da chóc, xương trắng, da thịt đều rơi xuống, máu tươi chảy tới khô. Một bậc cuối cùng của bậc thang bằng lưỡi dao sắc bén Lục Lâm Thiên thậm chí còn phải dùng lực lượng toàn thân, dùng tay leo lên. Mà khi Lục Lâm Thiên bò lên bậc thang cuối cùng, vốn hắn tưởng rằng có thể phá vỡ ảo cảnh này, thế nhưng không ngờ thứ chờ đợi Lục Lâm Thiên lại là một biển lửa lớn. Sau vách núi đá này không ngờ lại là một biển lửa cuồn cuộn. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian khiến cho gợn sóng lắc lư, hỏa diễm ngập trời tràn ngập không trung giống như bao phủ cả thiên địa. Chẳng lẽ còn phải vượt qua biển lửa? Đến thời điểm này Lục Lâm Thiên thậm chí còn không tin nơi này là ảo cảnh, đau đớn chân thật tới tận tim gan, giờ phút này bản thân hắn da chóc thịt bong, máu tươi chảy tới khô, tất cả đều vô cùng chân thật, đâu giống như ảo cảnh. Lục Lâm Thiên thậm chí còn hoài nghi, tất cả đều là âm mưu cực lớn do Thiên Đế bố trí, bày kế để cho hắn tự mình nhảy vào trong âm mưu cực lớn này. Thử một lần, Lục Lâm Thiên cắn răng, trực tiếp nhảy vào trong biển lửa cuồn cuộn. Siêu! Nhưng mà vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên vừa mới nhảy vào trong biển lửa đột nhiên đã cảm thấy toàn thân run lên, linh hồn bắt đầu chấn động kịch liệt. Đúng là ảo cảnh sao? Lục Lâm Thiên lập tức mở hai mắt ra. Lúc này hắn mới phát hiện ra tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là ảo cảnh. Lúc này tỉnh lại hắn mới phát hiện ra bản thân mình vẫn đang ở đằng trước đồ án chữ vạn, vẫn được khí tức man hoang, cổ xưa, viễn cổ bao phủ. Ầm ầm. Hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, trong đồ án chữ vạn ở phía dược lập tức có 9 chữ linh, phiêu, thóng, hiệp, giải, tâm, liệt, tề thiện lơ lửng xuất hiện mang theo 9 thanh âm giống như sấm sét vang vọng ở trong cái túi lớn này. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, dưới tiếng sấm rền hung hãn này, 9 chữ lớn linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện trong đồ án chữ vạn trước mặt Lục Lâm Thiên giống như 9 đạo bí văn hiển hiện, mang theo 9 đạo quang trụ sáng chói khuếch tán,
một cỗ năng lượng mênh mông tới cực điểm lan tràn. Giờ phút này ở trong quang mang của chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện này, Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện ra không ngờ chín chữ lớn kia lần nữa xảy ra biến hóa. Chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện đang mở đi, trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra có một chữ to đang hình thành, trực tiếp kết thành thủ ấn. Biến hóa kinh người bực này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc, chín chữ to hóa thành chín đạo thủ ấn đang ngưng kết, mỗi một đạo thủ ấn biến hóa đều có thể dẫn động năng lượng thiên địa, làm cho tim hắn đập nhanh. Ầm ầm. Chín chữ to linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện ở trong quang mang chữ vạn hóa thành một thủ ấn huyền ảo bằng nắm tay, tổng cộng có 9 đạo thủ ấn được kết. Khí tức mênh mông, man hoang, cổ xưa, thê lương trong nháy mắt tuôn ra, giống như dẫn động năng lượng man hoang, thê lương bàng bạc trong cái túi này. Ầm ầm. Lập tức 9 đạo thủ ấn do 9 chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện to ngưng kết ra mang theo thanh âm hung hãn giống như sấm sét trực tiếp dùng tốc độ Lục Lâm Thiên không có cách nào ngăn cản phóng về phía hắn. Chín chữ to hóa thành chí đạo thủ ấn huyền ảo mà phức tạp, quang mang vạn trượng. Siêu siêu. Chín chữ to biến thành chín đạo thủ ấn, mang theo thanh âm hung hãn giống như sấm sét, hung hăng bắn vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Dùng chữ linh làm thủ ấn đầu tiên, 8 chữ phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện còn lại hóa thành 8 đạo thủ ấn huyền ảo theo thứ tự tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. 9 chữ to hóa thành thủ ấn huyền ảo biến mất trong mi tâm Lục Lâm Thiên, linh hồn Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, hai con mắt nhắm lại, cứ như vậy đứng đấy giống như tiến vào trong trạng thái ngủ say vậy. Ông! Một tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, trong quang mang chữ vạn hơn 10 thước kia đột nhiên có một cỗ chấn động kỳ dị lan tràn ra, quang mang tức thì bộc phát, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Khi quang mang của chữ vạn bao phủ toàn bộ thân thể Lục Lâm Thiên, trong sát na này cả quang mang chữ vạn run lên, Lục Lâm Thiên lại trực tiếp khoanh chân ngồi, vô cùng quỷ dị. Vừa vặn ngồi ở giữa quang mang hình chữ vạn. Trong quang mang của đồ án chữ vạn, sau khi Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, quang mang chung quanh lập lòe, phát ra chấn động từng đợt, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi ở bên trong giống như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch, không thể rung chuyển. Không ngờ nhanh như vậy đã tới bước này. Ngay khi Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái giống như lão tăng nhập định, trong một đại điện, người gọi là lão ảnh kinh ngạc không thôi, dường như hoàn toàn vượt quá dự đoán của bản thân hắn, miệng thì thào nói. Để xem cuối cùng ngươi có được nó hay không, xem ra lão nhân gia đã có dự kiến trước, tuyển người như vậy cũng đã có sắp xếp. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đây là nơi nào? Bên người lão ảnh, Tiểu Long dường như bị cấm chế, lúc này đang dùng ánh mắt hung hăng nhìn lão ảnh. Tên tiểu tử nhà ngươi có chút dị số, có thể đạt được phần cơ duyên này hay không ta cũng không quá rõ, đành phải dựa vào vận khí của ngươi vậy. Lão ảnh dứt lời, dường như nhớ tới cái gì đó mà khẽ phất tay một cái. Dường như tìm tòi trong nhẫn chữ vật một hồi, sau đó mới tìm ra vật không cần, hoặc giả đã ném từ lâu, coi như là vật không quan trọng. Một khỏa linh quả màu vàng nhỏ bằng nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay lão giả tập tễnh. Bên trên khỏa linh quả màu vàng này tràn ngập năng lượng kinh người. Một cỗ năng lượng chấn động từ bên trong lan tràn ra, năng lượng nhộn nhạo rung động bên trong khiến cho linh hồn Tiểu Long cũng theo đó run rẩy. Tìm được rồi, tìm được một khỏa linh quả cấp thấp như vậy quả thực không dễ. Nhìn khỏa linh quả màu vàng trong tay, lão ảnh tập tễnh kia mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Tiểu Long nói. Đây là phá giới quả, nể mặt lão đại người ta mới tìm cho ngươi. Có thể đạt được cơ duyên của ngươi hay không phải dựa vào vận khí của ngươi. Lão ảnh dứt lời, trực tiếp nhét linh quả màu vàng vào trong cái miệng của Tiểu Long. Tiểu Long muốn nói gì đó thế nhưng lại bị cấm chế nên nói không nên lời, chỉ có thể nuốt khỏa linh quả màu vàng này vào trong bụng. Ngươi! Khi lão ảnh tập tễnh kia giải cấm chế trên người Tiểu Long còn muốn nói điều gì đó thì không gian trước mặt hắn đột nhiên run lên, lập tức đi vào trong một không gian lạ lẫm. Bên trong tràn ngập khí thức cổ xưa, thê lương. Thời gian từ từ trôi qua, chúng đế tiến vào trong thiên chủng đi ra, ngoài thiên chủng, chúng đế chỉ bồi hồi dừng lại bên ngoài màn sương trắng ngập trời một ít rồi mới rời đi. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế và những người khác đều chờ ở bên ngoài mấy ngày rồi mới quyết định trở về Phi Linh Môn.
Chí Thánh Đại Đế đương nhiên cũng được mọi người mời tới Phi Linh Môn. Thân là sư phụ Lục Lâm Thiên, lại có thực lực, tu vi cường hãn kinh khủng như vậy cũng khiến cho tất cả đế giả, tôn cấp, nhất là trong thời gian chờ mấy ngày kia bu lại. Chí Thánh Đại Đế phát hiện Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều hiểu lực lượng thời gian cho nên mới giảng giải cho hai người không ít về lĩnh ngộ lực lượng thời gian. Chí Thánh Đại Đế chỉ tùy tiện giảng giải, thế nhưng lại khiến cho hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá nhận được lợi ích không nhỏ. Thậm chí so với trước đó, kể cả thời gian mấy chục năm trong thiên trụ giới thì hiện tại chỗ tốt mà hai người nhận được còn lớn hơn nhiều. Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh cùng với mọi người trở lại Phi Linh Môn mới biết được mọi người vào thiên chủng đã được mấy tháng. Mà đám tiểu gia hỏa nhìn thấy mẫu thân quay về đều cao hoan không thôi. Mấy tháng này những tiểu tử này không thấy mẫu thân và phụ thân cho nên thường xuyên khóc kinh thiên động địa. Chỉ khổ Lục Kinh Vân phải chiếu cố chín tiểu gia hỏa. Trên đại lục, những người có tu vi tôn cấp trong các tộc và các thế lực lớn đều nhận định, đã lâu như vậy không thấy đế giả trong môn quay về nhất định đã lành ít dữ nhiều. Mà đế giả các đại hoàng tộc, còn có Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông, Thiên Vân Đảo quay về, trên đời này cũng không có bức tường nào là không lọt gió, tin tức lập tức truyền ra toàn bộ đại lục. Khiến cho không ít người biết sự tồn tại của thiên chủng, đám người có tu vi vương cấp, tôn cấp kinh ngạc không thôi. Mà khi người Thác Bạt hoàng tộc nhìn thấy cường giả trong tộc không quay về mà cường giả trong các tộc khác lại ít nhiều cũng quay về khiến cho bọn họ không nhịn được đi hỏi thăm. Các trưởng lão tự mình tới các tộc hỏi thăm. Lúc này bọn họ mới biết được cường giả đế cấp trong tộc đều đã bị diệt, mà người diệt lại là Lục Lâm Thiên. Các trưởng lão của Thác Bạt hoàng tộc tuy rằng nổi giận, thế nhưng bọn họ lại không là kẻ ngu, hiện tại thực lực của Phi Linh Môn tăng thêm chúng đế giả quay về, người ta không đi tìm bọn họ gây phiền phức thì thôi, bọn họ sao dám đi tìm Phi Linh Môn cơ chứ? Cho nên chỉ có thể chịu đựng, sau đó báo thù. Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc sau khi Chu Loan, Chu Thần Hy, Hổ Tu trở về cả hai tộc dung chuyển, bất an. Có không ít trưởng lão trong hai tộc đem lửa giận chút lên người Độc Cô gia tộc, là Độc Cô Ngạo Vũ kia khống chế lão tổ của hai tộc bọn họ. Trong Phi Linh Môn, không bao lâu, cường giả Lục gia, Thánh Linh giáo, Huyền Vũ hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc tề tụ, thương lượng chuyện của Lục Lâm Thiên, thế nhưng không có ai biết kết quả như thế nào. Cuối cùng bọn họ chỉ biết rõ Lục Lâm Thiên, Tiểu Long tiến vào trong thế giới của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa. Mà Thái Cổ Minh Viêm Hỏa lại thôn vệ Thái Cổ U Viêm Hỏa của Lục Lâm Thiên, cuối cùng dưới sự công kích phong tỏa của Chí Thánh Đại Đế rồi tiến vào trong bình chướng trong không gian kia. Cho nên tình huống cuối cùng không có ai biết được, thế nhưng tất cả mọi người rất lo lắng, dùng thực lực kinh khủng của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa kia, ngay cả Chí Thánh Đại Đế cũng không có cách nào chính thức làm gì được nó. Không biết Lục Lâm Thiên và Tiểu Long có thể làm gì được nó hay không, chuyện này có bao nhiêu phần cơ hội trong lòng mọi người biết rõ. Mà ngay cả Chí Thánh Đại Đế cũng đã nói, bản thân hắn không có cách nào chính thức làm gì được Thái Cổ U Minh Viêm, quả thực Lục Lâm Thiên cũng không nắm chắc được mấy thành, dù sao cũng không nhiều lắm. Cuối cùng chúng cường giả cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng có thể cát nhân thiên tướng. Thời gian giống như cát chảy, bất chi bất giác trôi qua. Khí tức man hoang, thê lương, cổ xưa tràn ngập ra, ở trong cái túi mênh mông này, dưới năng lượng trong đồ án chữ vạn bao phủ. Lục Lâm Thiên vẫn vững như bàn thạch, không thể dung chuyển. Dưới cỗ khí tức cổ xưa, man hoang, thê lương, bộ dáng khoanh chân ngồi của Lục Lâm Thiên giống như đã trải qua ngàn năm, một vạn năm, thậm chí thời gian càng dài, toàn thân còn lộ ra khí tức man hoang, thê lương. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên lại có động tĩnh, hai mắt nhắm chặt, trong tay có từng đạo thủ ấn huyền ảo, phức tạp mang theo đường vòng cung huyền ảo được kết. Cuối cùng sau khi được kết, đạo thủ ấn kia lại đột nhiên lại biến thành chữ linh. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên kết xuất thành chữ linh, cả quang mang chữ vạn kia đột nhiên run lên, trong mi tâm Lục Lâm Thiên đồ án do chữ linh biến thành lập lòe, giống như muốn phóng ra vậy. Ầm ầm. Giờ phút này trên đại lục, kể cả Đông Hải và cổ vực, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai đột nhiên mặt đất run lên, một cỗ khí tức khiến cho tất cả sinh linh trên đại lục này run sợ chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng vô thanh vô tức trở lại bình thường. Thời gian trăm năm, nếu như có thể hoàn thành lĩnh ngộ, trên người tụ tập đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, đại thiên phú, đại tâm cảnh quả thực là thiên tài, đợi lâu như vậy tuyệt đối xứng đáng. Thời gian ngàn năm xem hư miễn cưỡng, 3 năm trước đây trong đại thế giới ít nhất cũng có một chỗ cắm rùi trong đám thanh niên đồng lứa nhân tộc. Nếu như là vạn năm thì cũng lãng phí bảo vật này.
Lục Lâm Thiên tiến vào trong không gian tràn ngập khí tức man hoang thì ngoài thạch thất, lão giả thì thào nói, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong không gian man hoang, cổ xưa, thân ảnh Tiểu Long xuất hiện. Giờ phút này Tiểu Long ngẩng đầu, mắt nhìn không gian phía trước, lúc này trước mắt hắn có bốn thi thể thú tộc khổng lồ đang ở trên không trung, nhìn thấy bốn thi thể thú tộc, ánh mắt Tiểu Long run lên. Bốn cỗ thi thể khổng lồ này theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn bộ thi thể này cũng đặc biệt khổng lồ, khí tức bên trên càng lộ ra khí tức thê lương, cổ xưa, mang hoang. Khí tức này tương liên với thiên địa này, bên trên bốn cỗ thi thể có thiên uy kinh khủng lan tràn ra. Tiểu Long run lên, dưới cỗ khí tức quen thuộc này, nhìn qua thi thể Huyền Vũ và Thanh Long khổng lồ kia, đây nhất định là tổ tiên Thanh Long và Huyền Vũ đời thứ nhất a. Hậu bối trong tộc bái kiến Thanh Long lão tổ, Huyền Vũ lão tổ. Tiểu Long không biết tại sao thi thể tổ tiên đời thứ nhất tại sao lại ở nơi này, thế nhưng hắn lại cung kính hành lễ. Ầm ầm. Tiểu Long hành lễ, cả không gian đột nhiên run lên, thi thể Huyền Vũ và Thanh Long khổng lồ giống như sống lại, hai mắt cực lớn đột nhiên mở ra, khí tức mênh mông, man hoang, cổ xưa lan tràn, khí tức giống như bài sơn hải đảo từ trong cơ thể khuếch tán ra. Ngao ngao. Hai tiếng thú giống, trên thi thể khổng lồ của Thanh Long, Huyền Vũ, trong mi tâm đều có một đạo hư ảnh Thanh Long, Huyền Vũ rít gào. Hai đạo hư ảnh này so với hư ảnh bình thường có chút khác biệt, đều được vô số bí văn rậm rạp, chẳng chịt bao phủ. Bên trong bí văn có rung động không ngừng khiến cho lòng người run run. Xoẹt! Một đạo thanh âm vang vọng, hai đạo hư ảnh Thanh Long, Huyền Vũ lập tức tiến vào trong mi tâm Tiểu Long. Trực tiếp tiến vào trong ấn ký con mắt thứ ba trên trán Tiểu Long rồi biến mất. Trong sát na này toàn thân Tiểu Long run lên, thân thể giống như không còn nằm trong sự khống chế mà lập tức ngồi xuống, tay kết thủ ấn tu luyện, toàn thân được bao phủ trong một vòng quang mang quỷ dị. Quang mang quỷ dị này như là bí văn, bên trong còn có một cỗ khí tức hung hãn mang theo uy của thiên địa, mang hoang, thê lương. Trên đại lục Linh Vũ, cổ vực, một năm sau trong thiên địa xuất hiện dị tượng gió nổi mây phun. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, khí tức khủng bố tràn ngập, kim quang rực rỡ che khuất bầu trời, khí tức sắc bén vô cùng vô tận lan tràn ra. Trên không trung, một đạo thân ảnh cao ngất đang được quang mang màu vàng bao phủ, thân thể lăng không lơ lửng, trên trời xanh có một đạo quang trụ màu vàng giống như thực chất trực tiếp bao phủ lấy thân thể thanh niên này. Người thanh niên này nhắm chặt hai mắt, hai tay mở rộng. Toàn thân được quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén này bao phủ, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình lập tức hội tụ. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, khí tức trên người thiếu niên có thân thể cao ngất kia bắt đầu bình tĩnh trở lại, hai mắt nhắm chặt, thế nhưng trên khuôn mặt đã có uy áp đế giả lan tràn ra. Kinh Vân đột phá thành đế, S trong khoảng thời gian ngắn đột phá thành đế, so với phụ thân nó còn biến thái hơn nhiều a. Thánh thủ linh đế nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt run run. Cảm thán không thôi. Hắn tu luyện mấy ngàn năm, còn từng đột phá thất bại, cuối cùng mới nguy hiểm mà đột phá được. Thế nhưng thiếu niên ở trước mắt hắn lại một đường đột phá không có một chút trở ngại nào. Đối lập như vậy khiến cho khuôn mặt già của hắn có chút xấu hổ. Đây là chỗ tốt của huyết mạch hoàng tộc, có thiên địa chiếu cố cho nên mới có thiên phú và tốc độ tăng trưởng tu vi như vậy, người khác có hâm mộ cũng không có được. Nam Thúc nhìn Lục Kinh Vân. Thế nhưng lại nói với thánh thủ linh đế. Đứa nhỏ Kinh Vân này thoạt nhìn thiên phú còn mạnh hơn phụ thân nó, thế nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, Lâm Thiên mới là người mạnh nhất. Một đường đi tới hiện tại không biết trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, hậu nhân đi theo bước chân của nó đương nhiên sẽ nhanh hơn người khác nhiều, thế nhưng mà đi xa hơn thì lại không bằng được người thứ nhất. Tất cả các đại hoàng tộc hiện tại là ví dụ, sau này Kinh Vân cũng phải tìm một con đường thuộc về bản thân mình. Thánh thủ linh đế không nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước lại quay người nhìn Nam Thúc bên cạnh nói. Một năm đã trôi qua, không biết hiện tại Lâm Thiên thế nào rồi. Tiểu tử này không để cho người khác bớt lo, từ trước tới nay đều phải chờ đợi nó trong lo lắng. Chỉ là trải qua vô số hiểm cảnh nó vẫn có thể bình yên vô sự thoát ra. Lần này tuy rằng không phải bình thường thế nhưng nhất định không có việc gì. Nam Thúc nói. Thánh thủ linh đế nhìn Nam Thúc. Trong mắt rõ ràng cũng tràn ngập sự tin tưởng. Ngoài đình viện tinh xảo, ngọn núi liên miên, một mảnh xanh biếc, gió nhẹ khẽ thổi qua. Trên ngọn núi lúc này có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, một đạo thân ảnh xinh đẹp có mái tóc rũ xuống tận eo, tựa như thác nước màu đen, đùi ngọc thon dài, bờ mông ngạo nghễ,
tư thế vô cùng động lòng người, mà người này không phải là ai khác mà chính là Lăng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, có một ít chuyện có lẽ ngươi cũng đã nghe nói qua. Một đạo thân ảnh xinh đẹp bước lên phía trước rồi đi tới bên người Lăng Thanh Tuyền. Hai mắt như sao, ánh mắt có chút chấn động lộ ra khí chất uy nghiêm khiến cho tim người ta đập thình thịch, thế nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Đương nhiên, hiện tại trên đại lục đều xôn xao về chuyện này, đương nhiên ta cũng có nghe nói qua. Lăng Thanh Tuyền ngẩng đầu, đôi mắt đen biến ảo, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nói. Ta thật không ngờ phụ thân của ta lại là tộc trưởng Độc Cô Hoàng tộc, ta và ngươi lại có quan hệ huyết mạch. Ta cũng thật không ngờ, ngay từ đầu ta không chấp nhận, thậm chí không có cách nào tiếp nhận được các ngươi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lăng Thanh Tuyền, khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp khiến cho cả thiên địa động lòng, vạn vật ảm đạm, thất sắc, trong đôi mắt có chút bất đắc dĩ, miệng nói. Thế nhưng về sau ta lại biết rõ, so với ta, phụ thân còn thiếu nợ các người nhiều hơn. Phụ thân không thiếu nợ chúng ta. Từng sợi tóc sau lưng Lăng Thanh Tuyền tung bay, có cảm giác vũ mị, khóe miệng nở nụ cười mê người, nói. Mặc dù phụ thân đối với ta và ca ca có chút nghiêm khắc, thế nhưng chúng ta đều cảm giác được phụ thân yêu thương chúng ta. Mặc kệ người ngoài nói như thế nào, ta biết người là một người cha tốt, đồng thời cũng là một tộc trưởng xứng đáng của Độc Cô Hoàng tộc. Độc Cô Cảnh Văn nói. Ta cũng thật không ngờ ta và ngươi có lúc lại dùng thân phận như vậy gặp mặt nhau. Lăng Thanh Tuyền nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói, nhị nữ đứng đó đều giống như tiên tử trên tín tầng trời, lạnh lẽo, uy nghiêm, thế nhưng vẫn động lòng người vô cùng. Du Thược sao rồi? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lăng Thanh Tuyền thật lâu rồi mới khẽ than nói. Nó đã không còn trách hắn nữa, hy vọng có thể tiêu tan a. Tất cả chuyện này đều tại ta. Lăng Thanh Tuyền quay đầu lại nhìn bóng lưng thiếu nữ đang đứng với Lục Kinh Vân ở phía xa, trong mắt có chút chấn động. Ta đã nói qua với tộc trưởng và trưởng lão trong tộc, các trưởng lão Độc Cô gia tộc chúng ta đều hy vọng các ngươi có thể trở về, nhận tổ quy tông. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lăng Thanh Tuyền mở miệng cười cười nói. Ta nghĩ hiện tại ta còn chưa thể trở về nhanh như vậy được. Ta cần chút thời gian, cho dù là ngươi, theo lý mà nói, có lẽ ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Thế nhưng hiện tại ta thực sự không có cách nào thốt lên được hai từ này. Bảo ta gọi ngươi hai chữ muội muội, trong lòng ta cũng có chút cảm giác khó tả. Độc Cô Cảnh Văn nói, nhị nữ nhìn nhau, sau đó lập tức mỉm cười. Đúng rồi, trưởng lão Lục gia, còn có phụ mẫu đều hy vọng ngươi có thể trở về, mang theo Du Thực trở về, bằng không lần sau bọn họ sẽ tự mình tới tìm các ngươi. Độc Cô Cảnh Văn nói, Lục gia. Lăng Thanh Tuyền gật đầu. Chậm rãi cười nói. Không có hắn ta đi tới Lục gia làm gì. Thời gian lần nữa trôi qua, trong vân nang vô biên tràn ngập khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương. Lục Lâm Thiên ở trong quang mang chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư ngưng tụ thành vẫn vững như bàn thạch, không thể dung chuyển, trên người còn phát ra một cỗ khí tức man hoang, thê lương, từng đạo thủ ấn trong tay được kết, không ngừng kéo theo từng đường vòng cung phức tạp mà huyền ảo. Âm âm. Giờ phút này cả đại lục Linh Vũ đang yên tĩnh, mặt đất đột nhiên lần nữa run lên, tất cả sinh linh trên đại lục đều cảm nhận có một cỗ khí đáng sợ, khiến cho tất cả run rẩy, lại không có cách nào hình dung ra được chợt lóe, sau đó lại vô thanh vô tức biến mất. Trên đại lục Linh Vũ, cũng không biết từ khi nào, đột nhiên có một ngày tất cả linh giả và vũ giả dần dần phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh ngạc, phương diện tu luyện của mình xảy ra biến hóa cực lớn. Giống như đột nhiên năng lượng trong thiên địa này lại đột nhiên tăng cường vậy. Trong những hạp gốc, ngọn núi thích hợp tu luyện kia đột nhiên có một ngày vũ giả và linh giả phát hiện ra có năng lượng tuôn ra. Linh mạch thiên địa vốn khô héo trên đại lục lần nữa tràn ngập năng lượng thiên địa. Thời gian lần nữa trôi qua, mỗi một vũ giả và linh giả trên đại lục Linh Vũ đều có thể cảm nhận được biến hóa bực này, dường như tốc độ tăng trưởng tu vi của bản thân càng lúc càng nhanh, đối với năng lượng thiên địa càng lúc lĩnh ngộ càng nhanh. Trước kia có rất nhiều nút cổ trai trên phương diện lĩnh ngộ vào lúc này trong lúc bất chi bất giác lại được thông suốt, không có một chút trở ngại nào. Trong Linh Hoàng Nhai và Tổ Yêu Lâm, cơ hồ tất cả yêu thú, linh thú đều cảm nhận được biến hóa mực này, đặc biệt là không ít dã thú đột nhiên có một ngày phát hiện ra mình biến thành linh thú và yêu thú. Những biến hóa này tứ đại thú hoàng tộc cũng lập tức biết được, mà chúng cường giả yêu thú, linh thú của tứ hoàng tộc đã sớm cảm giác được biến hóa trong thiên địa. Trên đại lục này có không ít trẻ con vừa mới sinh ra, vừa mới ra đời được kiểm tra thể chất,
tất cả đều có thể tu luyện, trong dân chúng bình dân vốn không có khả năng sinh ra huyết mạch vũ giả và linh giả, dưới tình huống bình thường mà nói, đứa trẻ sinh ra, trong 1.000 người có một người mới có thể vũ giả và linh giả đã là không tồi rồi, tối đa có 2 người có cơ hội trở thành vũ giả, linh giả, có hơn 3 thì đã là kỳ tích rồi. Lúc này có người lại hiểu chuyện thống kê, hiện tại trẻ con do bình dân sinh ra, trong 1.000 đứa trẻ ít nhất có 500 đứa trẻ có cơ hội trở thành vũ giả và linh giả. Loại biến hóa này khiến cho người ta khiếp sợ, đối với người bình thường mà nói thì bọn họ cao hứng và hưng phấn. Đối với cường giả các thế lực đỉnh tiêm mà nói, loại biến hóa quỷ dị này khiến cho chúng cường giả nghi hoặc không thôi. Mà mỗi khi cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, run sợ không hiểu cùng với mặt đất run rẩy chợt lóe lên rồi biến mất, biến hóa trong thiên địa này cũng càng lúc càng lớn. Cho tới hiện tại, suốt 3 năm dòng đã xảy ra 6 lần thiên địa run rẩy. Chúng cường giả kinh ngạc, không biết trong thiên địa này xảy ra biến cố gì hay không, thế nhưng bọn họ lại lặng lẽ tu luyện, mau chóng đề cao thực lực của bản thân. Coi như sau đó có biến cố lớn thì cũng có thực lực ứng phó. Ầm ầm. Năm thứ 309 tháng trong thiên địa xuất hiện lần run rẩy thứ 7, cỗ khí tức không hiểu kia càng khiến cho người ta run sợ, cũng khiến cho tất cả mọi người càng kinh ngạc và bất an. Mà lập tức, tất cả vũ giả và linh giả lại lần nữa phát hiện ra, năng lượng thiên địa trên đại lục lại lần nữa nồng đậm, cơ hồ tốc độ tu luyện của tất cả vũ giả, linh giả đều vô cùng nhanh chóng, dễ dàng càng thêm dễ dàng một chút. Giống như trong tối tăm có thần linh dẫn đường vậy. Trên đại lục này, ở trong một ít nơi thâm sơn cùng cốc bắt đầu xuất hiện không ít linh dược giống như kỳ tích. Thậm chí còn có rất nhiều linh dược khó gặp, lúc này lại tùy ý nhìn thấy được. Năm thứ 407 tháng, trong thiên địa lần nữa rung động lần thứ 8, lần này cỗ khí tức khiến cho mọi người run sợ không hiểu lại càng khiến cho tất cả mọi người run sợ. Chỉ là biến hóa trong thiên địa này lại một lần nữa tăng lên. Có thể nói trước kia ở trong một ít sơn môn có một ít người thiên thú như đám người Dương Diệu đã tốt lắm rồi. Thế nhưng hiện tại chỉ là bình thường, hoặc là nói không kém mà thôi. Mà đệ tử thiên phú mạnh mẽ khi trước thì hiện tại lại càng cường hãn. Không có ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đại bộ phận người mừng rỡ không thôi. Trong lòng cường giả đỉnh cấp lại bất an, thế nhưng lại tiếp tục tu luyện, nhanh chóng nhận được chỗ tốt lớn nhất từ thiên địa biến hóa. Trong thời gian 5 năm, trong khoảng thời gian ngắn này, trên đại lục, dưới sự biến hóa của thiên địa này có không ít người có tu vi tôn cấp đạt được chỗ tốt cực lớn. Trong thời gian 5 năm, sau lục kinh vân của lục gia thành đế xong, Du Thực được mọi người gọi là lục Du Thực cũng không có một chút trở ngại nào mà cũng thành đế. Ngay sau đó, Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt thành đế. Trong phi linh môn, người được gọi là sư huynh của ngũ hành đại đế lục Lâm Thiên cũng trở thành đế giả. Sau đó là đám người cực lạc tam quỷ. Thiên địa nhị lão cũng đột phá khiến cho phi linh môn thoáng cái có một đống lớn đế giả. Mà vẫn còn chưa hết, ngay khi thiên địa nhị lão đột phá đế giả, tòa kỵ thiên sĩ tuyết sư của ngũ hành đại đế cũng đột phá thành đế, hiện tại cả đại lục nhìn thấy phi linh môn thì trốn từ xa, không ai dám trêu chọc. Trong các đại hoàng tộc, thú hoàng tộc cũng có cường giả mới tấn cấp thành đế. Tóm lại biến hóa trong thiên địa mang tới chỗ tốt cực lớn cho tất cả mọi người. Tu luyện giả. Bất kể là linh giả hay vũ giả, yêu thú hay là linh thú đều có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Trong thời gian 5 năm này, đám tiểu gia hỏa nhà Lục Lâm Thiên cũng đã được 7 tuổi, cả đám đều là thiên kiêu chi tử, có thể đi ngang phi linh môn. Cho dù ở trên đại lục cũng không có ai dám trêu vào mấy tiểu bất điểm này, sợ rằng có người trêu chọc mấy tiểu gia hỏa này thì không cần mấy thế lực khủng bố, to lớn sau lưng mấy tiểu gia hỏa ra tay mà đã trực tiếp bị Lục Kinh Vân được người ta gọi là linh vũ tả đế tiêu diệt. Người trên đại lục cũng biết, đại ca của 9 tiểu gia hỏa này chính là đế giả, còn không phải là đế giả bình thường. Vốn người phi linh môn cho rằng Lục Kinh Vân khi còn bé đã tinh nghịch lắm rồi, thế nhưng hiện tại mọi người mới biết được, 9 tiểu gia hỏa này tụ tập lại một chỗ càng thêm kinh khủng, quả thực như muốn lật tung phi linh môn lên vậy. Thế nhưng 9 tiểu gia hỏa này lại rất được Chí Thánh Đại Đế yêu thương, mỗi một tiếng ra ra khiến cho xương cốt Chí Thánh Đại Đế như mềm nhũn. 9 tiểu gia hỏa cũng nhận được không ít chỗ tốt từ trong tay Chí Thánh Đại Đế, đồng thời Chí Thánh Đại Đế còn sung phong nhận việc đốc thúc đám tiểu gia hỏa tu luyện. Có Chí Thánh Đại Đế tự mình chỉ đạo, đám người Nam Thúc, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đương nhiên còn cầu không được, cả đám vui vẻ, nhẹ nhõm không thôi. Huống chi hiện tại đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đều đang đợi, không có quá nhiều tâm tư trông coi đám tiểu gia hỏa tu luyện.
Thiên phú tu luyện của chín tiểu gia hỏa đương nhiên không cần phải nói, nếu không phải Chí Thánh Đại Đế ngại bối phận sợ rằng đã sớm thu chín tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Lúc này sợ rằng đã hận không thể sớm trực tiếp thu chín tiểu gia hỏa vào làm môn hạ. Chúng nữ, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ngoại trừ lúc bế quan ra thì mỗi ngày đều chờ mong bỗng nhiên có một ngày đạo thân ảnh quen thuộc kia có thể xuất hiện trước mắt các nàng. Cho dù mỗi một lần trước khi bế quan chúng nữ đều nghĩ tới việc sau khi xuất quan, đạo thân ảnh quen thuộc kia có lẽ đã xuất hiện trước mặt chúng nữ. Không có ai biết, lúc này trong vân nang bao na mênh mông kia, Lục Lâm Thiên đang vững như bàn thạch, khoanh chân ngồi trong quang mang chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư tạo ra. Lục Lâm Thiên kết ra từng đạo thủ ấn phức tạp, từng đường vòng cung huyền ảo xuất hiện, mỗi một đường vòng cung huyền ảo đều có thể dẫn động khí tức thê lương, cổ xưa, mang hoang mênh mông trong vân nang. Tại một nơi khác trong không gian, bên trong hai ngọn núi cao Vepsilon T trong mây, năng lượng thiên địa cuồn cuộn, chung quanh tràn ngập một cỗ uy áp cực lớn, gợn sóng trong không gian bị gạt ra, hội tụ thành một ao nước bằng năng lượng khổng lồ, bên trên có sương mù màu trắng bao phủ, giống như tất cả năng lượng thiên địa trong thế giới này đều ở nơi này vậy. Trên hồ nước bằng năng lượng khổng lồ, không ít phũ linh thánh quả treo lơ lửng ở bên trên, năng lượng nồng đậm trong linh quả lan tràn. Lúc này có một đạo thân ảnh tập tễnh xuất hiện trên ngọn núi, người này chính là thiên đế gọi là Lão Ảnh. Ánh mắt Lão Ảnh khẽ đổi, cúi đầu nhìn qua hồ nước bằng năng lượng khổng lồ, thân ảnh lóe lên, gợn sóng trong không gian trước người nhoáng lên, thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Mà khi thân ảnh Lão Ảnh một lần nữa xuất hiện đã ở bên ngoài đại điện sừng sững, giống như từ dưới mặt đất ngoi lên rồi xuyên thẳng về phía chân trời. Lão Ảnh lăng không mà đứng, chung quanh bị sương mù dày đặc bao phủ, thân thể mơ mơ hồ hồ như ẩn như hiện, hai mắt tựa như trăng sáng, ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao thoáng hiện trên bầu trời, mấy ngôi sao trước mắt hắn lúc này đã bắt đầu biến hóa không nhỏ, sắc mặt hắn kinh ngạc, rung động nói. Vật đổi sao rời, thiên địa lệch vị trí, đã có biến hóa, đang biến hóa. Trong quang mang chữ vạn, hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Không có ai biết được, giờ phút này trong đầu Lục Lâm Thiên, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, trong mấy năm này, trên kim đao màu vàng của hắn luôn có đao mang màu vàng lan tràn ra. Dưới đao mang màu vàng này, lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên, bí văn chín chữ linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện dưới đao mang rực rỡ chiếu sáng vây quanh tiểu hồn anh rồi xoay tròn không ngừng. Đao mang màu vàng cùng với bí văn chín chữ to kia dường như có mối liên hệ. Trong chín chữ to bằng bí văn này phóng ra một cỗ tin tức và hư ảnh, Lục Lâm Thiên đang nhận được chỗ tốt cực lớn từ trong những tin tức cùng với hư ảnh này. Lục Lâm Thiên cảm giác lúc này hắn đang ở trong hư vô và vũ trụ mênh mông, đang ngao du dưới hư không thâm thúy, lẳng lặng cảm ngộ thiên địa này, vũ trụ này. Tất cả biến hóa của vạn vật trong thiên địa bỗng nhiên hắn cũng có thể đốn ngộ, giống như đang ngao du trong năng lượng thuộc tính thiên địa vậy, hợp thành một thể với năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Dưới loại lĩnh ngộ này, Lục Lâm Thiên biết rõ bản thân mình xảy ra biến hóa cực lớn, giống như trong lúc bất chi bất giác hắn đã biết rõ không ít ảo diệu trong năng lượng thiên địa, có một cách nhìn hoàn toàn mới đối với vạn vật. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Lâm Thiên vốn bị khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương bao phủ, mà lúc này trên người Lục Lâm Thiên đã có khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương từ bên trong cơ thể hắn tràn ra. Khi tới năm thứ 608 tháng, sau khi tay Lục Lâm Thiên đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo cùng với đường vòng cung phức tạp, từng đạo thủ ấn này đột nhiên hóa thành vô số bí văn rồi ngưng tụ thành chữ thiện. Sau khi Lục Lâm Thiên kết xuất ra chữ thiện này, cả quang mang chữ vạn đột nhiên run rẩy không ngớt. Ầm ầm. Lúc này trong mi tâm Lục Lâm Thiên trực tiếp có đồ án bí văn chữ thiện lập lòe hiển hiện. Ầm ầm. Mặt đất trên đại lục Linh Vũ yên tĩnh đột nhiên run rẩy, lần run rẩy này không chỉ có một lần, mà liên tục run rẩy. Mỗi cỗ khí tức khiến cho tất cả sinh linh trên đại lục run sợ bắt đầu lan tràn ra. Khí tức này từ trong hư không, từ dưới mặt đất thẩm thấu ra, khí tức này không thấy tung tích, không thấy hình bóng, không có bất kỳ chấn động nào, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được, không chỗ nào là không có. Khi đạo thủ ấn cuối cùng được kết, chữ thiện trong mi tâm Lục Lâm Thiên lập lòe, sau đó tức thì biến mất không thấy gì nữa. Đồ án chữ vạn hơn 10 thước bao phủ Lục Lâm Thiên run rẩy. Trong khoảnh khắc bộc phát ra quang mang chói mắt, giờ phút này Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi vững như bàn thạch, tuy rằng giống như lão tăng nhập định,
bất động không có một chút dao động nào, thế nhưng trong cơ thể lại bắt đầu có khí tức bành trướng truyền ra, linh hồn trong đầu chấn động. Siêu siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong cơ thể và trong đầu Lục Lâm Thiên đều truyền ra chấn động, mà theo đó, đồ án chữ vạn quanh thân dường như sinh ra sự cộng minh nào đó với Lục Lâm Thiên mà nhanh chóng chấn động không ngừng. Ngay lúc đó, trong vầng nàng mênh mông bao la này, khí tức man hoang, thê lương, cổ xưa cuồn cuộn kia run rẩy không ngớt, khí tức lập tức chen chúc, bị quang mang hình chữ vạn kia thôn phệ, sau đó rót vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Những khí tức này tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, quang mang hình chữ vạn không ngừng xoay tròn khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy hoa mắt. Mà lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên, dưới sự chiếu rọi của kim đao màu vàng, chín chữ to bằng bí văn cũng không ngừng xoay tròn. Ông! Ngay lúc này, kim đao màu vàng đột nhiên run lên, phát ra một tiếng sấm minh, trong giây lát, trong quang mang màu vàng có một đạo kim quang trực tiếp rơi vào trên người tiểu hồn anh, sau đó lập tức hóa thành một cỗ tin tức cực lớn. Thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoang, thời gian lưu chuyển, không gian không nơi nào yên ổn, tuế nguyệt mênh mông, trong hỗn độn vũ trụ được sinh ra, sau đó là trăng sao, mặt trời, cùng với thổ thủy hỏa phong. Cỗ quang mang mà vàng này trực tiếp từ trong kim đao màu vàng tuôn ra, hóa thành một cỗ tin tức cực lớn tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, mà giờ phút này Lục Lâm Thiên mới kinh ngạc biết rõ một ít tin tức khiến cho hắn rung động. Tin tức này so với số tin tức mà Lục Lâm Thiên biết được trong miệng lão ảnh còn nhiều hơn và kỹ càng hơn. Trong cỗ tin tức này Lục Lâm Thiên biết được, trong thiên địa hỗn độn, khi vũ trụ được khai mở, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, không có thời gian và không gian, cũng không có trăng sao cùng với năng lượng thiên địa. Trải qua vô số tuế nguyệt, đột nhiên có một ngày chôn trời đất này hỗn độn bị phá vỡ, thời gian và không gian xuất hiện, trăng sao được ngưng tụ, trong thiên địa này cũng có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Thời gian và không gian xuất hiện, thời gian trôi qua, trong thiên địa mênh mông này bắt đầu xuất hiện vô số thế giới, những thế giới này đều có vết tích tương liên với nhau, giống như nói cách mà không cách, không cách mà lại cách. Dưới năng lượng thiên địa mênh mông, có thời gian làm trật tự, không gian tìm được vị trí, vũ trụ ổn định, thời không hình thành, trong thiên địa này rốt cuộc cũng hình thành tam thiên thế giới. Trong thời gian mênh mông, trong tam thiên thế giới bắt đầu dần dần thai nghén ra sinh mệnh, thai nghén ra các loại chủng tộc, những sinh mệnh này có không ít người có đại trí tuệ, các đại năng lợi dụng năng lượng thiên địa tu luyện, cuối cùng đạt được cơ duyên trong 3.000 sinh linh rồi khống chế 3.000 thế giới. 3.000 thế giới này có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, cuối cùng là đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới hoàn toàn là do 3.000 thế giới xuất hiện đầu tiên kia. Hiện tại 3.000 đại thiên thế giới trong thiên địa mênh mông đều đến từ 3.000 tiểu thế giới khi trước. 3.000 tiểu thế giới vừa mới xuất hiện lúc trước cũng được gọi là 3.000 thế giới hỗn độn. 3.000 thế giới này xuất hiện đầu tiên trong thiên địa mênh mông, đến từ hỗn độn. Đồn rằng chỉ có 3.000 thế giới hỗn độn mới có thế giới chi nguyên, tất cả thế giới khác đều là thế giới mới hình thành sau 3.000 thế giới hỗn độn, cho nên chỉ có 3.000 thế giới hỗn độn mới có thế giới chi nguyên. 3.000 sinh linh lúc trước đạt được cơ duyên chính là thế giới chi nguyên, đạt được thế giới chi nguyên là có thể khống chế một phương thế giới, tương liên với thế giới, khống chế vạn vật trên thế giới. Từ tin tức trong đao mang màu vàng Lục Lâm Thiên mới biết được, thứ mà hắn đang luyện hóa là thế giới chi nguyên của một thế giới hỗn độn. Thế giới chi nguyên chính là vật quan trọng nhất của thế giới hỗn độn, tương đương với hồn anh của vũ giả và linh giả, sau khi luyện hóa thế giới chi nguyên này sau. Cả phương thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay, chính thức có thể ngao du đại lục. Hiện tại Lục Lâm Thiên mới biết được, hắn luyện hóa thế giới chi nguyên, chín bản vô tự thiên thư này chính là thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên do vô số năng lượng ngưng tụ, ẩn chứa tất cả áo nghĩa, huyền diệu của thiên địa, vũ trụ, là chín áo nghĩa cổ đại. Chín áo nghĩa cổ đại, khi Lục Lâm Thiên luyện hóa chín bí văn do chín bản vô tự thiên thư linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt. Tề, thiện biến thành thì hắn đã biết được. Trên chín đạo bí văn do chín bản vô tự thiên thư linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện biến thành ẩn chứa chín đại áo nghĩa cổ đại, trong bí văn chữ linh của vô tự thiên thư ẩn chứa áo nghĩa bất động và chủ động, trong bí văn chữ tiêu của vô tự thiên thư lại ẩn chứa áo nghĩa tốc độ năng lượng. Trong bản vô tự thiên thư chữ tiêu ẩn chứa áo nghĩa cộng minh với thiên địa, áo nghĩa chiến đấu, dũng mãnh quả cảm. Trong bản vô tự thiên thư chữ hiệp ẩn chứa áo nghĩa phục nguyên, chi phối, khống chế vạn vật.
Bên trong bản vô tự thiên thư chữ giải là ẩn chứa áo nghĩa cảm ứng vạn vật, nhìn rõ vạn vật. Trong bản vô tự thiên thư chữ liệt ẩn chứa áo nghĩa lực lượng thời không. Trong vô tự thiên thư chữ tề ẩn chứa áo nghĩa bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Cuối cùng trong bản vô tự thiên thư chữ tiền ẩn chứa áo nghĩa siêu việt vạn vật, tâm thiện, vạn hóa minh hợp. Chín bản vô tự thiên thư, chín đại áo nghĩa cổ đại, đương nhiên trong thế giới chi nguyên còn có vô số áo nghĩa khác, chỉ là chín đại áo nghĩa này lại là chủ yếu. Chí chữ to linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện bằng bí văn đại biểu cho chín đại áo nghĩa cổ đại cùng với tất cả áo nghĩa trong thế giới chi nguyên. Giờ phút này giống như tất cả đang đánh một đạo lạc ấn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên vậy. Đối với chín đại áo nghĩa cổ đại này, trước đó đã thấm sâu vào trong người Lục Lâm Thiên, hắn đã thấu hiểu rất rõ, lúc trước ở trong mấy bản vô tự thiên thư kia đều có một không gian kỳ diệu, đều có tác dụng cực lớn với lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên nhớ rõ không gian trong bản vô tự thiên thư chữ thiền có thể làm tăng không ít linh hồn lực, mà bên trong đó ẩn chứa áo nghĩa siêu việt vạn vật, vạn hóa minh hợp. Mà không gian mà bản vô tự thiên thư chữ tề mang hắn vào có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong kia có thể hòa tan vào làm một thể với năng lượng thuộc tính trong cơ thể hắn. Có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, mà đây là bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong đầu tiên trong thiên địa. Không gian do bản vô tự thiên thư chữ linh dẫn vào lại có chỗ tốt cực lớn với tâm CN, khiến cho tâm cảnh hắn càng ngày càng vững vàng, đồng thời có thể làm cho ý thức hắn tăng cường. Nói ngắn gọn một chút là có thể tăng cường tâm cảnh, hiện tại Lục Lâm Thiên cũng biết rõ bên trong nó ẩn chứa áo nghĩa bất động hoặc chủ động. Thứ dễ hiểu nhất mà Lục Lâm Thiên cũng dung hợp nhanh nhất chính là bản vô tự thiên thư chữ liệt, không gian bên trong bản vô tự thiên thư chữ liệt này ẩn chứa lực lượng thời không và lực lượng không Jina. Lúc trước chính ở trong này Lục Lâm Thiên đã lĩnh ngộ ra được lực lượng thời không. Đó chính là áo nghĩa lực lượng thời không. Tóm lại bên trong thế giới chi nguyên này có vô số áo nghĩa, trong đó có 9 áo nghĩa cổ đại, đều huyền ảo, phức tạp vô cùng. Giờ phút này trong đầu Lục Lâm Thiên, dưới kim quang màu vàng kia, 9 chữ linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiền to lớn nhanh chóng xoay tròn. Khi kim quang tiêu tán trong tiểu hồn anh thì 9 chữ to bằng bí văn ngày cũng giống như lạc ấn. Rung động một hồi rồi trực tiếp tiến vào trong tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên. Từng chữ to bằng bí văn rơi vào trong tiểu hồn anh run lên, trong lúc vô hình dường như tương liên với không gian chung quanh, kết nối với một mảnh hư không mênh mông. Mỗi một chữ to bằng bí văn đánh vào trong tiểu hồn na, tâm thần kết nối với hư không càng ngày càng bao la, mênh mông. Siêu. Khi chữ thiền to bằng bí văn rơi vào trong tiểu hồn anh, trên tiểu hồn anh lập tức có quang mang lan tràn. Khí tức lê thương cổ xưa từ trong tiểu hồn anh lan tràn ra. Cùng một thời gian, trên tiểu hồn anh Lục Lâm Thiên truyền ra một cỗ năng lượng khủng bố ngập trời, khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ vô hạn, giống như đột nhiên có sinh mạng vậy, giống như được gột rửa, mỗi một lần năng lượng chấn động đều giống như trái tim đang nhảy nhót. Ầm ầm. Cũng vào giờ phút này, trên đại lục Linh Vũ vốn là đang đầu mùa hè, bầu trời vạn dặm không có mấy, ánh nắng chói chang, trong giây lát cả thiên địa bỗng nhiên ảm đạm. Trên trời xanh, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, ngôi sao di chuyển tựa như có ngôi sao muốn rớt xuống mặt đất vậy. Trên đại lục Linh Vũ, chỉ một thoáng cả hải vực cuồn cuộn, sóng biển bỗng nhiên dâng cao, cuồng phong rít gào. Siêu siêu, tất cả cường giả trên đại lục lập tức xuất hiện, lăng không mà đứng, một cỗ khí thức khurung bố đang từ trong hư không, mặt đất không ngừng tràn ra. Lúc này tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm thấy tim đập nhanh, tim đập rộn lên. Có người lại cảm giác tim ngừng đập, chân khí, linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Thiên địa lờ mờ, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, từng ngôi sao như rơi xuống, giờ phút này vô số sinh linh ở khắp nơi trên đại lục Linh Vũ đều nhìn thấy một màn này, tất cả đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Ầm ầm, mặt đất nổ vang, trên không trung vang lên tiếng sấm hung hãn, trong mặt đất dường như có thứ gì tỉnh lại, tiếng ầm vang từ trong lòng đất không ngừng vang vọng. Giống như có thiên quân vạn mã đang chạy, muốn từ trong lòng đất lao nhanh ra vậy. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng, dị tượng xuất hiện trong thiên địa. Trong tổ yêu lâm ở phía nam, linh hoàng nhai ở phía bắc vạn thú rít gào, bắt đầu phủ phục trên mặt đất. Dã thú, yêu thú, linh thú đều không có ngoại lệ nào. Coi như là trong thanh long hoàng tộc, chu tước hoàng tộc, huyền vũ hoàng tộc,
Bạch hổ hoàng tộc cũng không có một chút phản kháng nào, thân thể không nằm trong sự khống chế mà lập tức hóa thành bản thể khổng lồ phủ phục trên mặt đất. Cổ vực, đại lục linh vũ, Đông Hải, mặt đất nổ vang, sơn mạch rung động, tiếng sấm vang vọng không ngừng trong không trung. Cả hải vực cuồn cuộn, sóng biển không ngừng lan tràn ra chung quanh. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống mặt đất, không ai dám đứng thẳng, tất cả mọi người đều chịu thiên uy, thân thể không nằm trong sự khống chế, không có bất kỳ ai có thể chống lại, trong tất cả các đại hoàng tộc, dưới thiên uy minh mông cuồn cuộn này không ai không quỳ rạp xuống mặt đất, không ai dám sinh lòng phản kháng trong lòng. Một lát sau, chúng đế giả đều không có ai chống lại được thiên uy minh mông cuồn cuộn này, tất cả quỳ rạp xuống mặt đất, trên trời cao không ngừng vang lên tiếng sấm. Trên đại lục lúc này chỉ có một đạo thân ảnh hùng vĩ đạp không mà đứng trên hậu sơn phi linh môn, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung rung động không thôi. Thiên uy mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc trong thiên địa này xảy ra biến cố gì? Tại sao lại khủng bố như thế? Đạo thân ảnh hùng vĩ này nhìn dị tượng trên trời cao rồi lẩm bẩm nói. Đạo thân ảnh này chính là Chí Thánh Đại Đế, cả đại lục linh vũ hiện tại trừ Chí Thánh Đại Đế ra thì không có người nào dẫy dụa khỏi thiên uy minh mông cuồn cuộn. Thế nhưng coi như là Chí Thánh Đại Đế thì lúc này cũng chỉ miễn cưỡng chịu đựng mà thôi. Trong thiên địa, tại một hải vực minh mông trong hiên địa, trên đại lục bao la có một tòa đại điện sừng sững ở phía chân trời, giống như cự long ngẩng đầu, trên đại điện có vô số ngôi sao tràn ngập, lúc này bên trên có một đạo thân ảnh tập tễnh đạp không mà đứng, lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian. Trong thời gian trăm năm có thể lĩnh ngộ thành công là coi như có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ. Đại thiên phú, đại tâm cảnh tụ tập lại thành một thiên tài. Trong thời gian ngàn năm thì coi như có thể vượt qua kiểm tra, thế nhưng mới chỉ có 6 năm 8 tháng. Trong vòng 6 năm 8 tháng, thiên phú bực này cũng vượt quá dự đoán trước đó của lão nhân gia a. Xem ra kế hoạch cần phải sửa lại. Lão ảnh đạp không mà đứng, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Siêu! Cả đại lục linh vũ bắt đầu lan tràn ra năng lượng chấn động cực kỳ đáng sợ, mặt đất run rẩy không ngớt. Không ai có thể cảm giác được lúc này cả đại lục linh vũ bắt đầu có một cỗ hấp lực tràn ra, cỗ hấp lực này đang nhanh chóng thu hút năng lượng thiên địa vô hình trên không trung hội tụ tới. Vô số năng lượng thiên địa rậm rạp, chẳng chỉ từ bốn phương tám hướng trên không trung kéo tới, tụ tập lại trong thế giới này, rồi quanh quẩn trên núi, sông, sơn mạch, hải vực, lặng lẽ thẩm thấu vào trong thế giới này, khiến cho năng lượng trong thế giới này ngày càng đầy đủ. Cả thế giới này cũng giống như thức tỉnh. Lặng lẽ xảy ra biến hóa cực lớn, chỉ là loại biến hóa này còn chưa có ai có thể cảm giác được. Trong vân nang minh mông, lúc này Lục Lâm Thiên ở trong quang mang chữ vạn, toàn thân đang cắn nuốt năng lượng cuồn cuộn hội tụ tới không dứt, khí tức chấn động, quang mang đại thịnh, khí tức trên thân thể trong chốc lát tăng vọt. Loại tăng vọt này rợn cả người, hơn nữa là linh vũ trực tiếp tăng vọt. Linh đế tam trọng, linh đế tứ trọng, linh đế ngũ trọng, linh đế lục trọng. Vũ đế lục trọng. Vũ đế thất trọng, toàn thân Lục Lâm Thiên cắn nuốt năng lượng trong quang mang chữ vạn lại cắn nuốt năng lượng cực lớn trong vân nang. Trong vân nang cực lớn tràn ngập khí tức man hoang, cổ xưa, thê lương, vô số khí tức lúc này chen chúc nhau hội tụ tới, không ngừng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong quang mang chữ vạn. Toàn thân Lục Lâm Thiên được quang mang bao phủ, mỗi một lỗ chân lông đều đang cắn nuốt năng lượng cực lớn, âm dương linh vũ quyết trong cơ thể tự động vận chuyển, trực tiếp thôn phệ. Luyện hóa sạch sẽ cỗ năng lượng minh mông nào tiến vào trong cơ thể. Dưới loại khí tức tăng vọt, cả vân nang run rẩy, năng lượng minh mông cuồn cuộn không dứt rót vào bên trong, cùng lúc, khí tức thê lương, man hoang, cổ xưa khủng bố tràn ngập phiến không gian này. Ầm ầm. Khi Lục Lâm Thiên đột phá tới Vũ Đế bát trọng, cả vân nang run rẩy rít gào, chung quanh đồ án chữ vạn đã có một vòng xoáy bằng năng lượng minh mông. Năng lượng phô thiên cái địa dường như bị một loại lực lượng nào dẫn dắt không ngừng rót vào bên trong quang mang chữ vạn, năng lượng cuồn cuộn không dứt, khiến cho khí tức trên người Lục Lâm Thiên nhanh chóng kéo lên. Những năng lượng này rót vào trên người Lục Lâm Thiên, cũng không biết là nguyên nhân gì, Lục Lâm Thiên lại có cảm giác giống như đang thu về năng lua ung chân khí trong cơ thể. Sau khi những năng lượng thiên địa này tiến vào trong cơ thể hắn, cơ hồ có thể nói âm dương linh vũ quyết gần như không cần luyện hóa là đám năng lượng thiên địa này có thể trực tiếp hóa thành chân khí và linh lực. Năng lượng minh mông rót vào, không ngừng cuồn cuộn rót vào trong quang mang chữ vạn, cuối cùng đều rót vào người Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi, thân thể vững như bàn thạch trong chữ vạn. Dưới cỗ khí tức minh mông, man hoang, thê lương,
cổ xưa kia, giờ phút này quanh thân Lục Lâm Thiên tràn ngập quang mang, từ phía xa nhìn lại giống như đại năng thời viễn cổ, tràn ngập thiên uy mênh mông. Dưới tốc độ đột phá như vậy, trong cơ thể Lục Lâm Thiên cũng xảy ra biến hóa cực lớn, chân khí mênh mông trong đan điền lúc này nổi lên sóng to gió lớn, ầm ầm vang vọng không ngừng. Lúc này vũ đan sáu màu của Lục Lâm Thiên xoay tròn, Tử Lôi Huyền Đỉnh và Huyết Lục đều xoay phía trên vũ đan sáu màu, theo Lục Lâm Thiên đột phá, hai kiện thần khí đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Trong đầu, theo Lục Lâm Thiên đột phá, Tiểu Hồn Anh, Đại Hồn Anh đều đạt được không ít chỗ tốt. Kim đao màu vàng đương nhiên cũng không buông tha loại cơ hội như vậy, lập tức cướp đoạt không ít chỗ tốt, quang mang màu vàng tràn ngập không ngớt. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên không có ý tứ dừng lại, dường như đang tới gần biên giới của cảnh giới trong truyền thuyết kia, mà lúc này Lục Lâm Thiên lại giống như không hề hay biết, không biết nếu như tỉnh lại hắn có thể cưỡng ép dừng đột phá vì sợ ảnh hưởng tới căn cơ hay không. Thế nhưng lúc này sợ rằng Lục Lâm Thiên có tỉnh lại cũng thân bất do kỷ, bởi vì năng lượng mênh mông này căn bản không nằm trong sự khống chế của Lục Lâm Thiên, muốn khống chế cũng căn bản không có cách nào khống chế được. Vũ Đế cửu trọng, Linh Đế cửu trọng, Vũ Đế cửu trọng đỉnh phong, Linh Đế cửu trọng đỉnh phong. Khí tức Lục Lâm Thiên tiếp tục kéo lên vô cùng khủng ố, dần dần tới gần cảnh giới trong truyền thuyết. Cả vân nang to lớn run rẩy, quang mang chữ vạn xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khủng bố ở chung quanh, khiến cho mây mù dày đặc chung quanh nổi lên sóng to gió lớn. Mà khí tức trên người Lục Lâm Thiên trong lúc mơ hồ lần nữa biến hóa, bên trong thê lương, man hoang, cổ xưa dường như còn có một cỗ khí tức giống như quân lâm thiên hạ, thiên địa tuôn ra. Khí tức này khiến cho người ta cảm giác run sợ, khiến cho người ta nhìn qua phải thần phục. Phanh phanh! Trong không gian đan điền và linh hồn của Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng đồng thời truyền ra tiếng nổ vang, chân khí trong đan điền lập tức tuôn ra, không gian linh lực trong đầu nổ tung, linh lực trong không gian trong đầu cũng tuôn ra. Chân khí và linh lực dưới tình huống bản thân Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết, trực tiếp hội tụ ở một chỗ. Vốn không gian linh lực trực tiếp bị không gian linh hồn thẩm thấu, biến thành không gina linh hồn. Trong chớp mắt, không gian linh hồn trong đầu trực tiếp khuếch trương, vô cùng khổng lồ. Siêu. Rốt cuộc ở trong vân nang đột nhiên vang vọng tiếng sấm, điện mang quanh quẩn, giống như ở chỗ sâu trong mênh mông có điện mang hung hăng đánh xuống vậy, năng lượng ngày càng khủng bố, đồng thời tiếp tục rót vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Cùng một lúc, tiếng sấm vang vọng không ngừng, Tổ Yêu Lâm phía nam, Linh Hoàng Nhai ở phía bắc, trên đại lục Linh Vũ cùng với cổ vực và Đông Hải, trong thiên địa có một cỗ khí tức khiến cho hàng tỷ sinh linh cảm thấy tim đập nhanh lan tràn ra. Giống. Ngao. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, vạn thú rít gào phủ phục xuống mặt đất, quỳ rạp xuống mặt đất. Tất cả sinh linh quỳ rạp, run rẩy, đều bị thiên uy bao phủ, không có ai có thể chống lại. Dưới thiên uy mênh mông cuồn cuộn này không ai không phải quỳ rạp trên mặt đất, không dám sinh lòng phản kháng. Trong quang mang chữ vạn bao phủ, sau khi đan điền khí hải và không gian trong đầu Lục Lâm Thiên truyền ra hai tiếng nổ trầm thấp, giờ phút này trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên cũng có một cỗ chấn động kinh khủng khuếch tán ra. Khiến cho cả không gian vân nang trong giây lát chấn động kịch liệt, một cỗ khí tức giống như vương giả, quân lâm thiên hạ khuếch tán, lan tràn. Siêu! Quang mang chữ vạn bắt đầu biến hóa, quang mang chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư biến thành rung động ngày càng nhanh chóng, quang mang đang xoay tròn lập tức bắt đầu co rút lại, không ngờ lại thông qua lỗ chân lông mà tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Sau đó một đoàn quang mang chữ vạn nhỏ bằng bàn tay trực tiếp tiến vào trong bụng dưới Lục Lâm Thiên rồi biến mất không thấy. Phù! Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên đắm chìm trong bí cảnh, cảnh tượng bên trong lại cực kỳ chân thật, giống như hắn nhìn thấy tất cả biến hóa, sông núi đứng đó, dòng nước chảy xuôi, hoa nở hoa tàn, thần kỳ vô cùng, ảo diệu tới cực điểm. Lúc này tất cả cảnh tượng trong mộng lại xảy ra khi trong đầu Lục Lâm Thiên biến hóa, giống như trong nháy mắt có thể diễn sinh ra rất nhiều ảo diệu. Trong đầu có cảm giác đốn ngộ, như là có thêm vô số thứ ảo diệu đang quay chung quanh Lục Lâm Thiên hiện tại. Thế nhưng hắn lại bắt không được, không chạm tới được. Dưới loại cảm giác này Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được trong linh hồn mình dường như có nhiều hơn thứ gì đó, trong lúc mơ hồ dường như liên kết với một vật mênh mông cực lớn, bản thân hắn trực tiếp trở thành điểm then chốt của vật cực lớn kia. Trước mắt Lục Lâm Thiên lại lập tức xuất hiện một màn kỳ quái, nhìn thấy hoa mắt. Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện ở một nơi trắng xóa, không gian xám xịt, giống như là thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoang vậy. Thời gian lưu chuyển, không gian ổn định, cũng không biết qua bao lâu,
một ngày nào đó, không gian đột nhiên bị xé rách, hỗn độn được mở, vũ trụ được sinh ra. Sau đó trong thời gian, trăng sao được ngưng tụ, bốn loại năng lượng thuộc tính thổ thủy hỏa phong hội tụ, thời gian rốt cuộc cũng có trật tự, không gian tìm được vị trí, vũ trụ ổn định, thời không cố định, trong năm tháng dài rằng rẵng không có ai đi qua mảnh đại địa này. Thời gian mênh mông trôi qua, vật đổi sao rời, trải qua vô số tuế nguyệt thê lương. Một ngày nào đó trong trời đất đột nhiên xuất hiện một ít chấn động, xuất hiện một đạo linh hồn chấn động tới từ tâm lòng đất. Một đám tia lửa từ thời hỗn độn sơ khai sau khi trải qua trăm triệu năm rốt cuộc cũng biến thành địa tâm chi hỏa, còn sinh ra linh trí, có linh hồn chấn động. Địa tâm chi hỏa này lại trải qua vô số tuế nguyệt, rốt cuộc ngày càng khổng lồ, đây chính là hình dạng ban đầu của thái cổ U Minh Viêm. Mà thời điểm này, trong thời gian này cũng thi thoảng xuất hiện linh hồn chấn động, dưới sự chiếu cố của thiên địa, một ngày nào đó trong thế giới này xuất hiện bốn thú theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, sau đó vạn thú được sinh ra, cũng bắt đầu chém giết lẫn nhau. Khi tới thời thái cổ man hoang, nhân loại rốt cuộc cũng xuất hiện trong thiên địa này. Trong thời gian đó cả thiên địa đều là thiên hạ của thú tộc, nhân loại chỉ là chen chúc cầu sinh mà thôi. Ở trong thiên địa có vô số linh thú, yêu thú, nhân loại còn xa không phải là đối thủ. Thế nhưng trong nhân loại có một ngày có bốn người đạt được cơ duyên thổ, thủy, hỏa, phong, khống chế bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa, lúc này nhân loại mới bắt đầu quật khởi. Đại chiến nhân tộc thú tộc cũng lập tức xảy ra, thú tộc so với nhân loại còn mạnh hơn một chút. Mà thời điểm này trong nhân loại có cường giả lĩnh ngộ ra năng lượng thiên địa, từ đó về sau nhân loại rốt cuộc cũng có thể chống lại tứ đại thú hoàng tộc. Mỗi một lần đại chiến khắp nơi đều là thi thể, lũ lụt khắp nơi. Trong nhân loại lần nữa có một người ngang trời xuất thế, lĩnh ngộ ra một loại năng lượng thiên địa khác, lúc này nhân tộc mới hoàn toàn khiến cho thú tộc liên tiếp thối lui, nhân tộc quật khởi. Chỉ là đại chiến nhỏ thì lại không ngừng xảy ra, Lục Lâm Thiên trong mộng cảnh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Người ngang trời xuất hiện kia chính là lão tổ Bắc Cung hoàng tộc, năm người còn lại sợ rằng chính là lão tổ đời thứ nhất của năm đại nhân hoàng tộc. Mà cũng tại thời điểm này, một ngày nào đó, trong thế giới này đột nhiên xuất hiện một vị khách bên ngoài tới thăm, đạo thân ảnh này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy mơ mơ hồ hồ, căn bản không nhìn thấy rõ mặt người này. Sau khi đạo thân ảnh này xuất hiện không được bao lâu, trên phiến đại lục, ở giữa cổ vực lập tức xuất hiện một đại điện cao Vepsilon T trên mây, mà phiến không gian đó cũng trở thành vùng cấm. Bốn thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng với cường giả sáu tộc kia liên thủ đối phó, muốn trục xuất người này, ai ngờ 10 người liên thủ ngay cả chéo áo của người kia cũng không đỡ Upsilon.ng được. Cuối cùng 10 người tiến vào trong đại tháp, từ đó chưa có một ai xuất hiện lại trên thế giới này. Sau viễn cổ, thời gian trôi qua, trong thiên địa mênh mông, vạn vật biến hóa, tất cả đều xảy ra trước mắt Lục Lâm Thiên, giống như Lục Lâm Thiên tận mắt chứng kiến vạn vật biến hóa trên đời, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống. Chỉ là tất cả chuyện này lại có liên quan tới đại điện thông thiên cao ngất kia, mơ hồ có quan hệ với thân ảnh kia, tất cả lập tức bắt đầu mơ hồ, khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu. Vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủ triều lên xuống, tất cả khiến cho Lục Lâm Thiên không ngừng lĩnh ngộ, giống như từ trong những bức họa này kinh nghiệm trong thời gian trăm triệu năm đều được Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ. Thời gian dần dần trôi qua, từng bức họa trước mắt Lục Lâm Thiên dường như đều bị hắn lĩnh ngộ, lại như có như không. Thân thể đắm chìm vào bên trong, sau khi quang mang chữ vạn biến mất thì thân thể Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong vân nang mênh mông. Toàn thân có cảm giác tang thương, phảng phất như đã trải qua vô số biến đổi trong thiên địa, lộ ra cảm giác tang thương. 3 năm, lại là 3 năm, 9 năm 08 tháng. Ngoài thạch thất, thân thể tập tễnh của lão ảnh đứng đó, ánh mắt có chút quái dị, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào trong cánh cửa đá kia, miệng thì thào nói. 3 năm lĩnh ngộ. Xem ra trọng bảo này quả thực danh bất hư truyền. Khó trách đám lão gia hỏa kia lúc trước lại hao tổn tâm huyết, cho dù dùng toàn lực cũng muốn đoạt được vật này. Lúc này cách thời điểm chúng đế rời khỏi thiên chủng đã là 10 năm. Trong vòng 10 năm nay, trên thế giới này lần nữa xuất hiện không ít đế giả, trong đó phi linh môn là nhiều nhất. Những sơn môn khác thi thoảng cũng có thể xuất hiện đế giả, nguyên nhân của tất cả chuyện này là bởi vì tốc độ tu luyện của mọi người so với 10 năm trước hoàn toàn chính là trời và đất. Cách biệt một trời một vực. Hiện tại đám vũ giả, linh giả trên đại lục linh vũ tu luyện giống như được thần trợ giúp, nhanh không thể tưởng tượng nổi.
Lúc trước vũ giả song hệ coi như có thiên phú hơn người, vũ giả tam hệ tuyệt đối là lông phượng sừng lân, thế nhưng trong đám người trẻ tuổi hiện tại trên đại lục này, tuy rằng không nói vũ giả tam hệ nhan nhản, thế nhưng tuyệt đối không phải là lông phượng sừng lân, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Ngay 3 năm trước đây, thiên uy minh mông bao phủ thế gian, hàng tỷ sinh linh trong thế giới này đều phủ phục, đế giả cũng phải quỳ rạp, tạo thành khủng hoảng cực lớn. Thế nhưng 3 năm qua đi, tất cả biến mất, sự khủng hoảng trong lòng hàng tỷ sinh linh cũng dần dần biến mất. Mà 3 năm trước đây, sau khi thiên uy minh mông hàng lâm thế gian, mọi người lại một lần nữa phát hiện ra một điều ngoài ý muốn, đó là năng lượng thiên địa trong thế giới này lần nữa tăng lên không ít, tu luyện càng nhanh hơn, lĩnh ngộ cũng bắt đầu giống như có thần trợ giúp. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà ngay cả Chí Thánh Đại Đế cũng không biết. Thời gian 10 năm, lúc này đám tiểu gia hỏa Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực đều đã 12 tuổi, tầm tuổi này so với những đứa trẻ cùng tuổi tác trên đại lục, coi như là thế giới này đột nhiên thích hợp cho việc tu luyện thì cao nhất cũng chỉ là vũ phách mà thôi. Trong đám đệ tử trẻ tuổi của Phi Linh Môn, tới tuổi này, người có thiên phú mạnh nhất cũng chỉ là vũ phách bát trọng. Mà 9 tiểu gia hỏa Lục Doanh này lại khiến cho toàn bộ đại lục khiếp sợ, cả đám đều đạt tới vũ tôn tứ trọng, linh tôn ngũ trọng. Chuyện này quả thực khiến cho mọi người cảm thán, có xúc động muốn tự tử. Bởi vì Phi Linh Môn và Lục Gia gần đây có địa vị đặc biệt trên đại lục, thế cho nên nhất cử nhất động của 9 tiểu gia hỏa, chỉ cần có tính giải trí hoặc là tính khiếp sợ đại lục sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra, truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong đại lục. Mà 9 tiểu gia hỏa cũng thân thiết gọi Du Thược là nhị tỷ. Du Thược nhìn những khuôn mặt trẻ thơ giống như nhìn thấy mình lúc nhỏ, cho nên nàng không cự tuyệt ai, cuối cùng thậm chí khi không có ai còn chơi cùng 9 tiểu gia hỏa này. Thời gian 10 năm này đối với tất cả các đại hoàng tộc mà nói, tiến bộ trong tộc càng lớn, trong các đại hoàng tộc không ngừng xuất hiện tân đế giả. Trong lúc mơ hồ các đại hoàng tộc phát hiện ra hoàng khí trên người mình dường như được tăng lên không ít. Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu Lục Lâm Thiên cảnh tượng vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, 4 mùa luân chuyển rốt cuộc cũng bắt đầu phai nhạt, từng bức họa xuất hiện khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác như trải qua sự biến hóa của thế giới này, lặng lẽ trở thành người chứng kiến. Cứ như vậy khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên lộ ra cảm giác tang thương. Dường như vì loại cảm giác này, Lục Lâm Thiên có cảm giác mình đã trải qua 100 triệu năm, khi tất cả hình ảnh trong đầu phai nhạt, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, thân thể bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng hai mắt mở ra. Trong mắt có cảm giác tang thương bắn ra, ánh mắt này giống như có thể nhìn thấu tất cả vạn vật trong thế gian. Hai mắt mở ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức trở nên kinh ngạc. Trong chốc lát, Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện ra, những nơi tâm thần hắn đi qua giống như có thể tương liên với thiên địa, tâm thần lan tràn tới tận cùng, tất cả đều nằm trong sự dò xét của hắn. Giờ phút này trên cổ vực bao la có từng ngọn núi con sông, không ít kiến trúc liên miên xuất hiện. Trong đình viện có từng nữ tử tuyệt mỹ đang đứng, nhất cử nhất động đều rung động lòng người, khiến cho lòng người mê muội. Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Tiểu Linh. Mỗi một nữ tử tuyệt mỹ đều khiến cho Lục Lâm Thiên thì thào lên tiếng, đám người này không ngờ lại là chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn. Lập tức tất cả người trong Phi Linh Môn đều nằm trong sự dò xét của tâm thần hắn. Lập tức trên đại lục Linh Vũ, trong Vân Dương Tông, từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Dương Diệu đều xuất hiện trong tâm thần dò xét của hắn. Trên Đông Hải, trong Lưu Tô Đảo có một nữ tử tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần đang đứng gần biển nhìn về phía xa xa, miệng lẩm bẩm nói. Lâm Thiên, chàng nhất định không có việc gì, ta không có yêu cầu gì với chàng, chỉ cần chàng bình an trở về là được rồi. Trong Thánh Linh Cốc, trên ngọn núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp mặc y phục trắng như tuyết đứng đó, mái tóc đen nhánh rũ xuống tới eo thon. Trên thân thể toát ra mùi thơm ngát, ngũ quan tinh xảo, tạo thành dung nhan tuyệt mỹ. Nữ tử này cũng đang thì thào nói. Chuyến đi thiên trùng này chẳng lẽ ngươi thực sự không có cách nào đi ra sao? Ta cầu cho ngươi bình an trở về. Ta và ngươi nhất định không có duyên, nếu như ngươi có thể lần nữa đi ra có lẽ ta mới có thể chặt đứt mối duyên này trong lòng, khi đó trong lòng mới không còn chấp niệm. Trong Thiên Vân Đảo, mây đỏ đầy trời, sóng biển đập vào dải đán gầm, lúc này có một nữ tử xinh đẹp đứng đó, ánh mắt tựa như minh châu, da thịt trắng như ngọc. Trong đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ thùy mị không nói nên lời, khiến cho người ta không khỏi yêu thương. Giờ phút này vẻ mặt lại vô cùng đau thương.
trong thiên địa các, trong đình viện u tĩnh, trong một căn phòng nhỏ tinh xảo, một nữ tử mặc bộ cẩm bào màu tím ưu nhã đứng đó, thân thể thướt tha, đôi mắt xinh đẹp giống như bảo thạch màu đen, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo như ngọc. Vẻ mặt tựa như trích tiên, tư thái chắc tuyệt. Ta tin rằng ngươi sẽ xuất hiện một lần nữa. Thái cổ minh viêm hỏa nhất định không có cách nào vây khốn ngươi, thiên chủng cũng không có cách nào vây khốn ngươi. Nữ tử mặc bộ cẩm bào màu tím thì thào nói rồi lập tức quay người rời đi. Mái tóc màu đen sau lưng xõa xuống giống như một thác nước màu đen từ trên chảy xuống dưới trong đêm đen yên tĩnh. Trong tổ yêu lâm, một đạo thân ảnh mặc trang phục màu lam, da thịt sáng long lanh như ngọc mang theo vẻ mềm mại như nước, cũng có một cỗ khí chất cao quý, bên trong cao quý lại mang theo vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Coi như là so sánh với đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cùng với những nữ tử khác cũng không sai biệt bao nhiêu. Bộ y phục màu lam bao phủ lấy bờ mông ngọc ngạo nghễ, đôi ngọc thỏ đầy đặn tạo thành hấp dẫn chí mạng. 10 năm, các ngươi không có việc gì chứ? Ta tin các ngươi sẽ một lần nữa đi ra được. Nữ tử mặc trang phục màu xanh da trời thì thào nói. Trên Linh Hoàng Nhai, trong Thanh Long Hoàng Tộc, trên một ngọn núi cực cao giống như sắp sụp đổ, từ xa nhìn lại, ngọn núi xoay quanh, uốn lượn, tựa như cự long xoay tròn. Trên ngọn núi có một đạo thân ảnh màu xám đạp không mà đứng, ánh mắt thâm thúy đen kịt, nhìn chăm chú vào ngọn núi giống như cự long xoay tròn, miệng thì thào nói. Tỷ tỷ, ta tới chờ tỷ. Trong chốc lát, những nơi tâm thần Lục Lâm Thiên đi qua, cổ vực, đại lục Linh Vũ, Đông Hải, Linh Hoàng Nhai, tổ yêu lâm đều nằm dưới tâm thần dò xét của hắn, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc không thôi. Giờ phút này chỉ cần trong đầu hắn có ý niệm là hắn có thể dò xét bất kỳ động tĩnh nào trong thế giới này. Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác, bây giờ hắn chỉ cần nghĩ là có thể làm cho hải vực cuồn cuộn, khiến cho ngọn núi sụp đổ, mây mưa thất thường, quả thực không nói chơi a. Hàng tỷ sinh linh trên đại lục này đều nằm trong sự khống chế của hắn, cuối cùng lại liên kết với hắn, giống như dung nhập vào trong tứ chi bách hải, kinh mạch toàn thân, tựa như một phần tử trong cơ thể hắn vậy. Mãi một lúc lâu sau Lục Lâm Thiên mới phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt thâm thúy mà đen kịt kia có cảm giác tang thương, khám phá vạn vật, toàn thân còn có một cỗ khí tức chấn động dị thường. Ồ, tại sao lại có thể như vậy? Lục Lâm Thiên lập tức phát hiện ra một chuyện càng thêm kinh ngạc. Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện ra đan điền của hắn đã được mở rộng thêm rất nhiều, vũ đan 6 màu của hắn đã biến mất không còn thấy tung tích, mà đổi lại là quang mang chữ vạn bằng năng lượng ở trong đó. Quang mang chữ vạn bằng năng lượng lớn chừng bàn tay đã chuyển thành 6 màu, tràn ngập chấn động, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được đây là vũ đan của mình, thế nhưng bây giờ lại biến thành bộ dáng chữ vạn. Quang mang chữ vạn bằng năng lượng xoay tròn, tương liên tới Tử Lôi Huyền Đỉnh và huyết lục trong đan điền. Trong đan điền khổng lồ, chân khí bao la như biển cũng biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một loại năng lượng mới, năng lượng này cuồn cuộn, tuyệt đối không phải là chân khí. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên tiếp tục kinh ngạc chính là lúc này ở không gian trong đầu, không gian linh lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Linh lực cũng không thấy, không gian linh hồn ngược lại tăng trưởng không ít, lúc này trong đầu chỉ có không gian linh hồn, không gian linh lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Chân khí hóa thành một loại năng lượng mới, linh lực biến mất, tất cả biến cố khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên kinh ngạc, đồng thời còn cả kinh, ánh mắt chấn động. Bởi vì cảnh tượng trước người khiến cho hắn nhìn qua lập tức có cảm giác thời không loạn. Mà lập tức Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được, tu vi của hắn bây giờ đã đạt tới một độ cao mới, loại cấp độ này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Siêu! Không gian vô thanh vô tức chấn động, một đạo thân ảnh tập tễnh lập tức xuất hiện. Mà lúc này Lục Lâm Thiên lại lập tức cảm thấy được chấn động, ánh mắt khẽ đổi, thân ảnh lão ảnh đã xuất hiện trước người hắn. Lão ảnh! Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, cảm giác tang thương trong đôi mắt dần dần biến mất, giờ phút này thậm chí thanh âm của hắn còn bắt đầu có cảm giác tang thương. Sau khi đột phá lại đốn ngộ 3 năm, xem ra ngươi có thu hoạch cực lớn. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên lúc này ánh mắt trong lúc mơ hồ chấn động. Loại khí tức này chỉ có hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Đã qua bao lâu rồi? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi, vẻ tang thương trong đôi mắt, khí tức tang thương dần dần thu liếm, giống như giấu ở sâu trong linh hồn, khiến cho người ta thậm chí còn không thể phát giác ra. Ồ, trên người của ngươi dường như có chút kỳ quái a. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt biến đổi,
một cỗ chấn động quỷ dị từ từ phóng về phía trước rồi bao phủ lấy thân thể Lục Lâm Thiên. Siêu! Chỉ một thoáng, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy có một cỗ năng lượng vô hình chấn động. Trong nháy mắt trực tiếp tiến vào trong đầu hắn, cỗ năng lượng chấn động này vô thanh vô tức, bản thân hắn không thể ngăn cản, thế nhưng lại có thể cảm giác được khí tức này hoàn toàn không có ác ý, chỉ muốn dò xét thứ gì đó mà thôi. Siêu! Nhưng vào lúc này, kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, lúc này không phải hóa thành quang mang màu vàng mà có kim quang lóe lên, giống như cảm nhận được cái gì đó mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể tiểu hồn anh rồi biến mất không thấy. Ẩn nấp vô thanh vô tức, coi như là tiểu hồn anh của Lục Lâm Thiên cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Ầm ầm. Ngược lại dưới cỗ khí tức này chấn động, trong đầu Lục Lâm Thiên ầm ầm vang vọng. Trong tiểu hồn anh, 9 chữ to linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện bằng bí văn xuất hiện mang theo tiếng sấm sét xoay tròn tiểu hồn anh, giống như cảm giác được thứ gì đó cho nên vô cùng cảnh giác. Tiểu tử, ngươi nên khống chế một chút, ta cũng không có ác ý. Khi thanh âm vừa dứt, cỗ khí tức kia lập tức rời khỏi cơ thể Lục Lâm Thiên. Đồng thời lão ảnh dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, tiếp tục hoài nghi một lát, dường như cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hắn cũng không phát hiện ra trên người Lục Lâm Thiên có cái gì khác. Ông! Khí tức của lão ảnh rút lui, trong tiểu hồn anh, trong kim đao màu vàng lần nữa vang lên tiếng sấm nổ, 9 chữ to bằng bí văn lúc này mới lập tức tiến vào trong tiểu hồn anh. Kim đao màu vàng lại tiếp tục xoay tròn bên trên tiểu hồn anh. Lão ảnh, sao vậy? Lục Lâm Thiên sững sờ, hỏi lão ảnh. Không có gì. Sắc mặt lão ảnh vẫn còn có chút hoài nghi. Nhìn Lục Lâm Thiên nói. Về sau phải chú ý, dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối, ngàn vạn lần không nên bạo lộ bí mật trên người ngươi. Cho nên nhất định phải thu liễm. Bí mật gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Hiện tại có thể nói cho ngươi biết một ít chuyện. Lão ảnh liếc nhìn Lục Lâm Thiên, vung tay lên, không gian tiếp tục xuất hiện chấn động. Một lát sau, trong đại điện phong cách cổ xưa, lão ảnh ý bảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống. Giống như có chuyện quan trọng muốn nói cho nên mới nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên. Dưới ánh mắt của lão ảnh, sắc mặt Lục Lâm Thiên lại có chút mờ mịt, lúc này trong đôi mắt thâm thúy tang thương kia mới có chút tinh mang, Lục Lâm Thiên nói. Lão ảnh, có việc gì ngươi cứ nói đi. Ngươi có biết thứ ngươi dung hợp là gì hay không? Lão ảnh nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Thế giới chi nguyên của hỗn độn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lão ảnh. Từ tin tức thu được trong đầu, Lục Lâm Thiên đã biết được đại khái mình dung hợp với thứ gì. Ồ, làm sao ngươi biết? Lão ảnh lần nữa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không biết vì cái gì mà dường như trong đầu hắn lại có một cỗ tin tức. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được giống như chuyện này có liên quan tới kim đao màu vàng. Thế nhưng nghĩ tới kim đao màu vàng vừa rồi dường như cố ý trốn tránh khỏi sự dò xét của lão ảnh cho nên Lục Lâm Thiên cũng không định nói ra. Ta cũng không biết, dường như đột nhiên lại hiểu rõ. Lục Lâm Thiên lắc đầu, tiếp đó lại nói ra tất cả những gì mà hắn biết về thế giới hỗn độn. Chẳng lẽ dung hợp thế giới chi nguyên của hỗn độn là có thể biết rõ tất cả mọi chuyện sao? Lão ảnh khẽ lắc đầu, tuy rằng ánh mắt có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng chưa từng dung hợp với thế giới chi nguyên cho nên hắn cũng không biết. Lão ảnh, tất cả đều là sự thực sao? Lục Lâm Thiên hỏi lão ảnh, đối với tất cả chuyện này. Trừ những điều mà hắn nhận được trong cỗ tin tức ra, đối với tất chuyện khác Lục Lâm Thiên cũng không quá rõ ràng. Đúng vậy, những điều ngươi biết dường như còn nhiều hơn ta, nhưng mà dường như tin tức cũng không được đầy đủ. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Đồn rằng thời điểm thiên địa hỗn độn, vũ trụ hồng hoang, thời gian không ngừng trôi, không gian không cố định, trong tuế nguyệt minh mông, hỗn độn mở ra, vũ trụ xuất hiện, lúc này mới có trăng sao, thế giới này cũng xuất hiện thổ, thủy. Hỏa, phong. Theo lời lão ảnh nói, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, điều này so với tin tức mà hắn biết cũng không sai biệt bao nhiêu. Hỗn độn mở ra, sau khi vũ trụ xuất hiện, thời gian trôi đi, trong thiên địa minh mông bắt đầu xuất hiện vô số thế giới. Những thế giới này đều có vết tích, cách mà không cách, không cách mà cách. 3000 thế giới trực thuộc vũ trụ thành hình, cuối cùng bắt đầu dần dần thai nghén sinh mệnh, thai nghén ra các loại chủng tộc. Cuối cùng trong hàng tỷ sinh mạng, đồn rằng có 3000 sinh linh bất phàm trước sau đạt được đại cơ duyên, khống chế 3000 thế giới này. Sau đó 3000 thế giới cuối cùng khuếch trương, phát triển tạo thành một tiểu thiên thế giới,
trung thiên thế giới, đến cuối cùng là đại thiên thế giới. Sau đó lại diễn biến ra 3000 đại thiên thế giới. Có thể nói 3000 đại thiên thế giới chính là 3000 thế giới diễn biến từ hỗn độn ra. 3000 tiểu thế giới xuất hiện đầu tiên cũng được gọi là 3000 thế giới hỗn độn, 3000 thế giới hỗn độn xuất hiện trong thiên địa minh mông, đến từ hỗn độn, cũng chỉ có 3000 thế giới hỗn độn này mới có thế giới chi nguyên. Thế giới bên ngoài 3000 thế giới hỗn độn đều là thế giới mới hình thành sau 3000 thế giới hỗn độn. Lão ảnh, 3000 thế giới hỗn độn kia đã bị người ta luyện hóa dung hợp, vậy thì tại sao đại lục linh vũ này lại còn có thế giới chi nguyên? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, lúc trước 3000 thế giới hỗn độn đã bị luyện hóa, đại lục linh vũ tại sao lại là thế giới hỗn độn được cơ chứ? Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên nói, thế giới mênh mông kỳ diệu vô cùng. Thế giới bổn nguyên trong 3000 thế giới hỗn độn bị luyện hóa cũng chỉ là ước lượng, thực sự không phải con số chính xác. Lại có ai biết trong thiên địa mênh mông này rốt cuộc có bao nhiêu thế giới, chỉ là bất quá từ đó về sau không có người nào phát hiện ra thế giới hỗn độn nữa mà thôi. Lão ảnh, ý ngươi là trong thiên địa mênh mông này kỳ thực vẫn còn sự tồn tại của thế giới hỗn độn. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Ngươi nghĩ thật đơn giản, trong 3000 đại thiên thế giới. Hàng tỷ sinh linh thậm chí đều nghĩ tới việc tìm kiếm thế giới hỗn độn, chỉ tiếc trăm triệu năm qua, trừ 3000 sinh linh kia ra không có bất kỳ người nào tìm được. Cho nên tất cả mọi người đều tin rằng trong thiên địa minh mông này đã không còn sự tồn tại của thế giới hỗn độn. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên nói, là linh vật trên đại lục chỉ là một cách nói khác, lúc trước khi lão nhân ra tìm thấy đại lục linh vũ này cũng đã trải qua thiên tân vạn khổ. Quá trình vượt quá sự tưởng tượng của ngươi cho nên mới tìm ra được đại lục linh vũ. Mà chỗ tốt cực lớn này đủ để khiến cho tất cả cường giả trong 3000 đại thiên thế giới điên cuồng. Chỉ là cuối cùng nó lại rơi vào trong tay ngươi, ngươi chính là người cuối cùng lão nhân gia chọn lựa, có thể nhận được truyền thừa của lão nhân gia. Tất cả những việc này, đều là lão nhân gia mà ngươi nói an bài sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, hắn càng tò mò lão nhân gia mà lão ảnh nói là ai? Đương nhiên, từ khi lão nhân gia đạt được một phương thế giới đại lục linh vũ, hắn đã bắt đầu lựa chọn truyền nhân, bởi vì đạt được đại lục linh vũ này, lão nhân gia đã trả cái giá khó thừa nhận nổi. Lão ảnh cảm thán, nhắc đến lão nhân gia, hắn tôn kính từ tận đáy lòng, nói. Người bây giờ cũng biết, đạt được thế giới hỗn độn sẽ có chỗ tốt gì chứ? Không biết. Lục Lâm Thiên lắc đầu, tin tức khổng lồ trong đầu hắn có liên quan đến thế giới hỗn độn. Về phần thế giới hỗn độn đủ khả năng mang lại cho mình chỗ tốt cực lớn, nhưng hắn không có ấn ký. Đạt được thế giới hỗn độn, chẳng khác nào đạt được một đại thế giới. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt có phần kích động, một đại thế giới, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn đạt được thế giới như đại lục linh vũ, nó cũng hơn 1000 vạn. Lục Lâm Thiên cái hiểu cái không, từ tin tức mà mình biết rõ, Lục Lâm Thiên cũng hiểu một ít, hiện tại có 3000 đại thế giới. 3000 đại thế giới này do hỗn độn diễn sinh ra, bởi vậy một thế giới hỗn độn, rất có thể sẽ sinh ra 1000 tiểu thế giới, tiếp theo là 10000 thế giới, đến cuối cùng còn có thể diễn sinh ra một đại thế giới. Lão ảnh, ý của ngươi nói, hỗn độn sinh ra rất nhiều thế giới sao? Lục Âm Thiên nháy mắt, hắn vô cùng rung động, chính mình đạt được đại lục linh vũ, đến lúc đó diễn sinh ra nhiều thế giới như vậy, hắn chắc chắn sẽ phát tài. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, tán thưởng gật gật đầu, nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, đạt được thế giới hỗn độn, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, ngươi có thể diễn sinh ra thế giới khác, thực lực ngươi càng mạnh, thế giới diễn sinh ra càng nhiều, thế giới càng nhiều thì thực lực của ngươi càng mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn sang Lục Lâm Thiên, lão ảnh mỉm cười, tiếp tục nói. Hiện tại ngươi có lẽ đã cảm giác được, thế giới như đại lục linh vũ này. Nếu nằm dưới khống chế của ngươi, chỉ cần tâm niệm ngươi hơi động là có thể di sơn đảo hải, mây mưa thất thường, hủy diệt tất cả. Lục Lâm Thiên gật đầu với lão ảnh, tâm thần của hắn bắt đầu lan ra các nơi, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong thế giới này, khống chế tất cả, giống như thế giới này chính là một phần máu thịt của hắn, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, rất khác thường. Ngươi dung hợp bổn nguyên của đại lục linh vũ, cũng trở thành thế giới chủ của thành đại lục linh vũ này. Ngươi bây giờ chính là đại lục linh vũ, nhưng mà đại lục linh vũ lại không phải ngươi. Ta là đại lục linh vũ lại không phải ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo quanh, hắn vô cùng nghi hoặc, không thể thông suốt, lúc này mới tiếp tục hỏi lão giả lão ảnh.
Lão Ảnh, lời này quá khó hiểu, có ý gì? Ngươi là Đại Lục Linh Vũ, bởi vì ngươi dung hợp thế giới chi nguyên, ngươi chính là chủ nhân của Đại Lục Linh Vũ này, ngươi tự nhiên là Đại Lục Linh Vũ. Lão Ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Mà Đại Lục Linh Vũ không phải ngươi, bởi vì nếu ngươi bị người khác đánh chết, Đại Lục Linh Vũ vẫn tồn tại, ngươi sống hay là chết không có liên quan quá lớn đến Đại Lục Linh Vũ này, chỉ làm cho Đại Lục Linh Vũ trì trệ không tiến, đồng thời ngươi chết sẽ lưu lại bổn nguyên, người giết ngươi có thể đạt được bổn nguyên, trở thành chủ nhân của Đại Lục Linh Vũ. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên đã hiểu, có thể ví dụ thế giới này giống như một con khôi lỗi, mình là chúa tể khôi lỗi, nhưng nếu mình chết, con khôi lỗi này sẽ bị người khác khống chế, nhưng mà đối với những chuyện khác, Lục Lâm Thiên không quá hiểu. Lão giả Lão Ảnh như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lục Lâm Thiên, tiếp tục giảng giải cho Lục Lâm Thiên nghe. Lục Lâm Thiên từ trong lời Lão Ảnh biết được, thế giới hỗn độn, sau khi chưa bị dung hợp chẳng khác gì lúc ngủ say, sẽ nằm rời rạc trong biên giới vũ trụ và thế giới hỗn độn, dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên mới có thể đánh thức Đại Lục Linh Vũ. Hiện tại Đại Lục Linh Vũ tỏa ra sinh cơ bừng bừng, thiên địa năng lượng tràn đầy kinh người, đối với hàng tỷ sinh linh trong thế giới này đều có được chỗ tốt cực lớn, loại chỗ tốt này không thể dùng giá trị để cân nhắc. Cho dù sinh linh khác đi vào thế giới hỗn độn đều có thể đạt được cực chỗ tốt to lớn, trong 3.000 đại thế giới mênh mông này, hàng tỷ sinh linh đều muốn tiến vào thế giới hỗn độn, vì có thể tiến vào thế giới hỗn độn, cường giả trong đại thế giới có chút thanh danh, cho dù táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Nhưng dù thế rất khó tiến vào thế giới hỗn độn. Trong thế giới hỗn độn, bản chính là người thế giới hỗn độn sẽ đạt được chỗ tốt kinh người, trong tối tăm sẽ bị thế giới hỗn độn đánh lạc ấn lên người, chỉ cần thân là người thế giới hỗn độn, trong thế giới hỗn độn đạt được chỗ tốt lớn hơn người ngoài rất nhiều. Thậm chí Lục Lâm Thiên đạt được một tin tức kinh người, trong 3.000 đại thế giới mênh mông kia, sinh linh thế giới hỗn độn có thiên phú và thực lực mạnh hơn các thế giới khác rất nhiều. Giống như hoàng tộc và người bình thường trong Đại Lục Linh Vũ, bất cứ sinh linh nào trong thế giới hỗn độn, đối với sinh linh thế giới khác không khác gì hoàng tộc. Cho dù là thiên phú hay là thực lực, sinh linh thế giới hỗn độn sẽ mạnh hơn sinh linh thế giới khác nhiều lần. Sau khi biết tin tức này, nội tâm Lục Lâm Thiên kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới thế giới hỗn độn còn có tác dụng như thế. Thế giới hỗn độn khi dung hợp quả nhiên có mạnh hơn, sẽ diễn sinh ra nhiều thế giới. Nhưng mà như ngươi bị đánh chết hoàn toàn, tất cả sẽ trì trệ không tiến, có thể nói tu vị thực lực càng mạnh, đặc biệt đối với thế giới hỗn độn mà nói, hắn có được ưu thế tài nguyên khổng lồ. Lão Ảnh, thế bị đánh chết hoàn toàn là sao? Lục Lâm Thiên tinh tế nghe Lão Ảnh nói, không ít nghi vấn cũng được giải, nhưng Lão Ảnh nói tới chuyện bị đánh chết hoàn toàn, hắn lúc này có phần không hiểu, bị đánh chết là bị đánh chết, còn có đánh chết hoàn toàn là thế nào? Ha ha, hỏi hay lắm. Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Đạt được thế giới hỗn độn, dung hợp hỗn độn chi nguyên, đến lúc đó sẽ diễn sinh ra ngàn vạn thế giới, có được một đại thế giới, tuy việc này làm người ta điên cuồng, nhưng lại không phải đạt được thế giới hỗn độn, dung hợp thế giới chi nguyên có chỗ tốt thật lớn. Đây còn không phải chỗ tốt lớn nhất khi dung hợp thế giới chi nguyên, chẳng lẽ còn có chỗ tốt lớn hơn sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Người có thể có được ngàn vạn thế giới, thì tính sao? Không có thực lực tuyệt đối, nói bị người khác giết là bị người khác giết. Thân thể Lão Ảnh hơi run nói ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nặng nề, trong nội tâm âm thầm gật đầu, Lão Ảnh nói việc này, nội tâm Lục Lâm Thiên có đồng cảm, không có thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là bài trí, trong 3.000 đại thế giới mênh mông, trong Đại Lục Linh Vũ, thực lực tuyệt đối mới là tất cả, thậm chí còn tàn khốc hơn trong Đại Lục Linh Vũ, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể chèo chống tất cả. Dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, một trong những chỗ tốt lớn nhất chính là bất diệt. Lão Ảnh nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Lão Ảnh lại giải thích, Lục Lâm Thiên khiếp sợ biết rõ, sau khi dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, chính mình sẽ tương liên với thế giới hỗn độn, trong 3.000 đại thế giới, cho dù mình trong thiên địa mênh mông kia bị người ta đánh tan thành mây khói, nhưng chỉ cần có một tia linh hồn bổn nguyên trong thế giới hỗn độn, bản thân mình có thể ngưng tụ trọng sinh. Nhưng sau khi trọng sinh, tu vị thực lực sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nó sẽ không khác gì bản thể lúc trước, hoàn toàn không giống bản thể lão giả bị diệt, sau khi hồn anh chạy đi đoạt xá người khác, tu vị không thể tiến nửa bước. Nhưng sau khi dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, tương liên với thế giới hỗn độn, kỳ thật có thể nói, bản thể đã thành hai, một là bản thân của mình, một cái khác chính là thế giới hỗn độn.
vạn vật sinh linh giáng sinh thế giới này, bản thể đến từ thế giới này, cho nên trực tiếp ngưng tụ thân thể trong thế giới hỗn độn, hoàn toàn không khác biệt với bản thể ban đầu, tối đa phương diện lĩnh ngộ và tâm tình có khác biệt, bị đánh chết hồn phi phách tán, không có ảnh hưởng là không thể nào. Đổi lại người khác, sau khi bản thể tan thành mây khói, nếu bản thể có được thiên phú kinh người, nhưng bản thể sau khi trọng sinh sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đây không phải đại sự gì, có kinh nghiệm lúc trước, muốn một lần nữa khôi phục tự nhiên cũng không phải việc khó, tối đa tốn chút thời gian mà thôi. Sau khi dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, diệu dụng này có thể nói là bất diệt. Lục Lâm Thiên biết được, hắn nghẹn họng ngây người, việc này còn biến thái hơn bất diệt huyền thể và bất tử thần thể nhiều, hắn nuốt nước bọt, chỗ tốt biến thái này đã dọa ngã không ít người. Lão ảnh, nếu có người giết vào thế giới hỗn độn, gặp gỡ thực lực cường hãn, đánh chết linh hồn bổn nguyên ngươi lưu lại, không phải hết cách xoay chuyển sao? Lục Lâm Thiên suy tư, ngẩng đầu nhìn lão ảnh hỏi. Đó là đương nhiên, có thể nói bất diệt, cũng không phải bất diệt chân chính, nếu như bị người này tiêu diệt linh hồn của ngươi trong thế giới hỗn độn, vậy ngươi sẽ tan thành mây khói chân chính. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười nhạt một tiếng, nói. Nhưng mà, muốn triệt để đánh chết người đã dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, nói dễ vậy sao, đây không phải việc người thường có thể làm được. Chẳng lẽ cũng rất khó khăn? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức hứng thú. Hắn là người có thể dung hợp thế giới bổn nguyên, Lục Lâm Thiên đương nhiên muốn biết rõ vấn đề này. Bởi vì người dung hợp bản nguyên của thế giới hỗn độn, chẳng khác gì đạt được thiên địa thừa nhận, người thường cũng rất khó dung hợp bổn nguyên thế giới hỗn độn, cho nên sẽ được thiên địa chiếu cố, bất luận kẻ nào đang ở trong thế giới hỗn độn, đều chịu thiên địa quy tắc áp chế, đều bị ngươi áp chế, kỳ thật thực lực tuyệt đối không cách nào mạnh hơn chúa tể thế giới bổn độn, người có thể áp chế tu vị của người đó ngang bằng ngươi. Lão ảnh lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên kinh hỉ, ngẩng đầu lên nói. Nói đúng hơn, nếu có người tiến vào đại lục linh vũ này, sẽ phải bị thiên địa quy tắc áp chế, sẽ bị ta áp chế, làm cho thực lực của hắn không mạnh hơn ta, cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng bị ta áp chế. Trẻ nhỏ dễ dậy. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, thỏa mãn gật gật đầu, nói. Đồng thời, trong thế giới hỗn độn này, người thân là chúa tể, người chiếm được ưu thế vô tận. Thậm chí điều động năng lượng thiên địa cho bản thân mình sử dụng, cho nên, cho dù đối thủ thực lực mạnh mẽ, chỉ cần đi vào thế giới hỗn độn của ngươi, không thể nào đánh chết ngươi được. Dừng lại một lát, lão ảnh tiếp tục nói. Còn nữa, dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, có thể mượn thế giới chi lực hỗ trợ, thực lực và lĩnh ngộ của ngươi càng mạnh, như vậy thế giới hỗn độn sẽ diễn sinh ra nhiều thế giới khác, trái lại, ngươi diễn sinh thế giới càng nhiều, thực lực của ngươi càng mạnh. Lời này nói thế nào, lĩnh ngộ càng mạnh, đại biểu cho thực lực càng mạnh. Lục Lâm Thiên khó hiểu, lão ảnh nói câu này quá mâu thuẫn. Ý của ta là, theo như truyền thuyết, lúc trước sinh linh đại năng giả dung hợp 3.000 đại thế giới chi nguyên, bọn họ có thủ đoạn khủng khiếp, mượn thế giới chi lực, thời gian chi lực cho mình sử dụng, vô cùng khủng bố, ẩn chứa tất cả áo nghĩa thiên địa, không phải người bình thường có thể chống lại, về phần điều động thế giới chi lực bao nhiêu, ta không rõ ràng. Đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể cần ngươi đi lĩnh ngộ, ta bất lực. Lão ảnh nói ra, Lục Lâm Thiên không nói gì, hắn đang sững sờ, không nghĩ tới dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên lại có quá nhiều chỗ tốt như thế. Thật khéo, dung hợp hỗn độn thời gian chi nguyên, thật sự bất diệt, quả thực là muốn chết cũng có, lại còn có thể mượn thế giới chi lực, thật sự là quá tốt. Lục Lâm Thiên sững sờ một chút, hắn lại cao hứng khoa tay múa chân, mừng rỡ như điên. Cao hứng nói thầm, lúc này hắn gặp được đại cơ duyên vô cùng to lớn. 3. Lục Lâm Thiên đang khoa tay múa chân, thật sự quá mức hưng phấn, đột nhiên nhào tới trước mặt lão ảnh, hắn hôn lên gương mặt già nua của lão ảnh một cái, còn lưu lại vết nước bọt. Hỗn tiểu tử, ngươi làm gì thế, ta cũng không phải mấy lão bà của ngươi. Lão ảnh trực tiếp sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lão ảnh, thật sự cảm tạ. Nếu không gặp ngươi, ta còn không chiếm được cơ duyên này. Lục Lâm Thiên cảm thấy xấu hổ, chính mình không có việc gì hôn một lão đầu làm gì chứ, thật vô vị, lập tức cung kính thi lễ, hắn đạt được cơ duyên lớn như thế, tất cả là nhờ vào lão ảnh, trong nội tâm cũng đặc biệt cảm kích. Lục Lâm Thiên là người nhận ân một giọt nước, báo đáp cả dòng suối, đương nhiên, có thù phải báo gấp 10, lão ảnh cho mình cơ duyên lớn như thế, đương nhiên Lục Lâm Thiên phải cảm tạ. Ngươi cảm kích ta cũng vô dụng,
ta chỉ phụ trách lựa chọn truyền nhân cho lão nhân gia mà thôi, tất cả đều là lão nhân gia cho ngươi, bằng không chỗ tốt cỡ nào, ta không phải người ngu, ta dựa vào cái gì lưu cho người khác, đã sớm tự mình nghĩ biện pháp dung hợp rồi. Lão ảnh trực tiếp lườm Lục Lâm Thiên, hắn đưa tay áo lên lau nước bọt của Lục Lâm Thiên trên mặt mình, bất đắc dĩ lườm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vẫn cảm kích, từ sâu trong lòng của hắn, Lục Lâm Thiên cảm giác được, lão ảnh là người đáng kết giao, nhìn vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, khó ở chung, nhưng kỳ thực lại rất dễ ở chung. Đúng rồi, nghe nói người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên đều có thể có được thiên địa chín đại áo nghĩa, thế gian này có ngàn vạn áo nghĩa, tất cả đều diễn sinh từ chín áo nghĩa này mà ra, không biết ngươi có được chín đại áo nghĩa kia hay không? Lão ảnh nhớ tới cái gì đó, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Hình như có đạt được. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, hắn cũng không có giấu lão ảnh, lập tức nói chi tiết ra. Lục Lâm Thiên nhớ rõ chín chữ to trong Vô Tự Thiên Thư, hắn đạt được không ít lĩnh ngộ, đại khái chính là áo nghĩa như lão ảnh đã nói. Chín bản Vô Tự Thiên Thư ẩn chứa áo nghĩa mạnh mẽ. Quả nhiên không khác gì truyền thuyết, thì ra đó là chín cổ đại áo nghĩa. Lão ảnh khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Dung hợp chín cổ đại áo nghĩa, sau này ngươi phải dụng tâm cảm ngộ, người thường không cách nào so sánh với ngươi. Rất nhiều chỗ tốt a hát. Khóe miệng Lục Lâm Thiên cong lên, hắn cười rất tươi. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện ngươi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, ngàn vạn đừng cho bất cứ kẻ nào biết rõ, nhớ kỹ, là bất cứ kẻ nào, bằng không, vạn nhất có một ngày tin tức lộ ra, ngươi chắc chắn sẽ bị vô số cường giả và sinh linh trong 3000 đại thế giới truy sát. Với thực lực của ngươi bây giờ, ở trong đại lục linh vũ thế giới hỗn độn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta hiểu. Lục Lâm Thiên gật đầu, mang ngọc có tội, nếu người khác biết rõ hắn dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, với thực lực của hắn bây giờ chỉ có đường chết. Còn nữa, người dung hợp thế giới chi nguyên, những cường giả đỉnh cấp rất dễ dàng nhìn ra chi tiết của ngươi, cho nên không được tùy tiện để người ta phát hiện bí mật của mình, trước khi không có đạt được thực lực cường hãn, nếu ngươi bạo lộ. Hậu không cách nào thừa nhận nổi đâu. Lão ảnh nói. Lão ảnh, chẳng lẽ ta không nói thì không có ai biết sao? Lục Lâm Thiên gật đầu, lão ảnh nói, Lục Lâm Thiên dường như biết rõ một ít, vừa rồi động tĩnh trong đầu của mình rất dễ dàng bạo lộ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng vào lão ảnh và hỏi. Trước mắt còn không có vấn đề, lão nhân gia tung hoành đại thế giới, phong hoa tuyệt đại, tính toán không sơ hở, ngươi có thể nghĩ ra. Lão nhân gia tự nhiên sẽ nghĩ ra, bằng không lại lựa chọn thái điểu như ngươi dung hợp hỗn độn chi nguyên. Nói tới lão nhân gia, vẻ mặt lão ảnh rất cung kính. Dừng một chút, lão ảnh nói. Lão nhân gia lúc trước vì đạt được thế giới hỗn độn, đã từng va chạm với rất nhiều cường giả, tuy may mắn đạt được, cũng trả giá thảm trọng, cuối cùng lúc rời đi cũng sợ thế giới hỗn độn rơi vào trong tay thái điểu và mất đi, bởi vậy dùng lực lượng cuối cùng bố trí một ít thủ đoạn. Cho nên người khác không cách nào phát hiện đại lục linh vũ, bằng không không qua bao nhiêu năm, đám đạo phỉ chuyên đánh cắp thế giới đã không bỏ qua nơi này, chiếm lấy nơi đây, buôn bán thế giới, cướp đoạt tài nguyên năng lượng của thế giới này. Đánh cắp thế giới, buôn bán thế giới, cướp đoạt tài nguyên năng lượng của thế giới. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hỏi. Lão ảnh, đây là đám người nào? Chẳng lẽ không có người quản sao? Đây là một đám người phiền toái. Hết lần này tới lần khác chúng có thực lực cường hãn, lại cả đàn cả lũ, kéo bè kết phái, có người muốn quản cũng phải có thực lực mới được, nếu đợi upsilon.ng phải người thực lực mạnh mẽ, chúng chạy còn nhanh hơn gió. Lão ảnh thở dài một hơi, nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Cũng không có ai dám cố ý trêu chọc đám đạo phỉ thế giới này, bởi vì trong 3000 đại thế giới, tuy đám đạo phỉ thế giới này rất rối loạn, nhưng đối mặt với người ngoài lại rất đoàn kết. Một khi trêu chọc đám đạo phỉ này, sẽ chọc phải vô tận phiền toái, quả thực đối địch với đạo phỉ của 3000 đại thế giới. Bởi vì một khi truyền ra tin tức người đối địch với đạo phỉ thế giới, mặc kệ ngươi người ở nơi nào, ngươi đều là công địch của đạo phỉ thế giới, dùng đánh chết ngươi làm vẻ vang, thậm chí bọn chúng còn chuyên môn bố trí nhiệm vụ, chỉ cần đánh chết ngươi, bọn chúng sẽ nhận được khen thưởng, về sau ngươi từ từ tìm hiểu cho kỹ, tóm lại ngươi không có việc gì thì đừng đi chọc vào đám người này. Đám người kia quả thật khó dây vào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, dựa theo lời lão ảnh đã nói, đám người này không phải người bình thường có thể dây vào, không ngờ trong 3000 đại thế giới còn có một đám đạo phỉ thế giới,
Lục Lâm Thiên cảm thấy chấn kinh, nhưng hắn lại cho rằng 3000 đại thế giới náo nhiệt đến cực điểm. Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ta thật không ngờ, người có thể dung hợp bổn nguyên nhanh như vậy, lúc trước lão nhân gia không có chọn lựa hắn, ta cảm thấy quá đáng tiếc, hiện tại xem ra lão nhân gia đã dự kiến trước, đã có người của mình rồi. Chẳng lẽ lúc trước còn có người vượt qua 4 quan sao? Lục Lâm Thiên nhìn Lão Ảnh hỏi, hắn rất hiếu kỳ. Cũng không phải, lão nhân gia định ra 4 quan, ngươi là thứ nhất, ta và nói 4 quan, có lẽ nên nói là 3 cửa ải. Lão Ảnh nói nhỏ, quan thứ tư, có lẽ chính là dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Sai. Lão Ảnh nói, cửa thứ tư phải dung hợp nguyên vẹn thái cổ U Minh Viêm, mà thái cổ U Minh Viêm, thứ dung hợp trước là thái cổ U Minh Viêm, lúc trước lão nhân gia đạt được đại lục linh vũ thế giới hỗn độn này, hắn phát hiện trong đại lục linh vũ còn có linh vật trời sinh thái cổ U Minh Viêm. Linh vật trời sinh cũng có thể dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Chê cười, đồn đãi 3000 thế giới hỗn độn, thế giới chi nguyên đều bị các loại sinh linh dung hợp luyện hóa, thậm chí nghe nói linh vật trời sinh chiếm đa số. Lão Ảnh hơi ngưng trọng, tiếp tục nói. Kỳ thật thời điểm lão nhân gia phát hiện thái cổ U Minh Viêm, thái cổ U Minh Viêm cũng đã tại bắt đầu dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, cuối cùng lão nhân gia bắt thái cổ U Minh Viêm, trực tiếp xóa đi tất cả trí nhớ về thế giới chi nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Vì thế để quan thứ tư là dung hợp thái cổ U Minh Viêm, lão nhân gia thậm chí còn tách thái cổ U Minh Viêm ra, bằng không ngươi căn bản không có cơ hội. Thái cổ U Minh Viêm, đây là linh vật sống nương tựa vào thế giới hỗn độn, chúng mới là sinh vật có tư cách dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên nhất, cho dù đã bị chia lìa thành hai nửa, người muốn dung hợp cũng chỉ có một phần vạn cơ hội, mà độc cô ngạo vũ chính là kết cục. Lúc dung hợp nguyên vẹn thái cổ U Minh Viêm lại càng khó. Ta vốn cho rằng lão nhân gia không thể nào thành công, không nghĩ tới tất cả chuyện này, lão nhân gia thật sự thành công. Thì ra trí nhớ linh hồn của thái cổ U Minh Viêm đã bị xóa đi. Lục Lâm Thiên khiếp sợ, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn qua Lão Ảnh, trực tiếp xóa trí nhớ thái cổ U Minh Viêm, cưỡng ép chia lìa thái cổ U Minh Viêm, cần phải có thực lực thế nào mới được. Lục Lâm Thiên nhớ rõ Lão Ảnh cũng đã đề cập tới, nếu như mình có thể luyện hóa thái cổ U Minh Viêm. Vậy hôm nay chính là thái cổ U Minh Viêm tiếp tục thay thế mình, từ cấp độ này mà nói, thái cổ U Minh Viêm cũng là lựa chọn. Nếu lúc này ta dung hợp thất bại, hoặc là không có quan thứ tư, thái cổ U Minh Viêm sẽ thay thế ta lần nữa sao? Lục Lâm Thiên hỏi Lão Ảnh. Đương nhiên. Lão Ảnh khẽ gật đầu, nói. Thái cổ U Minh Viêm vốn là nhân tuyển cuối cùng có tư cách dung hợp thế giới hỗn độn thế giới chi nguyên này. Từ thiên phú, thái cổ U Minh Viêm là sinh vật sinh ra trong thế giới hỗn độn, còn mạnh hơn nhân tộc và thú tộc rất nhiều. Vậy tại sao chọn ta mà buông tha thái cổ U Minh Viêm là nhân tuyển tốt nhất này? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, thậm chí ta cũng rất muốn biết, nhưng tất cả là do lão nhân gia an bài. Lão Ảnh nói nhỏ. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hỏi, ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ hiện tại vẫn không thể nói lão nhân gia là ai sao? Ta cho ngươi biết cũng vô dụng, ta chỉ phụ trách thay hắn chọn người truyền thừa mà thôi, nói cho ngươi biết cũng tuyệt đối không phải một chuyện tốt, cho nên ngươi không biết tốt hơn, thời điểm thích hợp sẽ nói rõ, ngươi phải biết rằng lão nhân gia tuyệt đối đáng giá cho ngươi tôn kính. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, chính mình cũng chưa từng gặp qua lão nhân gia, nhưng mọi thứ của mình hiện tại đều có liên quan đến lão nhân gia. Ngươi bây giờ tính toán ra cũng là đệ tử của lão nhân gia, nhưng mà lão nhân gia đã không có ở nơi này, hắn cũng sẽ không để ý chuyện hình thức, trong lòng ngươi có hắn là được. Lão Ảnh đưa nhẫn chữ vật vào trong tay Lục Lâm Thiên, nói. Đây là lão nhân gia giao cho ngươi, rót linh hồn vào nhận chủ là được rồi, nhẫn chữ vật này trong 3000 thế giới cũng là bảo vật khó tìm, về sau nhẫn chữ vật này trừ ngươi ra, người khác đạt được cũng vô dụng, chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Nếu người khác muốn mở ra, cũng chỉ ăn khổ mà thôi, vận khí không tốt, đó là muốn chết. Lão Ảnh nói xong, thân ảnh tập tễnh cao ngất, trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Lục Lâm Thiên tiếp nhận nhẫn chữ vật của Lão Ảnh đưa qua, chiếc nhẫn toàn thân màu xanh, có phong cách cổ xưa, thậm chí còn có khí tức khó nói nên lời, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức man hoang. Người tu luyện âm dương linh vũ quyết do lão nhân gia lưu lại. Còn cơ duyên xảo hợp tu luyện được tứ thần quyết do lão nhân gia sáng chế, về sau sử dụng tứ thần quyết nhiều một chút, nó sẽ trợ giúp ngươi rất lớn,
lão nhân gia cuối cùng quan sát Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn thú lão tổ và sáng chế ra tứ thần quyết, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lão ảnh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Người sáng tạo ra vũ khí linh vũ hợp hợp, ta cũng lưu ý qua, xem như bất phàm, về sau tăng thêm lĩnh ngộ, tin tưởng có thể cải tiến rất lớn. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, tuy rất muốn biết tại sao tứ thần quyết lại rơi lả tả các nơi, nhưng cũng không có hỏi nhiều, những chuyện này không quá trọng yếu. Trọng yếu nhất là người tu luyện âm dương linh vũ quyết, công pháp này chính là tiêu chí cuối cùng của lão nhân gia, cho nên người muốn thi triển phải cẩn thận thật nhiều, không thể bị người ta phát hiện. Vạn nhất có người nhận ra nó, người sẽ có gặp phiền toái vô cùng vô tận, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người muốn đi vào 3000 đại thế giới. Lão ảnh nói, đúng rồi lão ảnh, có chuyện lớn. Nhắc tới âm dương linh vũ quyết, Lục Lâm Thiên nhớ tới một chuyện lớn, sắc mặt của hắn ngưng trọng hơn. Chuyện gì? Lão ảnh nhìn thần sắc Lục Lâm Thiên, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Chân khí và linh lực trong người của ta biến mất. Võ đan cũng có biến hóa, thậm chí không gian linh lực cũng không còn. Lục Lâm Thiên ngưng trọng hỏi lão ảnh, chuyện này chính là đại sự của Lục Lâm Thiên, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Trong đan điền khí hải của ngươi, chắc hẳn có năng lượng mới, bây giờ cũng chỉ có thể thi triển linh hồn công kích. Lão ảnh nhìn chăm chăm vào, sau khi nghe Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt mang theo khinh bỉ. Đúng vậy, trong đan điền khí hải có năng lượng mới, năng lượng còn mạnh hơn lúc trước. Lục Lâm Thiên cảm giác tình huống trong cơ thể, nói nhỏ. Cũng còn có thể thi triển linh hồn công kích. Thổ dân chính là thổ dân, chuyện này cũng không biết, nếu thật sự tiến vào 3000 thế giới, còn không bị người ta cười chết. Lão ảnh bất đắc dĩ chừng Lục Lâm Thiên, than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ cái này không có việc gì? Lục Lâm Thiên dường như hiểu ra cái gì. Đương nhiên không có việc gì, tiểu tử ngươi ở trong phúc mà không biết phúc, trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì dung hợp thế giới chi nguyên, cũng giúp ngươi đạt được năng lượng viễn cổ của đại lục linh vũ thế giới hỗn độn, thứ hai đột phá đến phá giới cảnh. Lão ảnh bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi có biết rõ cấp độ sau đế giả là gì không, là cảnh giới cấp độ nào? Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh. Lục Lâm Thiên trả lời lão ảnh. Trên đế giả còn có 9 cấp độ khác. Lục Lâm Thiên cũng được biết, 9 cấp độ này, mỗi cấp độ có 3 giai, theo thứ tự là sơ giai, trung giai cùng cao giai, tuy chỉ có 3 giai, nhưng mỗi giai cách biệt nhau một trời một vực, là rãnh trời khó vượt qua. Khác biệt về giai vị còn lớn hơn cả võ đế nhất trọng đến võ đế cửu trọng đỉnh phong, thậm chí quá lớn. Lão ảnh gật gật đầu, nói, cấp độ võ đế trong 3000 thế giới được gọi là hậu thiên cảnh. Tới phá giới cảnh, chân khí và linh lực trong cơ thể sẽ hóa thành thiên địa nguyên lực. Chẳng lẽ đến phá giới cảnh, sẽ không còn phân chia võ giả và linh giả sao? Lục Lâm Thiên hỏi, bản thân hắn là linh võ song tu, nhưng bây giờ không gian linh lực biến mất, đây là việc Lục Lâm Thiên chưa quen. Có thể nói như vậy, đến phá giới cảnh, không có phân chia linh võ, cũng không có phân chia yêu thú và linh thú, trong thiên địa mênh mông, trong 3000 đại thế giới, chỉ có 2 chủng phân chia. Một loại là dùng vật chất công kích làm chủ, một loại là dùng linh hồn công kích làm chủ. Hai chủng công kích này mỗi người mỗi vẻ, cho dù là thú tộc, nhân tộc hay là chủng tộc khác, từ tu vị cấp độ đều như nhau. Lão ảnh giải thích rõ cho Lục Lâm Thiên nghe. Lục Lâm Thiên lúc này mới biết rõ đang xảy ra cái gì, chân khí và linh lực trong người hóa thành thiên địa nguyên lực, cho dù là võ giả hay linh giả, yêu thú hay là linh thú, sau khi đạt đến phá giới cảnh đều không còn phân chia. Trong cơ thể đều là thiên địa nguyên lực, cách phân chia duy nhất là dùng vật chất công kích và linh hồn công kích mà thôi. Làm cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc là, trên đại lục linh vũ, mình xem như đệ nhất nhân linh võ song tu, nhưng trong thiên địa mênh mông, trong 3000 đại thế giới, linh võ song tu như mình, không khác gì mang theo vật chất công kích và linh hồn công kích. Mà loại thiên phú này trong nhân tộc, mặc dù nói không phải loại người nào cũng có thể dùng vật chất và linh hồn công kích. Nhưng tuyệt đối không phải là phượng mao lân giác, nhưng võ giả ba thể trên đại lục linh vũ tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng luôn có một ít tồn tại. Trong 3000 đại thế giới, những đại gia tộc, đại thế lực, người có thiên phú hơn người đều có thể đồng thời sử dụng vật chất công kích và linh hồn công kích, cho nên nói linh vũ song tu trong 3000 thế giới tuy không phải khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đối không phải nói khó có thể nhìn thấy. Biết được điểm này,
Nội tâm Lục Lâm Thiên vốn tự hào mình là linh võ song tu cũng giảm đi rất nhiều, so với thế giới bên ngoài, người trong đại lục linh vũ yếu hơn không ít, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cũng có xúc động muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng bao giờ bạo lộ bí mật thế giới hỗn độn, mặt khác, lão nhân gia lúc trước cũng lưu lại an bài, cho dù sau khi ngươi dung hợp bổn nguyên, trừ sông 3000 đại thế giới một lần, ở lại đại lục linh vũ một phương thế giới này rất khó thành cường giả chính thức. Lão ảnh nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vừa mới có suy nghĩ này, lập tức nghe lão ảnh nhắc tới, ánh mắt hơi động một chút, cường giả vĩnh viễn không chừng mực, nếu biết bên ngoài còn có thế giới lớn hơn, chính mình không thể lưu lại nơi này, chỉ có không ngừng trải qua rèn luyện mới trở thành cường giả chân chính.